Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 119. Lúc này, mặt Dương Diệp không có chút máu. Oan hồn. Rất nhiều oan hồn. Vừa rồi thần thức của hắn bước vào vòng xoáy màu đen này, hắn nhìn thấy vô số oan hồn, ở bên trong những oan hồn gầm thét, oán khí tràn ngập sát ý vô tận cùng, vừa rồi hắn bị những sát ý cùng oán khí làm chấn thương. Mà hắn còn là sát ý cảnh giới quy nguyên. Nếu như hắn không lĩnh ngộ sát ý cảnh giới quy nguyên, vừa rồi hắn tuyệt đối sẽ biến thành kẻ đần độn. Chỉ là sát ý cảnh giới quy nguyên cũng không đủ, nếu như hắn không có kiếm ý, dựa vào sát ý cảnh giới quy nguyên thì tuyệt đối không có cách nào ngăn cản được những sát kia cùng oán khí khí. Bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước đó không nhìn thấy thi thể cùng oan hồn ở trong đại lục này, bởi vì tất cả đều đang ở bên trong hai người máu này. Có thể tưởng tượng được, bên trong hai người máu này chứa bao nhiêu oan hồn. Không thể không nói, thất thiếu gia của Dương gia này đúng là một người thủ đoạn độc ác, vì chế luyện huyết khôi này mà không tiếc tàn sát nhiều người như vậy. Thật ra, điều này cũng rất bình thường, Dương gia có hoàn cảnh này, cách thức bồi dưỡng nhân tài như vậy, sinh ra là người của Dương gia, thì sao có thể là hạng người thiện lương được. Không nói đến ai khác, chính hắn cũng xem mạng người như cỏ rác. Loạn thế, cường giả tùy hứng, người yếu chấp nhận số mệnh. Lắc đầu. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nhìn về phía hai người máu này. Làm thế nào thu phục được hai người máu này đây? Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Ta biết các ngươi nghe được lời của ta, làm giao dịch đi, các ngươi giúp ta 3 năm sau, ta phá vỡ huyết nhân này, thả các ngươi ra, cho các ngươi vào luân hồi chuyển thế, không cần vĩnh viễn bị giam cầm. Hắn biết, nhất định có phương pháp khống chế huyết nhân này, nhưng hắn căn bản không biết, cho nên. Hắn chỉ có thể sử dụng phương thức này tới giao tiếp cùng những người máu này, đây là cách duy nhất của hắn. Dương Diệp vừa dứt lời, hai người máu này khẽ run rẩy, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục lại bình tĩnh. Dương Diệp đợi khoảng một khắc, hai người máu vẫn không đáp lại. Dương Diệp liếc nhìn hai người máu, sau đó nói. Nếu các ngươi không đồng ý, vậy quên đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, hai người máu này đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, hai người máu mở mắt ra, một ánh sáng máu lập tức phóng lên cao, tuy nhiên thoáng cái, luồng ánh sáng máu đã bị này một luồng lực lượng thần bí làm chấn động thành hư vô. Hồng Mông Tháp ra tay. Cùng lúc đó, hai người máu này yên tĩnh xuống. Dương Diệp xoay người đi tới trước mặt hai người máu này, sau đó nói. Yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ là 3 năm sau, ta phá vỡ huyết nhân này, thả các ngươi vào luân hồi. Nếu như các ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ không ra tay với các ngươi, nhưng sẽ không thả các ngươi, dù sao, ta không có nghĩa vụ này, cũng không nợ gì các ngươi. Im lặng một lát, thấy hai người máu không trả lời, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó xoay người lại muốn rời đi, mà vào lúc này, hai người máu này đột nhiên đứng lên, tiếp theo, một người máu trong đó đột nhiên mở miệng. Điều đó có thể là thật chứ? Dương Diệp nhìn nói với người máu vừa nói, mặc dù người máu đang nói chuyện. Nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Dương Diệp nói. Tất nhiên. Người máu kia nói. Được, chúng ta đáp ứng ngươi. Tuy nhiên, ngươi phải giải phong ấn của chúng ta trước. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có khả năng giúp ngươi chiến đấu. Dương Diệp nhìn thẳng người máu nói chuyện này hỏi. Ngươi là ai? Người máu nói. Một trong rất nhiều oan hồn ở đây, ta được bọn họ đề cử làm đại biểu đi ra. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Giải phong các ngươi cũng được, nhưng các ngươi phải nói cho ta biết ta phải khống chế các ngươi thế nào. Xin lỗi, thực lực các ngươi cao hơn ta rất nhiều, nếu như không thể khống chế các ngươi, ta không làm, cũng không thể tin được các ngươi. Người máu kia im lặng rất lâu, sau đó nói. Được, ngươi giúp chúng ta giải phong, ta nói cho ngươi biết làm thế nào khống chế chúng ta. Dương Diệp liếc nhìn người máu kia, sau đó khẽ gật đầu. Được, ngươi nói đi. Dương Diệp vừa dứt lời, lập tức, một tin tức tiến vào trong đầu hắn, một lát sau, Dương Diệp đi tới trước mặt người máu kia, sau đó hai tay kết ra một thủ ấn kỳ lạ, miệng niệm chú ngữ không biết tên. Dần dần, người máu kia xuất hiện từng phù văn huyết sắc, một khí tức khủng khiếp lập tức từ trong cơ thể người máu này cuồn cuộn trào ra, Dương Diệp ở trước mặt hắn trực tiếp bị đẩy đến mấy nghìn trượng. Lúc này, người máu kia đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp nhìn về phía người máu kia. Nếu như ta không đoán sai, ngươi muốn đổi ý.
Người máu kia đột nhiên bước về phía Dương Diệp, mỗi một bước của hắn đều làm mặt đất chấn động mạnh, giống như địa chấn, vô cùng kinh người. Khi người máu này đi tới cách Dương Diệp trăm trượng, nó mở miệng nói. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ ngu ngốc đến mức để cho ngươi khống chế chúng ta sao? Vừa dứt lời, tay phải của hắn chợt đánh về phía Dương Diệp. Không thể không nói, thực lực của người máu này vẫn vô cùng khủng khiếp, trong chớp mắt khi trưởng của hắn đánh ra, lấy Dương Diệp làm trung tâm, không gian bên trong mấy vạn dặm trực tiếp vặn vẹo rạn nứt. Vẻ mặt Dương Diệp bình tĩnh, dường như đã sớm dự đoán được. Hắn tuyệt đối không ra tay. Khi bàn tay của người máu này đi tới cách đỉnh đầu hắn hơn 10 cm, một lực lượng khủng khiếp đột nhiên từ phía chân trời đánh xuống, người máu này còn chưa kịp phản ứng, lực lượng kia liền trực tiếp đánh vào trên người hắn. Ầm! Người máu này trực tiếp bay đến ngoài vạn trượng, nó co giật trên mặt đất một hồi sau đó lại đứng lên, nhưng trên người hắn đã xuất hiện từng vết nứt rất nhỏ. Thân hình của Dương Diệp thoáng động đi tới trước mặt người máu, hắn vừa tới trước mặt người máu. Người máu này lại một quyền đánh về phía hắn, nhưng giây phút nắm đấm của người máu này vừa vươn ra, một luồng lực lượng thần bí lại đánh vào trên người hắn. Âm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, người máu này lại bay ngược ra ngoài. Lần này, người máu này không có khả năng đứng lên được, nó nằm trên mặt đất không ngừng co quắp, giống như cừu điên vậy. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua không trung, hắn biết, Hồng Mông Tháp lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Tương đối đáng tiếc là Hồng Mông Tháp không thể đi ra ngoài giúp hắn đánh nhau, nếu không ngờ, chí cảnh gì đó đều là cặn bã. Thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn về phía người máu còn co giật trên mặt đất, sau đó nói. Ta hiểu các ngươi, dù sao ai cũng không muốn bị ngừa chi khác khống chế, nhưng ta ghét người khác nói một đằng làm một nẻo với ta. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là để cho ta khống chế các ngươi, theo ta 3 năm, hoặc là ta giam cầm các cơ ngươi vĩnh viễn. Người máu không trả lời. Dương Diệp khẽ gật đầu. Vậy ngươi ở nơi này cố gắng chờ đợi đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà khi hắn đi được lắm mấy chục bước lúc, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của người máu. 3 năm sau, ngươi thật sự bằng lòng thả chúng ta đi luân hồi sao? Dương Diệp dừng bước lại. Ngoại trừ tin tưởng ta ra, ngươi vẫn có lựa chọn tốt nào hơn sao? Im lặng 9 hơi thở. Một tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp khép hờ, chậm rãi tiếp thu những tin tức kia, sau một lúc lâu, Dương Diệp mở mắt, sau đó xoay người đi tới trước mặt người máu này, tiếp theo, hai tay hắn kết mấy thủ ấn kỳ lạ, trong miệng lẩm bẩm vài từ, rất nhanh, một đường tơ máu đột nhiên từ mi tâm của người máu này bắn ra, cuối cùng tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp. Qua rất lâu, Dương Diệp cảm giác mình cùng người máu này thành lập được liên hệ nào đó. Chỉ cần tâm niệm hắn thoáng động thì có thể làm cho rất nhiều oan hồn này sống không bằng chết, cũng có thể dùng một ý niệm hủy diệt người máu này, làm cho bọn họ thật sự thần hồn đều bị tiêu diệt. Lần này, người máu không còn ra vẻ nữa. Rất nhanh, Dương Diệp sử dụng phương pháp tương tự tỉnh lại người máu thứ hai, đồng thời khống chế. Cứ như vậy, bây giờ hắn có được 2 thủ hạ siêu cấp. 2 cường giả chí cảnh siêu cấp. Dương Diệp liếc mắt nhìn 2 người máu, sau đó nói. 3 năm sau, sẽ giải thoát cho các ngươi. Còn có một yêu cầu. Một người máu trong đó đột nhiên nói. Nói. Dương Diệp nói. Báo thù cho chúng ta. Người máu này gằn giọng nói. Những kẻ đó vì muốn chế luyện chúng ta thành con rối, không tiếc dùng máu rửa sạch tất cả đại lục của chúng ta, nếu như không báo thù này, chúng ta tình nguyện không vào luân hồi. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Có thể. Nói xong. Hắn xoay người rời khỏi Hồng Mông Tháp. Trong tinh không, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó thân hình rung lên và lập tức biến mất. Cho dù hắn nắm giữ 2 thủ hạ chí cảnh siêu cấp, nhưng hắn sẽ không tùy ý vận dụng 2 con rối này, bởi vì hắn không muốn mình dựa vào 2 con rối này. Một khi vừa gặp phải nguy hiểm, lại thả con rối này ra ngoài, vậy hắn vĩnh viễn sẽ không trưởng thành. Hơn nữa, 2 con rối này là của Thất Thiếu gia Dương gia, một khi để lộ, không cần phải nói. Hắn lại có thêm kẻ địch, cho dù hắn không sợ, nhưng vào thời điểm thật sự không cần thiết thì không cần thêm kẻ địch, chỉ cần hắn không để lộ 2 người máu này, không cần phải nói, Dương Yên cùng Thất Thiếu gia kia nhất định sẽ liều mạng tới mức ngươi chết ta sống. Mà 2 người kia đổ máu, tất nhiên là một chuyện tốt đối với hắn. Dù sao bây giờ hắn thế đơn lực bạc. Trong tinh không, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn,
giờ phút này hắn giống như một vì sao rơi lướt qua trong tinh không. Bây giờ mục đích của hắn là phải hiểu rõ mình đang ở đâu, còn có trung thiên thế giới của Dương gia ở đâu trong hệ ngân hà. Đối với hắn mà nói, chuyện cứu Tiểu Thiên cấp bách hơn. Qua rất lâu, Dương Diệp mới biết vị trí của mình. Bây giờ hắn chắc hẳn ở trong một mảnh tinh hệ, chỉ có điều tinh hệ này có rất ít tinh cầu có sinh mạng, ít nhất cho đến hiện nay, hắn chỉ từng thấy được một tinh cầu có sinh mạng, chính là tinh cầu trước đó bị Thất Thiếu gia Dương gia tàn sát. Ngoài việc đó ra, dọc đường đi hắn nhìn thấy các tinh cầu đều tĩnh mịch, hoàn toàn không có khí tức sinh mạng. Tinh không mênh mông, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, không phương hướng, không mục tiêu. Dần dần, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì tiếp tục như vậy không phải cách. Đột nhiên, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, bởi vì ở cách đó không xa có một viên tinh cầu khổng lồ. Viên tinh cầu này hiển nhiên là một thế giới lớn, bởi vì nó còn lớn hơn so với đại lục Thiên Thiên rất nhiều. Đương nhiên, đây không phải là điểm chính là hắn cảm nhận được khí tức sinh mạng ở phía trên. Không do dự, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, vào lúc hắn muốn đi vào viên tinh cầu kia, một quả cầu ánh sáng màu vàng đất đột nhiên từ phía dưới phóng lên cao, tốc độ quả cầu ánh sáng màu vàng đất kia rất nhanh, trong chớp mắt lại tới trước mặt hắn. Dương Diệp ngẩn người, mà vào lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn đột nhiên xoay tròn, trong phút chốc, một lực hút trực tiếp hút quả cầu ánh sáng màu vàng đất kia vào bên trong Hồng Mông Tháp. Không tốt! Sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi và muốn chạy trốn, nhưng đã muộn rồi, một nam tử trong tay cầm ngân thương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nam tử đang muốn nói, đúng lúc này, bên dưới đột nhiên xuất hiện một đường đao quang, ngay sau đó, một người thanh niên trong tay cầm trường đao xuất hiện ở đó. Nam tử cầm đao khoảng chừng hơn 20 tuổi, trên người mặc một bộ áo choàng dài màu xanh, tóc có chút rối bời, không chỉ tóc, áo choàng dài trên người hắn cũng là rách nát, cả người thoạt nhìn có chút giống như ăn mày. Nam tử cầm đao liếc nhìn nam tử cầm thương này, sau đó lại nhìn Dương Diệp, đột nhiên, hắn nở nụ cười. Ha ha, Lý Thiên Cửu, nhìn bộ dạng của ngươi, lão tử lại biết được linh của đại địa này không rơi vào tay ngươi, có đúng không? Ha ha. Trong mắt nam tử cầm thương lóe lên một tia che giấu. Lục Ly Ca, có phải ngươi muốn chết không? Ngươi có thể giết được ta sao? Nam tử tên là Lục Ly Ca cong khóe miệng lên đầy xem thường. Lý Thiên Cửu, lão tử không giết được ngươi, nhưng tương tự, ngươi cũng không giết được lão tử. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Lão huynh, bảo vật ngươi vừa nhận được kia là linh của đại địa, cha cha. Linh của đại địa này là một thứ tốt đấy, vị Lý huynh này của chúng ta đã tốn thời gian gần một năm mới lén lút hút nó từ thế giới phía dưới ra, cho nên lần này ngươi lời quá rồi. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này, một ý cảnh khủng khiếp đột nhiên phong tỏa hắn, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, đầu lại nhìn về phía nam tử cầm thương này. Quay! Thương ý cảnh giới quy nguyên. Dương Diệp không ngờ được Lý Thiên Cửu này có thương ý cảnh giới quy nguyên, điều này thực sự ngoài dự đoán của hắn. Lý Thiên Cửu nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ta chỉ nói một lần, giao đồ ra. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này, lại một luồng ý cảnh đột nhiên xuất hiện ở xung quanh hắn. Sắc mặt Dương Diệp lại biến đổi, bởi vì ý cảnh này không ngờ là đao ý cảnh giới quy nguyên. Dương Diệp liếc nhìn Lục Ly Ca cùng Lý Thiên Cửu này, hệ ngân hà này thật sự là ngọa hổ tàng long a. Lúc này, Lục Ly Ca nhìn Dương Diệp, cười hì hì. Vị huynh đệ này. Ngươi đừng sợ, hắn muốn ra tay với ngươi, ta giúp ngươi cùng nhau đánh hắn. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lục Ly Ca, sau đó nói. Vì sao? Vì sao? Lục Ly Ca mỉm cười, sau đó nói. Bởi vì ta thích, chỉ cần chuyện làm cho Lý Thiên Cửu chịu thiệt, ta đều sẵn lòng làm, ha ha. Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn nói, đúng lúc này, nam tử cầm thương này đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt hắn. Tiếp theo, một mũi thương đã đi tới giữa chân mày của hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải nắm chặt thành quyền, lại muốn ra tay, mà vào lúc này, một đao khí đột nhiên phá không lao tới, đao khí có tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt lại đánh vào mũi thương. Trường thương lập tức lệch sang một bên, xuyên qua sát tai Dương Diệp, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên vọt tới trước, sau đó chợt đánh một quyền về phía Lý Thiên Cửu trước mặt hắn. Trong mắt Lý Thiên Cửu lóe lên một ánh sáng lạnh, sắc mặt hắn không đổi, cổ tay lập tức chuyển động, trường thương từ đâm biến thành cản.
Lý Thiên Cửu cùng Thanh Thương trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng. Trong mắt Lục Ly Ca lóe lên sự kinh ngạc. Huynh đệ ngươi là thể tu sao? Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn nói, đúng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên phá không lao tới, Dương Diệp theo bản năng lại đánh ra một quyền. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng. Dương Diệp cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, lúc này, nắm đấm của hắn đã tách ra. Hi hi. Lúc này, Lục Ly Ca cười nói. Vị huynh đệ này, người không thể coi thường Lý đại công tử của chúng ta được, hắn lại là thiên tài của Lý gia, ở Lý gia, hắn ít nhất có thể tiến vào trước ba, không chỉ có vậy, hắn đã từng một mình giết cường giả chí cảnh. Lý gia. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, lập tức hỏi. Người biết Dương gia không? Dương gia. Lục Ly Ca nói. Đương nhiên biết, đó chính là gia tộc của người điên. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp. Ngươi là người của Dương gia sao? Nghe thấy Lục Ly Ca nói vậy, Lý Thiên Cửu đang muốn ra tay lập tức ngừng lại, sau đó nói, ngươi là người của Dương gia à? Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, đột nhiên, hắn đưa tay chỉ vào Lý Thiên Cửu, quát, Lý Thiên Cửu, lão tử là người của tam thiếu gia Dương gia Dương Yên, nếu ngươi dám động vào lão tử, thiếu gia nhà ta nhất định sẽ diệt toàn tộc Lý gia ngươi. Nghe Dương Diệp nói, Lý Thiên Cửu đầu tiên là ngây người. Sau đó sắc mặt dữ tợn lên. Dương gia, Dương Yên, ta sợ hắn sao? Hôm nay ta liền giết ngươi, nhìn xem Dương Yên có thể diệt Lý gia ta hay không. Nói xong, thân hình khẽ động, vọt về phía Dương Diệp. Nhìn thấy Lý Thiên Cửu vọt tới, khóe miệng Dương Diệp nổi lên độ cong nhỏ bé không thể nhận ra. Hiện tại hắn mặc áo bào đen, tăng thêm kiếm vực ẩn nấp, đối phương căn bản không nhìn thấy mặt mũi chân thật của hắn. Bởi vậy hắn hoàn toàn không cần lo lắng bại lộ thân phận. Nếu như sau này đối phương thực đi gây sự với Dương Yên, cái kia chính hợp ý hắn, mà nếu như đối phương hoài nghi thân phận của hắn, không đi gây sự với Dương Yên, vậy cũng không có việc gì, dù sao hắn không có tổn thất. Lúc này, trường thương đã tới, Dương Diệp không dám khinh thường, tay phải lần nữa nắm chắc thành quyền, sau đó oanh một. Cái. Oanh. Theo một tiếng nổ vang vang lên. Dương Diệp cùng Lý Thiên Cửu lập tức bị chấn liên tục lui về phía sau, Lý Thiên Cửu lui không đến 50 trượng liền ngừng lại, mà Dương Diệp lại lui trọn vẹn hơn 100 trượng. Không chỉ như thế, nắm đấm của hắn nguyên bản đã khôi phục lần nữa rạn nứt, tiên huyết trong khoảnh khắc nhuộm đỏ cả nắm đấm. Mặc dù nhục thân của Dương Diệp cường hãn, nhưng bằng vào nhục thân, đừng nói Lý Thiên Cửu có năng lực khiêu chiến vượt cấp, coi như là cường giả luân hồi cảnh bình thường hắn cũng không thể chiến thắng. Mặc dù hắn có thể dùng huyết khôi trong Hồng Mông Tháp đánh giết đối phương, nhưng nếu như làm như vậy, vậy hắn trước đó giả mạo người của Dương Yên liền không có ý nghĩa gì. Bởi vậy, Dương Diệp đã chuẩn bị chuồn, nhưng Lý Thiên Cửu lại không cho hắn cơ hội, lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tay nắm ngân thương quét ngang. Xuy. Những nơi trường thương đi qua, không gian bị xé nứt, không chỉ như thế, trong ngân thương ẩn chứa lực lượng cường đại càng làm cho không gian chung quanh mấy ngàn trượng rạn nứt. Cảm nhận được một màn này, Dương Diệp sầm mặt lại, muốn thôi động yêu thần chi lực trong thân thể. Đúng lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, rút đao chảm một phát. Bành! Thương đao vừa mới tiếp xúc, không gian mấy ngàn trượng chung quanh ba người ầm vang sụp đổ, giữa sân lâm vào một màu đen kịt, mà trong lỗ đen, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng nổ lớn, cái này khiến lỗ đen không ngừng mở rộng. Ước chừng qua một khắc, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại qua một hồi. Không gian trong sân khôi phục bình thường. Lục Ly Ca. Một bên, Lý Thiên Cửu gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly Ca. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại cút cho ta, nếu không. Nếu không ngươi cắn ta sao? Lục Ly Ca cười lạnh một tiếng. Lý Thiên Cửu, chớ nói ngoan thoại ở trước mặt ta, đừng nói ngươi, xem như đại ca ngươi cũng đừng nghĩ giết ta, còn như ngươi, càng đừng nói nữa. Lý Thiên Cửu giữ tợn lên, muốn xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa truyền đến, cỗ khí tức kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bao phủ đám người Dương Diệp. Bị cỗ khí tức này bao phủ, khí tức của Dương Diệp lập tức cứng lại, toàn thân phảng phất như muốn bị đập vỡ, khó chịu đến cực điểm. Không chỉ Dương Diệp, giờ phút này Lục Ly Ca cùng Lý Thiên Cửu cũng có loại cảm giác này, trong lòng ba người giật mình, đúng lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên nắm trường đao bổ ngang, đao ra, một đạo đao mang thoáng hiện. Oanh!
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đao mang xuất hiện, cỗ khí tức kia lập tức bị đao mang đánh ra một lỗ hổng mới vừa xuất hiện, hắn liền muốn chuồn đi, nhưng Dương Diệp lại nhanh hơn hắn, trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến tiêu thất ở nơi xa. Lục Ly ca ngây cả người. Nhanh như thế. Nói xong, thân hình hắn cũng run lên, hóa thành một đạo đao mang tiêu thất ở cách đó không xa, mà thời điểm hắn vừa biến mất, Lý Thiên Cửu cũng biến mất theo. Trốn. Nhanh trốn. Sở dĩ ba người phản ứng đầu tiên là trốn, không chỉ bởi vì đạo khí tức kia, mặc dù đạo khí tức kia rất mạnh, nhưng còn chưa đủ để ba người thất thố như thế. Sở dĩ ba người trốn, là bởi vì bọn hắn cảm nhận được ba cỗ khí tức, mà ba cỗ khí tức này, đều là khí tức cường giả chí cảnh. Bốn cường giả chí cảnh. Không trốn không được. Mặc dù Dương Diệp chạy trước, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn bị Lục Ly Ca cùng Lý Thiên Cửu đuổi theo. Không có cách, dưới tình huống hắn không sử dụng kiếm, mặc kệ là thực lực hay tốc độ, đều bị giảm rất nhiều. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, sau đó hắn quay người đánh ra một quyền. Hắn vừa ra quyền, một thanh trường thương đánh vào trên nắm đấm của hắn. Bành! Theo một tiếng nổ vang vang lên, cả người Dương Diệp bị chấn lui đến mấy trăm trượng, mà lúc này, thanh âm của Lý Thiên Cửu ở trong sân vang lên. Giao ra đại địa chi linh, nếu không, coi như Dương Yên tự mình tới, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng giao! Lúc này Lục Ly Ca đột nhiên ngăn ở trước mặt Dương Diệp. Có ta ở đây, hôm nay hắn đừng nghĩ giết ngươi. Dương Diệp vỗ vỗ bả vai Lục Ly Ca. Hảo huynh đệ, ngươi ngăn trở hắn, ta rút lui trước. Nói xong, hắn quay người lấp lóe liền tiêu thất ở bên ngoài vạn trượng. Lục Ly Ca ngây cả người rồi mới nói. Ta! Giờ phút này, trong lòng của hắn giống như có một vạn con ngựa chạy qua. Đúng lúc này, Lý Thiên Cửu đột nhiên hóa thành một đạo thương mang đuổi về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Lục Ly Ca lạnh lẽo, chân phải bỗng nhiên dẫm hư không một cái, cả người mãnh liệt bắn ra. Bởi vì vừa rồi trì hoãn, lúc này ba người Dương Diệp cùng bốn tên cường giả chí cảnh đã cách càng ngày càng gần, không đến mấy vạn trượng. Mấy vạn trượng, đối với chí cảnh mà nói, nửa cái hô hấp cũng không đến, bởi vậy nếu lúc này ba người Dương Diệp dừng lại, thoáng qua sẽ bị đuổi kịp. Cảm giác được người phía sau càng truy càng gần, Dương Diệp càng ngày càng nặng. Đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt hắn sáng lên, sau đó hắn ngừng lại, hắn vừa dừng lại, Lý Thiên Cửu cũng dừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không rõ tại sao Dương Diệp phải dừng lại. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người nhìn về phía hắn, rồi mới phẫn nộ quát. Giao ra đại địa chi linh, nếu không, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Lý Thiên Cửu sửng sốt, Lục Ly Ca chạy đến cũng sửng sốt. Đúng lúc này, bốn lão giả xuất hiện ở cách ba người Dương Diệp không xa, bốn lão giả mới vừa xuất hiện, ánh mắt đều trực tiếp rơi vào trên người Lý Thiên Cửu, ánh mắt tràn đầy bất thiện, khí tức bốn người đều khóa lại Lý Thiên Cửu. Lý Thiên Cửu vô cùng khó coi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn Lục Ly Ca ra hiệu, người sau chừng mắt nhìn, rất nhanh hắn minh bạch ý tứ của Dương Diệp, rút đao đánh tới Lý Thiên Cửu đang muốn nói chuyện, cả giận nói. Giao ra đại địa chi linh, nếu không... Hôm nay chúng ta không chết không thôi. Thả ngươi cẩu thí. Lý Thiên Cửu đột nhiên nổi giận mắng. Lục Ly Ca, ngươi còn có thể vô sỉ một chút hay không? Lục Ly Ca có chút xấu hổ, hiển nhiên trước kia không có làm qua loại chuyện này, đang muốn nói chuyện, Dương Diệp lại vội vàng nói. Lý Thiên Cửu, nam tử Hán đại trượng phu, dám làm liền dám đảm đương, ngươi bỏ ra thời gian hơn một năm trộm đại địa chi linh của người ta, thế nào? Bây giờ người ta tìm tới, người không dám thừa nhận. Lý ra các người đều là không có can đảm như vậy sao? Thả ngươi cẩu thí. Lý Thiên Cửu cả giận nói. Dương gia, đại địa chi linh rõ ràng là ở trong tay ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cả giận nói. Lý Thiên Cửu, ngươi dám lấy thần hồn thể ngươi không có đi trộm đại địa chi linh của người ta sao? Ngươi dám không? Lý Thiên Cửu nhìn chằm chằm Dương Diệp. Trong mắt sát ý giống như thực chất, nhưng Dương Diệp lại một chút cũng không sợ, bởi vì Lục Ly Ca ngay ở trước mặt hắn, đối phương muốn xuất thủ, đầu tiên cần phải giải quyết Lục Ly Ca. Lý Thiên Cửu. Đúng lúc này, một lão giả mặc trường bào màu tím đột nhiên đi ra. Mặc dù vương gia ta cùng Lý gia ngươi không phải thế gia hữu hảo, nhưng hai nhà chúng ta cũng không có ân oán gì,
Người hao tổn tâm cơ bắt lấy đại địa chi linh lý ra ta bồi dưỡng, việc này, làm rất không chính cống. Lão phu cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, giao ra đại địa chi linh, ta để ngươi rời đi. Lý Thiên Cửu lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả áo tím. Đại địa chi linh không ở chỗ ta. Lão giả áo tím nhướng mày. Không ở chỗ ngươi, vậy ở trong tay người nào? Lý Thiên Cửu chỉ Dương Diệp nói. Ở trên người hắn, ngươi muốn đạt được đại địa chi linh, giết hắn liền có thể đạt được. Ngậm máu phun người. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên chỉ vào Lý Thiên Cửu cả giận nói. Tốt ngươi một cái Lý Thiên Cửu, ngươi trộm lấy đại địa chi linh của người ta, hiện tại còn nói xấu ta, ngươi vô sỉ đến cực điểm. Ta giết ngươi. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, vọt về phía Lý Thiên Cửu. Nhìn thấy một màn này, Lục Ly ca mộng, làm người, nguyên lai có thể vô sỉ như thế. Mà Lý Thiên Cửu lại tức đến sắc mặt phát xanh, giờ phút này trong lòng hắn, phảng phất như có hơn mấy chục vạn con ngựa chạy. Dương Diệp đã đi tới trước mặt hắn, cùng lúc đó, một nắm đấm đánh tới. Trong mắt Lý Thiên Cửu lóe lên dữ tợn, huyền khí trong thân thể điên cuồng phun trào, tay cầm trường thương trực tiếp bổ tới Dương Diệp. Bành! Theo một tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp bị chấn đến mấy trăm trượng, Lý Thiên Cửu muốn xuất thủ lần nữa, nhưng đúng lúc này, lão giả áo tím đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lý Thiên Cửu. Lý Thiên Cửu, cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao ra đại địa chi linh, nếu không, hôm nay lão phu lìa đập chết ngươi. Ngươi! Tổ mẫu ngươi! Lý Thiên Cửu cả giận nói. Lão tử không có đại địa chi linh, làm sao giao cho ngươi? Lão giả áo tím sầm mặt lại, trong mắt lóe lên sát ý. Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách lão phu. Thanh âm rơi xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng đè ép về phía Lý Thiên Cửu, trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ Lý Thiên Cửu. Đúng lúc này, Dương Diệp ở một bên đột nhiên nói. Tiền bối, vừa rồi Lý Thiên Cửu đã kêu viện binh, nếu như ta không đoán sai, cường giả Lý gia đã sắp đuổi tới, cho nên. Ngươi hiểu. Nghe được Dương Diệp nói, hai mắt lão giả áo tím nhíu lại, sau một khắc, tay phải hắn vung lên, ba người phía sau hắn lập tức lao về phía Lý Thiên Cửu. Giờ khắc này, Lý Thiên Cửu muốn tức nổ tung. Một bên, Lục Ly ca trừng mắt nhìn, sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp, ở trong mắt có vẻ kính nể không che giấu chút nào. Cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng? Cái gì gọi là trả đũa? Chính là đây. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Lục Ly ca, cho hắn một ánh mắt rút lui, Lục Ly ca lập tức hiểu ý, bắt đầu cùng Dương Diệp chậm rãi lùi lại. Mà lúc này, Lý Thiên Cửu đã bị bốn người lão giả áo tím bao vây lại. Lý Thiên Cửu không có đi quản Dương Diệp và Lục Ly ca, bởi vì lúc này chung quanh hắn có bốn cường giả chí cảnh. Mặc dù thực lực của hắn không tệ, nhưng một người đơn đấu bốn cường giả, với hắn mà nói là không thể nào. Trầm mặc một cái chớp mắt, một cỗ thương ý kinh khủng đột nhiên từ trong thân thể Lý Thiên Cửu bạo phát ra, ngay sau đó, hai tay hắn nắm trường thương bỗng nhiên bổ một phát, thương ra, một đạo thương mang sáng như tuyết chợt lóe lên. Bành! Tên cường giả chí cảnh trước mặt Lý Thiên Cửu bị chấn đến trăm trượng, mà Lý Thiên Cửu thì lắc mình, hóa thành một đạo thương mang tiêu thất ở nơi xa. Lý Thiên Cửu hắn cũng không ngốc. Sao có thể sẽ đi dùng sức một mình đơn đấu bốn tên cường giả chí cảnh? Trốn mới là thượng sách. Trốn. Lão giả áo tím hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, đuổi về phía Lý Thiên Cửu, ba tên cường giả chí cảnh khác cũng vội vàng đi theo. Phương hướng Lý Thiên Cửu đào tẩu chính là phương hướng của Dương Diệp và Lục Ly Ca trốn, thời điểm phát giác một màn này, Dương Diệp và Lục Ly Ca đều có chút khó coi. Do dự một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Quay người đánh một quyền. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên quay người ra quyền, Lý Thiên Cửu nao nao, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, thời điểm Dương Diệp vừa ra quyền, hắn lập tức làm ra phản ứng, sau đó trường thương trong tay mang theo một đạo thương mang bắn nhanh ra như điện. Oanh! Dương Diệp lần nữa bị đẩy lui mấy trăm trượng, nhưng Lý Thiên Cửu cũng bị Dương Diệp bức cho ngừng lại. Mà lúc này, bốn tên cường giả chí cảnh đã đuổi theo. Lúc này Dương Diệp nói. Bốn vị tiền bối, tại hạ thuộc hạ của Dương gia Dương Yên thiếu gia, nguyện ý hiệp trợ bốn vị tiền bối đuổi bắt Lý Thiên Cửu này. Dương gia Dương Yên. Lão giả áo tím nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi là người Dương gia. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Lão giả áo tím khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện,
Đúng lúc này, Lý Thiên Cửu đột nhiên giơ bàn tay lên. Lý Thiên Cửu, ta dùng thần hồn thề, đại địa chi linh không có ở trên người ta, nếu lời ấy là giả, nguyện bị trời tru đất diệt. Dương Diệp và Lục Ly Ca biểu lộ lập tức cứng đờ. Nghe Lý Thiên Cửu nói, bốn người lão giả áo tím nhìn nhau, trầm mặc một cái chớp mắt, bốn người cùng một chỗ nhìn về phía Dương Diệp và Lục Ly Ca. Giờ phút này, bốn người đã tin tưởng Lý Thiên Cửu, nếu đại địa chi linh thực ở trên người Lý Thiên Cửu, đối phương là tuyệt đối không dám lấy thần hồn phát thệ, đừng nói Lý Thiên Cửu, xem như bọn hắn cũng không dám tùy tiện dùng thần hồn phát thệ. Phải biết, dùng thần hồn phát thệ, nếu lời thề là giả, sẽ có tâm ma. Có câu nói như thế này, địch nhân lớn nhất của một người, là chính hắn. Câu nói này, những huyền giả bọn hắn là cực kỳ tán đồng, bởi vậy bọn hắn tuyệt sẽ không để mình biến thành địch nhân của mình. Đúng lúc này, Dương Diệp cũng đột nhiên giơ tay phải lên. Ta bằng vào thần hồn của thiếu gia Dương Yên thề, đại địa chi linh không có ở trên người ta, nếu lời ấy là giả, sẽ làm cho thiếu gia nhà ta thần hồn câu diệt. Nghe được Dương Diệp nói, con mắt của Lục Ly Ca lập tức trợn thật to, đủ để bằng một quả trứng gà. Ca ca của ta, như vậy cũng có thể. Vô sỉ. Đúng lúc này, Lý Thiên Cửu cả giận nói. Vì sao ngươi không dùng mình thề, mà dùng thiếu gia của ngươi đến thề? Ngươi. Ngươi mới vô sỉ. Dương Diệp đột nhiên cả giận nói. Ngươi cũng đã biết, mệnh của ta là thiếu gia của nhà ta, cả đời này, ta chỉ chung với thiếu gia nhà ta. Hắn để cho ta sinh, ta liền sinh, hắn để cho ta chết, ta liền chết, ta dùng hắn đến thể, ngươi có biết tâm ta đau nhức bao nhiêu không, ta. Cái này liên quan gì đến thiếu gia của ngươi? Lý Thiên Cửu đánh gãy Dương Diệp. Nếu trong lòng ngươi không có quỷ, thì dùng thần hồn của mình thề, ngươi dùng thần hồn của mình thề, ta liền tin tưởng đại địa chi linh không có ở trên người ngươi, ngươi dám không? Ánh mắt đám người lão giả áo tím lần nữa rơi vào trên người Dương Diệp. Bốn người cũng cảm thấy, vừa rồi Dương Diệp thề, thật sự có chút không đáng tin cậy. Kỳ thật, nếu như là người khác, bốn người đã sớm động thủ. Nhưng ba người giữa sân đều không phải người bình thường, thân phận có chút đặc thù, lại có năng lực vượt cấp khiêu chiến, bởi vậy bốn người tạm thời không muốn vạch mặt. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này Lý Thiên Cửu đột nhiên châm chọc nói. Không dám đúng không, chột dạ là. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ tay phải lên nói. Ta dùng thần hồn của mình thề, đại địa chi linh không có ở trên người ta, nếu như nói dối, ngày sau nhất định bị trời tru đất diệt. Kỳ thật hắn cũng không có nói dối, bởi vì đại địa chi linh thực không ở trên người hắn, mà là ở trong tay Hồng Mông Tháp. Bởi vậy hắn là thật không thẹn với lương tâm. Nghe được Dương Diệp nói, Lý Thiên Cửu cùng Lục Ly Ca ngây ngẩn cả người. Hai người đều không nghĩ đến Dương Diệp thực dám lấy thần hồn của mình thề, bởi vì hai người rất rõ ràng. Đại địa chi linh là ở trên người Dương Diệp, nhưng Dương Diệp vẫn dám dùng thần hồn của mình đến thề, không thể không nói, giờ phút này hai người có chút mộng. Mà đúng lúc này, ánh mắt đám người lão giả áo tím rơi vào trên người Lục Ly Ca, ánh mắt của bốn người có chút bất thiện, phải nói tràn đầy địch ý. Lục Ly Ca biến sắc, vội vàng giơ hai tay lên. Ta cũng dùng thần hồn của mình thề, đại địa chi linh không có ở trên người ta, nếu ở trên người ta. Ngày sau ta nhất định thần hồn câu diệt. Nghe Lục Ly Ca nói, sắc mặt bốn người lão giả áo tím lập tức trầm xuống, giờ phút này bốn người có loại cảm giác bị người trêu đùa. Trầm mặc một cái chớp mắt, lão giả áo tím đột nhiên nói. Ba vị, không bằng như vậy, ba vị để ta lục soát nạp giới cùng thức hải một chút. Nghe được lão giả áo tím nói, Lý Thiên Cửu cùng Lục Ly Ca lập tức trầm xuống, lục soát nạp giới còn tốt. Lục soát thần thức, yêu cầu này rất quá đáng. Phải nói lục soát nạp giới cùng lục soát thần thức cũng rất quá đáng, bởi vì như thế, bí mật của bọn hắn đều sẽ bại lộ ở trong mắt đối phương. Ai nguyện ý? Dù sao Lý Thiên Cửu cùng Lục Ly Ca không nguyện ý, còn Dương Diệp ngược lại không có vấn đề, bởi vì bảo vật của hắn đều ở trong Hồng Mông Tháp, mặc dù đối phương là cường giả chí cảnh, nhưng chỉ cần Hồng Mông Tháp không nguyện ý, đối phương liền không có khả năng tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Bất quá, hắn cũng sẽ không lựa chọn cho đối phương lục soát nạp giới cùng thức hải của hắn. Đặc biệt là lục soát thức hải, cho thần thức đối phương tiến vào thức hải, vạn nhất đối phương có ý đồ xấu, cái kia không cần phải nói, coi như không chết cũng tàn phế. Theo ba người Dương Diệp trầm mặc, giữa sân, bầu không khí dần dần khẩn trương lên. Đúng lúc này, lão giả áo tím lại nói.
Nếu như ba vị không nguyện ý, lão phu vẫn còn có một biện pháp, cái kia chính là mời ba vị cùng lão phu trở về vương gia một chuyến, chỉ cần ba vị nguyện ý cùng ta trở về vương gia, lão phu bảo lãnh, tuyệt không xuất thủ với ba vị. Trở về vương gia. Trong lòng Dương Diệp cười lạnh, chủ ý của lão nhân này ngược lại là đánh tốt, một khi bọn hắn cùng lão nhân này trở về vương gia, đến lúc đó mình là thịt cá người là dao thớt. Lão giả áo tím nói xong cũng trầm mặc, nhưng khí tức của hắn lại khóa trên thân đám người Dương Diệp, có thể nói, ba người Dương Diệp có chút dị động, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Đúng lúc này, Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Ly Ca, người sau khẽ gật đầu, sau một khắc, Lục Ly Ca rút đao chạm tới, thời điểm Lục Ly Ca xuất thủ, cường giả trí cảnh ở trước mặt hắn cũng đột nhiên vỗ ra một trường. Hiển nhiên, đối phương đã sớm có đoán trước. Oanh! Lục Ly Ca bị chấn lui mấy trăm trượng, không chỉ như thế, hai gã cường giả trí cảnh khác đã vây quanh ngăn ở trước sau Lục Ly Ca, mà lúc này Dương Diệp lại đã xuất hiện ở bên ngoài vạn trượng. Giờ phút này Lý Thiên Cửu cũng đã ở bên ngoài mấy vạn trượng, bất quá ở phía sau đồng dạng có hai cường giả trí cảnh. Không có người truy Dương Diệp, hiển nhiên đối phương cảm thấy đại địa chi linh ở trên người Lý Thiên Cửu cùng Lục Ly Ca. Kỳ thật cái này cũng bình thường, bởi vì Dương Diệp ở trong ba người là yếu nhất. Hơn nữa còn chỉ là một cấp dưới của Dương gia, bởi vậy đám người lão giả áo tím trực tiếp từ bỏ hắn. Bất quá đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi mà quay lại, hắn về tới bên người Lục Ly Ca, Lục Ly Ca có chút ngẩn người nói. Ngươi trở về làm gì? Dương Diệp im lặng nói. Ngươi có lầm hay không? Ta bảo ngươi trốn, không phải để ngươi đánh. Lục Ly Ca ngượng ngùng cười. Sai lầm, sai lầm. Dương Diệp lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía hai tên cường giả trí cảnh kia nói. Ngươi chọn cái nào? Lục Ly Ca nghĩ nghĩ nói. Bên trái. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ngươi lên trước. Lục Ly Ca nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Ngươi sẽ không lại đùa nghịch mánh khóe gì chứ? Dương Diệp tức giận nói. Ta là loại người này sao? Lục Ly Ca hết sức chăm chú gật đầu. Dương Diệp. Chấm. Đúng lúc này. Lục Ly Ca đột nhiên truyền âm nói. Mặc dù tên ngốc ngươi tâm nhãn hơi nhiều, lại vô sỉ, nhưng vừa rồi ngươi quay trở lại, ta biết, ngươi làm người vẫn không tệ. Ngươi không cách nào chống lại cường giả trí cảnh, đợi chút nữa ta kiềm chế bọn hắn, ngươi rút lui trước, ngươi rút lui sau, ta tự nhiên có biện pháp rút lui. Nói xong, chân phải hắn dẫm hư không một cái, cả người hóa thành một đạo đao quang vọt tới hai tên cường giả trí cảnh. Trong chốc lát, đao khí đầy trời trực tiếp bao phủ hai tên cường giả trí cảnh lại. Nhưng mà... Oanh! Đột nhiên, ở trong đao khí đầy trời, truyền ra một âm thanh nổ vang, ngay sau đó, đao khí đầy trời ầm vang tiêu tán. Bành! Một bóng người từ trong đó bay ra ngoài, nhân ảnh này chính là Lục Ly Ca, bất quá rất nhanh hắn liền ngừng lại. Trong mắt Lục Ly Ca lóe lên hàn quang, muốn xuất thủ, đúng lúc này Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn nói. Ta đến. Lục Ly Ca ngây cả người nói. Đánh hai. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi xác định, Lục Ly Ca lại hỏi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Lục Ly Ca. Cường giả trí cảnh rất mạnh sao? Lục Ly Ca. Lục Ly Ca trực tiếp bị Dương Diệp hỏi ngây ngẩn cả người. Cường giả trí cảnh mạnh mẽ sao? Đương nhiên mạnh mẽ. Cường giả trí cảnh, siêu việt luân hồi, nhất niệm có thể hủy thiên diệt địa, loại cường giả này. Ngay cả thiên cũng phải kiêng kỵ. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là ngữ khí của Dương Diệp, giờ phút này ngữ khí của Dương Diệp cho người cảm giác chính là, xem thường cường giả trí cảnh. Dương Diệp nói xong, hắn không có quản Lục Ly Ca, mà quay người nhìn về phía hai tên cường giả trí cảnh, sau đó hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, giờ khắc này, một cỗ khí tức cường đại như hồng thủy vỡ đê từ trong thân thể hắn bừng lên. Cỗ khí tức này làm không gian ngàn trượng chung quanh giống như sóng nước nhộn nhạo. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Lục Ly Ca lóe lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, thực lực của Dương Diệp có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối diện Dương Diệp, hai tên cường giả trí cảnh nhìn nhau một chút, trong mắt hai người đều nhiều một tia đề phòng. Đi trước đi. Đúng lúc này, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Lục Ly Ca. Huyền khí truyền âm. Lục Ly Ca nao nao. Lập tức lắc đầu, truyền âm nói. Loại chuyện này, Lục Ly Ca ta làm không được. Dương Diệp nhún vai, bước ra một bước, sau một khắc, yêu thần chi lực lan tràn đến toàn thân, ngay sau đó hữu quyền bỗng nhiên oanh một cái.
Tịch diệt băng thiên quyền. Đối mặt hai tên cường giả chí cảnh, dưới tình huống không thể dùng kiếm, hắn chỉ có thể thi triển tịch diệt băng thiên quyền, nếu không hắn căn bản không có cách chống lại đối phương. Quyền ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong nắm đấm của Dương Diệp đổ xuống, trong chốc lát, trong không gian trước mặt Dương Diệp vạn trượng, ở thời khắc này trực tiếp yên diệt. Thời điểm Dương Diệp ra quyền, đồng tử của hai tên cường giả chí cảnh lập tức co rụt lại, hai người không dám khinh thường, hai tay nhẹ nhàng đè ép về phía trước. Trong chốc lát, hai cỗ lực lượng cường đại trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hai người, hai cỗ lực lượng này giống như một cự thuẫn ngăn cản lực lượng của Dương Diệp. Hai cỗ lực lượng va chạm, làm cho không gian chung quanh điên cuồng rung động, vô cùng dọa người. Phía sau Dương Diệp, trong mắt Lục Ly ca lóe lên hưng phấn. Quyền pháp thật lợi hại, đến, lại đến một quyền, lại đến một quyền là có thể. Loại chuyện này, Lục Ly ca ta làm không được. Dương Diệp nhún vai, bước ra một bước, sau một khắc, yêu thần chi lực lan tràn đến toàn thân, ngay sau đó hữu quyền bỗng nhiên oanh một cái. Tịch diệt băng thiên quyền. Đối mặt hai tên cường giả chí cảnh, dưới tình huống không thể dùng kiếm, hắn chỉ có thể thi triển tịch diệt băng thiên quyền, nếu không hắn căn bản không có cách chống lại đối phương. Quyền ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong nắm đấm của Dương Diệp đổ xuống, trong chốc lát, trong không gian trước mặt Dương Diệp vạn trượng, ở thời khắc này trực tiếp yên diệt. Thời điểm Dương Diệp ra quyền, đồng tử của hai tên cường giả chí cảnh lập tức co rụt lại, hai người không dám khinh thường, hai tay nhẹ nhàng đè ép về phía trước. Trong chốc lát, hai cỗ lực lượng cường đại trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hai người, hai cỗ lực lượng này giống như một cự thuẫn ngăn cản lực lượng của Dương Diệp. Hai cỗ lực lượng va chạm, làm cho không gian chung quanh điên cuồng rung động, vô cùng dọa người. Phía sau Dương Diệp, trong mắt Lục Ly ca lóe lên hưng phấn. Quyền pháp thật lợi hại, đến, lại đến một quyền, lại đến một quyền là có thể. Đến em gái ngươi. Đúng lúc này, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên ở trong đầu Lục Ly ca. Rút lui nhanh. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang tiêu thất ở chân trời xa xa. Mặc dù tịch diệt băng thiên quyền mạnh, nhưng căn bản không có khả năng đánh giết hai cường giả chí cảnh, đừng nói hai tên, dù một tên cũng không được. Đương nhiên, quyền pháp này cũng không yếu, xem như cường giả chí cảnh cũng không dám khinh thường. Mà mục đích của Dương Diệp rất đơn giản, chính là dùng quyền pháp này đánh lui hai tên cường giả chí cảnh kia, để hai cường giả chí cảnh bị ngăn cản, sau đó chuồn đi. Đấm ra một quyền, Dương Diệp xoay người rời đi. Nhìn thấy Dương Diệp chuồn đi, Lục Ly ca lập tức ngẩn người, vừa rồi Dương Diệp vẫn một bộ cường giả chí cảnh cũng là cặn bã, bây giờ lại xoay người chạy, không thể không nói, cái tương phản này làm cho đầu hắn có chút theo không kịp tiết tấu. Bất quá hắn phản ứng cũng nhanh, lập tức xoay người bỏ chạy. Mặc dù hắn rất có tự tin với thực lực của mình, nhưng hắn không có tự tin đến cho rằng có thể lấy một địch hai. Mà đúng lúc này, một đạo thương mang đột nhiên từ nơi xa đánh tới, vị trí thương mang đánh tới, chính là phương hướng hai người trốn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Dương Diệp và Lục Ly ca trầm xuống, Dương Diệp muốn xuất thủ, bất quá Lục Ly ca nhanh hơn hắn một bước, một đạo đao khí lóe lên, cùng thương mang hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Thương mang cùng đao khí chạm vào nhau, cả hai giống như pháo hoa nổ tung, cả hai sinh ra lực lượng ba động trực tiếp bức Dương Diệp và Lục Ly ca ngừng lại. Lúc này Lý Thiên Cửu xuất hiện ở cách Dương Diệp và Lục Ly ca không xa, cùng hắn xuất hiện, còn có hai người lão giả áo tím, mà hai người Dương Diệp bởi vì dừng một chút, hai cường giả chí cảnh trước đó giao thủ cũng vây quanh. Giờ khắc này, ba người lần nữa bị bốn tên cường giả chí cảnh vây quanh. Chạy trốn như thế, không khỏi quá không đủ ý tứ a. Lý Thiên Cửu nhìn lướt qua Dương Diệp và Lục Ly ca, cười lạnh nói. Dương Diệp nhìn đám người lão giả áo tím một chút, nhìn về phía Lý Thiên Cửu, truyền âm nói. Tiếp tục như vậy, chúng ta ai cũng chạy không thoát, trước liên thủ, cuối cùng lại đến giải quyết chuyện giữa chúng ta, như thế nào? Nghe Dương Diệp nói, thần sắc Lý Thiên Cửu hơi động, nếu như ba người bọn họ liên thủ, muốn đối kháng bốn tên cường giả chí cảnh, không phải rất khó khăn. Mà nếu như không liên thủ, bọn hắn chơi ngáng chân nhau, ba người bọn họ cuối cùng ai cũng trốn không thoát. Lúc này Dương Diệp lại nói, tốc độ của chúng ta, căn bản không nhanh bằng cường giả chí cảnh, một người trốn, căn bản không thể làm gì, cho nên biện pháp tốt nhất là đánh giết bọn hắn, hoặc là nói, đánh lui bọn hắn. Trong mắt Lý Thiên Cửu xuất hiện vẻ do dự,
nhưng đúng lúc này, lão giả áo tím đột nhiên nói. Xuất thủ! Thanh âm rơi xuống, hắn vọt tới Lý Thiên Cửu. Hiển nhiên, hắn nhìn ra cái gì? Mặc dù cảnh giới của ba người Dương Diệp không bằng bọn hắn, nhưng ba người đều là thiên tài, nếu như ba người liên thủ. Loại tình huống kia, không phải hắn muốn gặp, bởi vậy hắn quả quyết lựa chọn xuất thủ. Nhìn thấy lão giả áo tím xuất thủ, sắc mặt Lý Thiên Cửu lạnh lẽo, lập tức nhìn về phía Dương Diệp. Tạm thời liên thủ, thanh âm rơi xuống, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm hư không một cái, cả người mang theo một đạo thương mang sáng chói vọt về phía lão giả áo tím. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lý Thiên Cửu cùng Lục Ly Ca nói. Các ngươi hai cái đánh ba cái, ta đánh một cái. Bằng cái gì? Lý Thiên Cửu quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Bằng ta yếu. Dương Diệp nói. Ngươi để cho ta đi đánh hai, ngươi nhìn được sao? Khóe mắt Lý Thiên Cửu co giật, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, quay người đâm tới lão giả áo tím bắn một thương. Dương Diệp vỗ vỗ bả vai Lục Ly Ca nói. Các ngươi cố lên. Nói xong thân hình hắn run lên, vọt về phía một tên cường giả trí cảnh trong đó. Lục Ly Ca. Chấm. Cứ như vậy, Lục Ly Ca cùng Lý Thiên Cửu đối kháng ba tên cường giả trí cảnh, mà Dương Diệp thì đơn đấu một tên cường giả trí cảnh. Thực lực của Lục Ly Ca cùng Lý Thiên Cửu vô cùng cường hãn, hai người liên thủ, vậy mà cùng ba cường giả trí cảnh chiến lực lượng ngang nhau. Mà lúc này Dương Diệp cũng cùng một tên cường giả trí cảnh kịch chiến. Không thể không nói, Dương Diệp chiến vô cùng cật lực, bởi vì lực lượng nhục thân của hắn đối với cường giả trí cảnh căn bản không tạo được uy hiếp chí mạng, mà cường giả trí cảnh lại có thể tạo thành uy hiếp chí mạng cho hắn, dù sao cường giả trí cảnh là có thể phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự. Bất quá còn tốt, hắn có ý thức chiến đấu cường đại cùng năng lực chữa trị kinh khủng, bởi vậy hắn có thể miễn cưỡng đối kháng một tên cường giả trí cảnh. Bành! Dương Diệp bị tên cường giả trí cảnh kia chấn đến hơn ngàn trượng. Dừng lại, Dương Diệp nhìn thoáng qua Lý Thiên Cửu cùng Lục Ly Ca ở xa xa, nhìn thấy tình huống của hai người, tâm Dương Diệp lập tức chìm xuống. Nguyên bản, hắn là hy vọng ngăn chặn một tên cường giả trí cảnh, để Lý Thiên Cửu cùng Lục Ly Ca cấp tốc đánh bại ba tên cường giả trí cảnh, nhưng hắn đánh giá thấp thực lực ba tên cường giả trí cảnh kia, mặc dù Lý Thiên Cửu cùng Lục Ly Ca cũng có năng lực vượt cấp khiêu chiến, nhưng đối mặt ba tên cường giả trí cảnh liên thủ, hai người không chỉ không có chiếm được một điểm tiện nghi. Ngược lại dần dần muốn rơi vào hạ phong. Tiếp tục như vậy không được. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, tay phải nắm chắc thành quyền, một quyền đối oanh. Bành! Theo một tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy trăm trượng, mà hắn vừa dừng lại, một cự trường hỏa diễm mang theo uy áp vô tận từ đỉnh đầu hắn chụp xuống, bàn tay rơi xuống, không gian chung quanh Dương Diệp vặn vẹo biến hình. Trong mắt Dương Diệp lóe lên vẻ ngưng trọng. Kỳ thật hắn là rất muốn dùng kiếm, nếu như dùng kiếm, hắn không cần chiến vất vả như thế. Nhưng một khi dùng kiếm, thân phận của hắn quả quyết sẽ bại lộ, thân phận bại lộ, chỉ ít trước mắt với hắn mà nói là rất bất lợi. Trầm mặc một cái chớp mắt, chân phải Dương Diệp bỗng nhiên giẫm hư không một cái, cả người hóa thành một đạo hắc tuyến phóng lên trời, khi đi tới trước bàn tay, trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, hữu quyền bỗng nhiên oanh một cái. Ngũ hành phá giáp quyền tăng lực lượng hồi chấn. Sở dĩ không sử dụng tịch diệt băng thiên quyền, là bởi vì sử dụng tịch diệt băng thiên quyền thật sự quá tiêu hao huyền khí cùng lực lượng nhục thân. Nếu như có thể dùng tịch diệt băng thiên quyền kích sát đối phương, như vậy tiêu hao một chút cũng không có vấn đề, nhưng quyền pháp này nhiều nhất chỉ có thể kích thương đối phương, mà không thể đánh giết đối phương. Bởi vậy hắn quả quyết lựa chọn ngũ hành phá giáp quyền tăng lực lượng hồi chấn. Oanh! Cự trưởng run lên kịch liệt. Ngay sau đó trực tiếp giãn nứt, mà lúc này, tay phải Dương Diệp co rụt lại, lần nữa hướng lên trên oanh một cái. Bành! Một quyền này của Dương Diệp trực tiếp đánh xuyên bàn tay kia, sau đó Dương Diệp hóa thành một đạo hắc tuyến tiêu thất ở cuối chân trời. Muốn chạy trốn! Tên cường giả trí cảnh kia hừ lạnh một tiếng, thanh âm rơi xuống, người đã tiêu thất ở bên ngoài mấy ngàn trượng. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng tên cường giả trí cảnh kia tiêu thất ở giữa sân. Mà trong sân chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Ước chừng qua một khắc chung, đám người lão giả áo tím cùng hai người Lý Thiên Cửu đột nhiên ngừng lại, đám người ngẩng đầu nhìn về nơi xa, khi thấy tràng cảnh xa xa, đồng tử đám người kịch liệt co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ở cách đó không xa, xuất hiện một người, người này chính là Dương Diệp. Mà trong tay Dương Diệp, mang theo một cái đầu người,
cái đầu người này chính là đầu tên cường giả trí cảnh trước đó cùng Dương Diệp kịch chiến kia. Dương Diệp tiện tay ném đi, ném đầu cường giả trí cảnh vào trước mặt Lục Ly Ca nói. Cường giả trí cảnh, rất lợi hại sao? Lục Ly Ca. Chấm. Cường giả trí cảnh rất lợi hại sao? Câu nói này, trước đó Dương Diệp nói qua một lần, lần kia, hắn chỉ là đơn thuần hỏi, mà lần này, hắn dùng sự thật hỏi Lục Ly Ca. Cường giả trí cảnh, lợi hại sao? Đối với Dương Diệp mà nói, đương nhiên cũng lợi hại. Hắn chưa từng xem thường cường giả trí cảnh, sở dĩ hắn hỏi như thế, là muốn nói, mặc dù cường giả trí cảnh mạnh, nhưng cũng không phải đáng sợ như vậy, chỉ ít đối với hắn cầm kiếm mà nói, không phải đáng sợ như vậy. Thời gian quay ngược, một khắc trước. Một quyền đánh nát hỏa diễm trưởng của cường giả trí cảnh, Dương Diệp lập tức lách mình đào tẩu, tốc độ tăng lên tới cực hạn, bởi vậy không đến mấy tức, hắn đã chạy trốn tới bên ngoài mấy vạn dặm. Nhưng cường giả trí cảnh kia lại theo thật sát phía sau hắn, cứ như vậy, hai người một đuổi một chạy. Nửa khắc sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn vừa mới dừng lại, cường giả trí cảnh kia liền xuất hiện ở trước mặt hắn cách trăm trượng. Cường giả trí cảnh kia cười lạnh một tiếng. Thế nào, không trốn, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quỷ dị biến mất ngay tại chỗ, thời điểm Dương Diệp tiêu thất, đồng tử của cường giả trí cảnh kia bỗng nhiên co rụt lại. Hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, một cỗ ý cảnh kinh khủng đặt ở trên người hắn. Sát lục kiếm ý. Cường giả trí cảnh kia bất ngờ không đề phòng bị ý cảnh này đè ở trên người, tô càn thân run rẩy, mà trong sát na như vậy, một thanh kiếm đã đâm vào sau gáy hắn. Hai mắt cường giả trí cảnh kia trợn lên, lông tơ toàn thân ở thời khắc này đều dựng lên, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ cầu sinh, ở thời khắc mấu chốt, đầu hắn lệch qua phải. Chủ động dùng đầu của mình cắt kiếm của Dương Diệp. Xuy, kiếm của Dương Diệp trực tiếp cắt qua cổ cường giả trí cảnh kia, nhưng cường giả trí cảnh kia lại thừa thế lóe lên, cả người qua phải ngàn trượng, nhưng giờ phút này hắn mới phát hiện, khi hắn chuyển qua bên phải ngàn trượng, Dương Diệp vẫn ở phía sau hắn, chuôi kiếm kia vẫn ở vị trí cổ của hắn. Xong, đây là ý niệm cuối cùng trong đầu cường giả trí cảnh kia. Xuy, một cái đầu mang theo cột máu bay ra. Trí cảnh vẫn lạc. Dương Diệp nhìn thoáng qua thi thể không đầu trước mặt, thu kiếm, hai mắt chậm rãi đóng lại. Chớ nhìn hắn lần nữa đánh chết một cường giả trí cảnh, kỳ thật hắn giết không có nhẹ nhõm chút nào, một kiếm vừa rồi kia, là một kiếm mạnh nhất của hắn, nhất kiếm luân hồi, mà ngoại trừ nhất kiếm luân hồi, hắn còn vận dụng ám chi pháp tắc, hai loại ý cảnh quy nguyên cảnh cùng kiếm vực. Dù như vậy, hắn cũng kém chút không thể đánh giết đối phương. Lần này, may mắn mà có ám chi pháp tắc, bởi vì vừa rồi nếu như không phải nhập thân vào cái bóng của đối phương quả quyết là đã đào thoát. Lần này, Dương Diệp đối với ám chi pháp tắc có một phát hiện mới, cái kia chính là, chỉ cần hắn nhập thân vào cái bóng đối phương chuyển rời, hắn cũng sẽ đi theo chuyển rời. Ý vị này là gì? Ý nghĩa chỉ cần bị hắn dính lên, thì đừng nghĩ đào thoát. Hơn nữa hiện tại ám chi pháp tắc của hắn mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, chỉ cần hắn không động thủ, coi như hắn giấu ở trong cái bóng của cường giả trí cảnh, tên cường giả trí cảnh kia cũng không phát hiện được hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể động thủ, cho dù lộ ra một tia khí tức cũng không được. Mặc dù lần nữa đánh chết một tên cường giả trí cảnh, nhưng Dương Diệp vẫn không có khinh thị cường giả trí cảnh, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi cường giả trí cảnh không coi nhẹ hắn. Hắn xem như đối thủ cùng cấp bậc đối đãi, khi đó là hắn chết, hay đối phương chết, này là một ẩn số. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, vẫy tay thu đầu của cường giả trí cảnh kia lại, sau đó thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Một khắc sau, giữa sân, mọi người cũng đang nhìn Dương Diệp, trong mắt Lục Ly Ca mang theo một tia kinh ngạc cùng chấn kinh, mà trong mắt đám người lão giả áo tím thì mang theo một tia nghi hoặc cùng kiêng kỵ. Trước đó, bọn hắn cảm thấy Dương Diệp yếu nhất, mà bây giờ, sự thật tàn khốc nói cho bọn hắn, nam tử hắc bào kia khả năng không phải yếu nhất. Dương Diệp tiện tay quăng ra, đầu cường giả trí cảnh lập tức rơi vào trước mặt lão giả áo tím nói. Hiện tại 3-3, còn đánh không? Lão giả áo tím nhìn Dương Diệp thật sâu nói. Dương gia, Dương Yên, tốt, rất tốt, việc này, vương gia ta nhớ kỹ. Thanh âm rơi xuống, thân hình hắn run lên. Trực tiếp tiêu thất ở chân trời, cùng hắn tiêu thất còn có hai cường giả trí cảnh khác. Lúc này,
Lục Ly Ca đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi làm sao làm được? Cái gì làm sao làm được? Dương Diệp nói. Đừng giả bộ. Lục Ly Ca chỉ đầu cường giả trí cảnh. Làm sao giết hắn? Đừng nói với ta là quyền kỹ kia của ngươi, mặc dù uy lực của quyền kỹ kia cường đại, nhưng còn chưa đủ đánh giết một tên cường giả trí cảnh. Dương Diệp nói. Bí mật, át chủ bài, hiểu không? Dừng a. Lục Ly Ca hừ lạnh một tiếng. Có cái gì ghê gớm, cường giả trí cảnh, ép ta, hai cái ta cũng có thể giết. Dương Diệp nhún vai, nhìn về phía Lý Thiên Cửu. Ngươi thì sao, còn muốn đánh không? Muốn đánh, hiện tại một đánh hai. Lý Thiên Cửu nhìn Dương Diệp hồi lâu nói. Dương gia, Dương Yên, tốt, rất tốt, hôm nay hết thảy, ngày khác Lý Thiên Cửu ta nhất định trả lại gấp đôi. Nói xong, hắn muốn rời đi, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Trả lại gấp đôi, hừ, ngươi quá đề cao mình, ta cho ngươi biết, thiếu gia nhà ta kỳ tài ngút trời, đừng nói ngươi, toàn bộ thế hệ trẻ tuổi trong hệ Ngân Hà, ai có thể là đối thủ của hắn. Uy uy. Lúc này, Lục Ly Ca ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Lão huynh, ngươi phét lác quá mức rồi, ta phải thừa nhận, Dương Yên kia quả thật có chút bản sự, nhưng ngươi nói toàn bộ thế hệ trẻ tuổi trong hệ Ngân Hà không có người là đối thủ của hắn, cái này hơi quá a. Đừng nói hắn, xem như Dương gia đệ nhất thiên tài Dương Liêm Sương cũng không dám nói là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả hệ Ngân Hà. Dương Yên, trẻ tuổi một đời vô địch thủ. Lý Thiên Cửu bật cười một tiếng. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, cũng được, không nhiều lời với ngươi, trở về nói cho thiếu gia của ngươi, còn có ngươi, sổ sách hôm nay, ngày khác Lý Thiên Cửu ta nhất định cùng các ngươi tính rõ ràng. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo thương mang tiêu thất ở chân trời. Dương Diệp nhẹ gật đầu, quay người muốn đi, đúng lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn nói. Đại địa chi linh kia ở trên thân thể ngươi, đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xác thực. Vậy ngươi còn dám dùng thần hồn thề? Lục Ly Ca kinh ngạc nói. Dương Diệp chỉ lồng ngực của mình nói. Bởi vì ta không thẹn với lương tâm. Lục Ly Ca ngây cả người nói. Cái này còn không thẹn với lương tâm. Nội tâm của ngươi thật là thật cường đại a. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía nói. Dương gia đi thế nào? Ngươi không phải người Dương gia sao? Lạc đường có được hay không? Lục Ly Ca. Chấm. Lục Ly Ca trầm mặc một lát nói. Ngươi không phải người Dương gia, đúng không? Lục Ly Ca không ngốc, thời điểm Dương Diệp hỏi Dương gia đi thế nào, hắn mới đột nhiên phát hiện, Dương Diệp trước đó làm những chuyện kia, giống như đều đang tận lực để cho người khác đi tìm Dương gia, phải nói là gây sự với Dương Yên. Dương Diệp nghĩ nghĩ nói. Nói thế nào a, ta xem như người Dương gia, cũng không tính là người Dương gia. Phục ngươi. Lục Ly Ca trầm mặc một lát nói. Ngươi không phải người Dương gia, đúng không? Lục Ly Ca. Chấm. Lục Ly Ca trầm mặc một lát nói. Ngươi không phải người Dương gia, đúng không? Lục Ly Ca không ngốc, thời điểm Dương Diệp hỏi Dương gia đi thế nào, hắn mới đột nhiên phát hiện, Dương Diệp trước đó làm những chuyện kia, giống như đều đang tận lực để cho người khác đi tìm Dương gia, phải nói là gây sự với Dương Yên. Dương Diệp nghĩ nghĩ nói. Nói thế nào a, ta xem như người Dương gia, cũng không tính là người Dương gia. Phục ngươi. Lục Ly Ca tức giận nói. Phải chính là phải, không phải chính là không phải, cái gì xem như cũng không phải, làm ta váng đầu. Dương Diệp nói. Từ huyết thống đi lên mà nói, ta là người Dương gia, nhưng từ trong lòng nói, ta không phải người Dương gia, rõ chưa? Lục Ly Ca nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Không nghĩ tới, ta đụng phải một người giống như ta. Duyên phận a, giống như ngươi, ý gì? Dương Diệp không hiểu. Lục Ly Ca nhún vai nói. Hệ Ngân Hà có bát đại thế gia, trong đó có Lục gia ta, mà ta vốn là người Lục gia, nhưng bây giờ không phải. Tại sao? Dương Diệp hỏi. Lục Ly Ca nói. Lúc tuổi nhỏ, ta mắc một loại quái bệnh, kinh mạch tắc nghẽn, không cách nào tu luyện, ngươi biết, những thế gia này. Chưa từng cần kẻ yếu, cho nên gỡ tên của ta ra khỏi từ đường Lục gia, biến thành hạ nhân. Dương Diệp đánh giá Lục Ly Ca một chút nói. Cuối cùng gặp kỳ ngộ. Lục Ly Ca lắc đầu. Không có kỳ ngộ, là lão tử của ta từng chút đả thông kinh mạch. Ai,
mùi vị đó, thực con mẹ nó quá khó tiếp thu. Nếu như quay lại một lần, ta tình nguyện tự sát cũng không muốn đi trùng kích kinh mạch. Dương Diệp nói, bây giờ thực lực của ngươi cường đại như thế, Lục gia không có muốn ngươi trở về. Lục Ly Ca lắc đầu. Thế nào có thể, nếu như ta yêu nghiệt giống như Dương gia Dương Liêm Sương, bọn hắn có lẽ sẽ để cho ta trở lại Lục gia, nhưng ta không có yêu nghiệt như vậy. Cho nên bọn hắn thế nào sẽ để cho một người đối với Lục gia sinh lòng oán hận trở về Lục gia. Hơn nữa coi như bọn hắn để lão tử trở về, lão tử cũng sẽ không trở về, ta còn không có không cốt khí như vậy. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Làm người, không thể không có cốt khí. Nói xong, hắn đánh giá Lục Ly Ca một chút nói. Ta còn thiếu một người làm việc vặt, không bằng theo ta lăn lộn a. Ta bảo đảm ngươi sau này vinh hoa phú quý. Cút! Lục Ly Ca tức giận nói. Ngươi một bụng ý nghĩ xấu, không chừng ta bị ngươi bán cũng không biết, bị bán còn tốt, sợ là bị ngươi bán còn muốn thay ngươi kiếm tiền. Dương Diệp! Chấm! Lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía nói. Ta biết một địa phương có bảo vật, ngấp nghé rất lâu, nhưng một người không có nắm chắc, có hứng thú đi hay không? Dương Diệp lắc đầu. Không hứng thú. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hiện tại hắn chỉ muốn đi Dương gia. Thế nào sẽ không hứng thú? Lục Ly Ca nói. Ngươi biết là bảo vật gì sao? Luân hồi quả. Luân hồi quả có thể giúp người tăng lên tới luân hồi cảnh. Nghe được Lục Ly Ca nói, Dương Diệp lập tức ngừng lại. Sau đó hắn quay người nhìn về phía Lục Ly Ca nói. Còn thất thần làm cái gì? Dẫn đường a. Lục Ly Ca. Chấm. Chà chà. Lục Ly Ca đánh giá Dương Diệp một chút. Không phải đoạt, là trộm, trước kia có phải ngươi làm thổ phỉ hay không? Dương Diệp. Lục Ly Ca nói. Dùng đầu óc một chút được không? Thực lực vũ gia cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng, dùng não tới cân, chỉ biết tìm đường chết. Lần này, chúng ta phải dùng phương thức khác. Vũ gia không biết ở địa phương nào đạt được một thanh kiếm gỗ cùng một tấm bia đá, bọn hắn bày ở cửa võ điện, nói chỉ cần người hiểu thấu đáo bí mật trong đó, không chỉ có thể thu hoạch được hai cái luân hồi quả của vũ gia, còn có thể tiến vào võ đạo trận của vũ gia nghiên cứu võ học vũ gia. Kiếm gỗ, bia đá. Mặc dù cứu tiểu thiên là sự tình trọng yếu nhất, nhưng tăng thực lực lên trọng yếu giống như vậy, phải biết, chỉ có thực lực càng thêm cường đại, mới có cơ hội càng lớn cứu tiểu thiên gia. Dương gia, cũng không phải tiểu thế gia gì. Ngươi trước tỉnh táo một chút. Lục Ly Ca nói. Cái đồ chơi này, không phải dễ lấy như vậy, chúng ta phải dùng trí, hiểu chưa? Có nguy hiểm. Dương Diệp hỏi. Lục Ly Ca nhẹ gật đầu. Là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì chỗ kia, là một thế gia chuyên môn dùng để bồi dưỡng luân hồi quả. Mà ở toàn bộ hệ ngân hà, chỉ nhà bọn hắn có luân hồi quả, nhà bọn hắn, là dựa vào cái này phát tài, cho nên ngươi cảm thấy sẽ nguy hiểm không? Chỉ có nhà bọn hắn có luân hồi quả. Dương Diệp nói. Tại sao? Luân hồi thụ. Lục Ly Ca nói. Nhà bọn hắn có luân hồi thụ, mà cho đến trước mắt, ở toàn bộ hệ ngân hà, luân hồi thụ của bọn hắn là duy nhất. Đương nhiên, hệ ngân hà lớn như vậy, địa phương khác có hay không thì không rõ ràng. Hơn nữa có lẽ thế gia khác cũng có, chỉ là người ta không có bạo lộ ra mà thôi. Thế gia nào? Dương Diệp hỏi. Lục Ly Ca trầm giọng nói. Vũ gia. Rất lợi hại sao? Dương Diệp nói. Lục Ly Ca đánh giá Dương Diệp một chút nói. Ngươi tên ngốc này, quả quyết là một vị thiếu gia nào đó của Dương gia, đúng không? Trong mắt Dương Diệp lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao biết? Lục Ly Ca trợn trắng mắt. Ngươi ngay cả vũ gia cũng không biết, điều này đại biểu trước kia ngươi quả quyết là bị Dương gia đưa ra ngoài lịch luyện. Bây giờ trở về, nhất định là vì tham gia tranh đoạt thế tử gì a? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi một người trở về. Lục Ly Ca hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vâng. Không có giúp đỡ. Có mấy cái. Bao nhiêu? Lục Ly Ca kinh ngạc nói. Dương Diệp hỏi lại. Ngươi muốn mấy cái? Lục Ly Ca lắc đầu. Ngươi xong, ngươi nhất định sẽ chết. Dương Diệp. Chấm. Lúc này Lục Ly Ca lại nói. Ngươi biết Dương Yên kia sao? Ngươi có biết phía sau hắn có bao nhiêu thế lực đang ủng hộ không? Nhà mẹ đẻ của hắn, nhà mẹ đẻ mấy thê tử của hắn, còn có thế lực chính hắn thành lập,
mà hắn ở trong mấy vị thiếu gia Dương gia, còn không phải có thế lực nhất. Dương Diệp. Chấm. Đúng lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên nói. Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, nếu như ngươi có thể làm cho Dương gia Dương Liêm Sương đứng ở bên ngươi, chậc chậc, vậy cơ hội của ngươi rất lớn. Dương Liêm Sương. Dương Diệp hỏi. Cái quỷ gì? Dương gia đệ nhất thiên tài a? Lục Ly Ca nói. Nữ nhân này rất khó lường, nghe nói một năm trước nàng đã nửa bước chí cảnh, đến bây giờ, khả năng đã là chí cảnh. Nói thật, nếu như nàng là nam, những gia hỏa các ngươi có thể trở về nhà ôm hài tử. Đáng tiếc, nàng không phải nam, mà Dương gia chỉ có thể nam kế nhiệm gia chủ. Nếu không, ai dám cùng nàng tranh? Chí cảnh. Hai mắt Dương Diệp nhắm lại, niên kỷ của Dương Liêm Sương đoán chừng không cao hơn 30 tuổi, nếu như đối phương thực đã đạt đến chí cảnh. Mà chí cảnh không đến 30 tuổi tăng thêm thiên phú yêu nghiệt, bản thân quả quyết có năng lực vượt cấp khiêu chiến, ngẫm lại cũng có chút dọa người a. Lục Ly Ca nói, thực lực của nàng chỉ là phụ, chủ yếu là danh vọng của nàng ở Dương gia vô cùng cao, có thể nói, trong thế hệ trẻ tuổi, nàng gia liền đại biểu toàn bộ Dương gia. Cho nên nếu ngươi có thể để nàng tới giúp ngươi, cơ hội của ngươi sẽ rất lớn. Dương Diệp lắc đầu. Mọi thứ dựa vào người không bằng dựa vào mình. Không nói những thứ này, nói luân hồi quả kia đi. Dùng luân hồi quả, thật có thể đạt đến luân hồi cảnh. Thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không tệ, nhưng đối với những yêu nghiệt chân chính kia, vẫn còn có chút chênh lệch. Khỏi cần phải nói, chỉ là Lục Ly Ca trước mắt này, hắn cũng không nhất định có thể đánh giết, phải biết ra hỏa trước mắt này, cũng có năng lực đánh giết cường giả chí cảnh. Hắn có át chủ bài, người ta đồng dạng có át chủ bài. Không nói nhất định có thể đạt đến luân hồi cảnh. Lục Ly Ca nói. Cái đồ chơi này, chỉ hữu dụng với người cơ sở cực kỳ thâm hậu, cũng chỉ có loại người này, mới dám dùng nó, nếu không, loại người vừa tới âm dương cảnh, cơ sở bất ổn coi như dùng nó, quả quyết cũng không có tác dụng gì, coi như cưỡng ép tăng lên tới luân hồi cảnh, cũng sẽ lưu lại rất nhiều tai hại, không chỉ như thế, thực lực bản thân hắn cũng quả quyết kém xa tít tắp cường giả luân hồi cảnh bình thường. Nói đến đây, hắn đánh giá Dương Diệp một chút nói. Người khí tức thâm trầm như biển, xem xét coi như căn cơ cùng cơ sở đặc biệt ổn, cho nên có thể dùng luân hồi quả. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi thôi, đi đoạt. Đoạt cái đầu của ngươi. Lục Ly Ca tức giận nói. Ngươi cho rằng vũ gia là cái gì? Đi đoạt, chỉ như chúng ta, đi một vạn cái cũng có đi không về. Dương Diệp khó hiểu nói. Không đi cướp, chẳng lẽ tìm người ta hỏi. Người ta sẽ cho, hay là nói đi trộm. Chà chà, Lục Ly Ca đánh giá Dương Diệp một chút. Không phải đoạt, là trộm, trước kia có phải ngươi làm thổ phỉ hay không? Dương Diệp, Lục Ly Ca nói. Dùng đầu óc một chút được không? Thực lực vũ gia cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng, dùng não tới cân, chỉ biết tìm đường chết. Lần này, chúng ta phải dùng phương thức khác. Vũ gia không biết ở địa phương nào đạt được một thanh kiếm gỗ cùng một tấm bia đá, bọn hắn bày ở cửa võ điện, nói chỉ cần người hiểu thấu đáo bí mật trong đó, không chỉ có thể thu hoạch được hai cái luân hồi quả của vũ gia, còn có thể tiến vào võ đạo trận của vũ gia nghiên cứu võ học vũ gia. Kiếm gỗ, bia đá. Dương Diệp không hiểu. Đó là cái gì? Lục Ly Ca lắc đầu. Ta cũng không phải rất rõ ràng, dù sao chúng ta có thể đi thử thời vận. Vạn nhất bị chúng ta phá vỡ bí mật trong đó thì sao? Sẽ có âm mưu gì hay không? Dương Diệp nói. Vạn nhất chúng ta phá giải bí mật trong đó, vũ gia tới giết người diệt khẩu. Sẽ không? Lục Ly Ca nói. Danh tiếng của vũ gia cực kỳ tốt, loại chuyện này, bọn hắn sẽ không làm. Cho nên đi thử xem sao. Dương Diệp nghĩ nghĩ nói. Thử một chút đi. Lục Ly Ca nhẹ gật đầu. Đi. Chờ một chút. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía nói. Thay ta hộ pháp một chút. Nói xong, hắn ngay tại chỗ xếp bằng ở trong hư không, một tia phân thân chìm vào trong hồng mông tháp. Trong hồng mông tháp, phân thân Dương Diệp mới xuất hiện, Tiểu Bạch cùng Tử Nhi liền xuất hiện ở trước mặt hắn, mà Tiểu Bạch thì ôm một quang cầu thổ hoàng sắc. Đại địa chi linh. Cái quang cầu này chính là đại địa chi linh. Tiểu Bạch ôm quả cầu ánh sáng kia đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn đi cầm, quang cầu thổ hoàng sắc lại đột nhiên vọt đến phía sau Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng dùng móng vuốt nhẹ nhàng vỗ đại địa chi linh, dường như đang nói cái gì.
Một lát sau, đại địa chi linh chậm rãi trôi dạt đến trước mặt Dương Diệp, nhẹ nhàng đụng đụng Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười, cũng nhẹ nhàng sờ lên đại địa chi linh. Đại địa chi linh, hắn nhìn thấy qua, là ở Thiên Thiên Đại Lục. Đại địa chi linh, ẩn chứa đại địa chi lực, có thể nói nó là một áo giáp siêu cấp phòng ngự. Đáng tiếc là, hắn không thể mang đại địa chi linh ở Thiên Thiên Đại Lục đến, bởi vì nếu như hắn mang đại địa chi linh của Thiên Thiên Đại Lục đi, đối với Thiên Thiên Đại Lục tổn thương là cực kỳ lớn. Một thế giới, thiếu khuyết đại địa chi linh, cái này ý nghĩa, sinh cơ của phiến đại lục này sẽ dần dần tiêu thất. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía đại địa chi linh nói. Sau này nếu ta có cần, ngươi có thể giúp một tay hay không? Đại địa chi linh còn chưa biểu thị, Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng bế đại địa chi linh lên, lại gật đầu một cái. Dương Diệp cười ha ha một tiếng, ôm Tiểu Bạch vào trong ngực hung hăng hôn một cái, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Cùng Tiểu Bạch và Tử Nhi chơi đùa một hồi, Dương Diệp đi tới tầng thứ ba, lúc này An Nam Tĩnh vẫn xếp bằng ngồi dưới đất, nhưng tiểu nhân kim sắc trên đỉnh đầu nàng càng ngày càng hư ảo. Hiển nhiên sắp kết thúc. Mặc dù hắn bởi vì hắc động, làm cho thực lực mình tăng nhiều, nhưng hắn tin tưởng, sau lần này, thực lực của An Nam Tĩnh chắc chắn sẽ không yếu hơn hắn, bởi vì trải qua lần truyền thừa này, thực lực của An Nam Tĩnh quả quyết sẽ có được một loại lột xác về chất. Đây là hệ ngân hà. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch đi tới. Dương Diệp nắm tay Hiểu Vũ Tịch, nhẹ gật đầu. Cách Dương gia không xa. Hiểu Vũ Tịch nắm tay Dương Diệp. Cẩn thận. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cùng Hiểu Vũ Tịch nói chuyện phiếm một hồi, hắn rời Hồng Mông Tháp. Trong hiện thực, Dương Diệp mở mắt, mới vừa mở mắt liền gặp được Lục Ly Ca, lúc này Lục Ly Ca không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Làm cái gì? Dương Diệp hỏi. Lục Ly Ca nhìn thoáng qua Dương Diệp, lùi qua một bên nói. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ thiếp đi. Dương Diệp. Chấm. Lục Ly Ca lắc đầu. Đi thôi, Nguyên Vũ Hệ cách nơi này cũng không gần. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một tia đao mang tiêu thất ở nơi xa. Dương Diệp vội vàng đi theo. Nhưng còn chưa đi bao lâu, sắc mặt Dương Diệp và Lục Ly Ca biến đổi, hai người trực tiếp ngừng lại. Không chỉ như thế, hai người lui ra sau ngàn trượng. Mà đúng lúc này, chỗ trước đó hai người đứng đột nhiên run lên, năm lão giả xuất hiện ở trước mặt hai người. Năm tên cường giả chí cảnh. Cầm đầu là một lão giả mặc áo bào xám, mà ở phía sau lão giả này, trong đó có ba tên lão giả Dương Diệp và Lục Ly Ca cũng không lạ lắm, bởi vì ba tên lão giả kia chính là trước đó cùng bọn hắn đại chiến qua. Vương gia, Vương Vân. Bên người Dương Diệp, Lục Ly Ca gắt gao nhìn lão giả áo xám. Người này, không phải người ta có thể địch, chúng ta. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ hai tay lên nói. Ta đầu hàng. Lục Ly Ca. Chấm. Đầu hàng. Mọi người đều bị Dương Diệp bất thình lình nói làm ngây ngẩn cả người. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người lóe lên, cái lóe lên này trực tiếp vọt đến bên ngoài vạn trượng, thoáng qua. Hắn trực tiếp tiêu thất ở trong tầm mắt mọi người. Chay chón. Đám người. Truy. Lúc này lão giả áo xám đột nhiên nói. Thanh âm hắn rơi xuống, lão giả áo tím cùng một tên cường giả chí cảnh khác lập tức đuổi theo Dương Diệp. Lúc đám người lão giả áo tím đuổi theo Dương Diệp, ánh mắt lão giả áo xám lập tức rơi vào trên người Lục Ly Ca, đang muốn nói chuyện, Lục Ly Ca đột nhiên glia hai tay lên nói. Ta cũng đầu hàng. Lão giả áo xám lạnh lùng nhìn Lục Ly Ca, không nói gì, mặc dù không có nói chuyện, nhưng khí tức chắn lại phong tỏa ngăn cản Lục Ly Ca. Lục Ly Ca ngượng ngùng cười. Ta thực đầu hàng A. Lão giả áo xám đi về phía Lục Ly Ca. Ca, mặc dù ngươi là con rơi của Lục gia, nhưng ta đối với ngươi lại là có mấy phần thưởng thức, dù sao đả thông kinh mạch bế tắc, lại yêu cầu đại nghị lực, đồng thời không dựa vào tư nguyên Lục gia liền đạt đến loại tình trạng bây giờ. Ở trong trẻ tuổi một đời, ngươi cũng coi như nhân vật. Giao ra đại địa chi linh, ta không giết ngươi. Lục Ly Ca giang tay ra. Ta nói ta không có, ngươi tin không? Vậy theo ta trở về vương gia một chuyến. Lão giả áo xám nói chưa hết lời, tay phải bắt tới Lục Ly Ca, một chảo này, không gian chung quanh Lục Ly Ca biến thành khu vực chân không, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại muốn trực tiếp đập vỡ cả người Lục Ly Ca. Lục Ly Ca thu hồi nụ cười. Trong mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau một khắc,
một cỗ đao ý kinh khủng từ trong thân thể hắn bạo phát ra, sau đó hắn rút đao chạm một phát. Chấm. Một khắc sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn vừa dừng lại, đám người lão giả áo tím liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên dừng lại, thần sắc đám người lão giả áo tím lập tức đề phòng, bọn hắn không có quên, lúc trước gia hỏa này trong thời gian thật ngắn từng đánh chết một cường giả chí cảnh. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người lão giả áo tím một chút, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, trong mắt lão giả áo tím lóe lên khinh thường, tay phải có chút nâng lên, muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, không chỉ hắn, hai tên cường giả chí cảnh ở bên cạnh hắn cũng biến sắc, bởi vì Dương Diệp đã đi tới trước mặt bọn hắn rồi. Đây không phải trọng điểm là bên người Dương Diệp đột nhiên nhiều ra hai người áo đen. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Trong lòng ba người lão giả áo tím hoảng hốt, ba người muốn rút lui, nhưng đúng lúc này, một cỗ ý cảnh cùng hai mùi huyết tinh cường đại đột nhiên bao phủ bọn hắn, sau đó một đạo kiếm quang lóe lên. Xuy, lão giả áo tím lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ, ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn về phía trước. Kiếm ý, sát ý, thanh âm rơi xuống. Xuy, một đạo tiên huyết từ giữa lông mày lão giả áo tím bắn ra, trong mắt hắn không còn sắc thái. Một kiếm miểu sát lão giả áo tím, Dương Diệp không có xuất thủ, mà thân hình lóe lên, thối lui đến hơn ngàn trượng. Mà lúc này, hai huyết khôi cũng lùi trở về bên người hắn, còn hai cường giả chí cảnh khác, lúc này đã hôi phi yên diệt. Mặc dù hai huyết khôi xem như chí cảnh, nhưng hai huyết khôi này chiến lực vượt xa cường giả chí cảnh, tăng thêm trước đó sát lục kiếm ý của hắn chân áp cùng xuất kỳ bất ý, đám người lão giả áo tím trực tiếp bị miểu sát toàn bộ. Mà sở dĩ hắn có thể không dùng ám chi pháp tắc liền đánh giết lão giả áo tím, nguyên nhân chủ yếu là hai huyết khôi, khí tức của hai huyết khôi tăng thêm sát lục kiếm ý, cái này khiến đám người lão giả áo tím trong khoảnh khắc không thể động đậy, mà đối với hắn cùng hai huyết khôi mà nói, trong chớp nhoáng này đã đủ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đám người lão giả áo tím không nghĩ tới bên người Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện hai chí cường giả, nếu không coi như đám người lão giả áo tím chiến không lại Dương Diệp. Nhưng trốn vẫn còn có cơ hội. Dương Diệp không có để lại thi thể, bởi vì hắn khống chế hai huyết khôi, đã là cực hạn của hắn, hơn nữa dùng nhất kiếm luân hồi đánh chết cường giả, căn bản là không có cách làm khôi lỗi, còn nữa kiếm ý của hắn, cũng không đủ luyện chế khôi lỗi chí cảnh. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn lướt qua bốn phía, thân hình khẽ động tiêu thất ngay tại chỗ. Một bên khác, bành, theo một tiếng trầm đục vang lên, một bóng người bay ngược ra ngoài. Cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy ngàn trượng mới dừng lại. Bóng người này chính là Lục Ly Ca. Mặc dù không tệ, nhưng đối với lão phu mà nói, vẫn quá yếu. Lão giả áo xám chậm rãi đi về phía Lục Ly Ca. Đại địa chi linh kia chính là thiếu gia nhà ta bồi dưỡng, đối với thiếu gia nhà ta mà nói, cực kỳ trọng yếu. Mặc dù không có ở trên thân thể ngươi, bất quá, lão phu biết, ngươi biết ở trên người người nào. Cơ hội cuối cùng. Nói ra, lão phu nói không chừng sẽ thả ngươi một con đường sống, nếu không. Trên người Lý Thiên Cửu. Lục Ly Ca lau tiên huyết ở trên khóe miệng. Lý Thiên Cửu đã mang đại địa chi linh về Lý gia, ngươi hẳn là đi Lý gia tìm hắn mới phải. Không biết sống chết. Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng. Trước khi đến, lão phu đã đi tìm Lý Thiên Cửu, nhưng đại địa chi linh không có ở trên người hắn, ngươi. Ở trên người thiếu gia nhà ta. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở phía xa vang lên. Hai mắt lão giả áo xám nhíu lại, quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm, rất nhanh, một người áo đen xuất hiện ở nơi xa. Người áo đen, chính là Dương Diệp. Khi nhìn thấy Dương Diệp, hai tay lão giả áo xám lập tức nắm chặt, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu nói. Bọn hắn đều chết. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thiếu gia nhà ta để cho ta mang câu nói cho ngươi, đại địa chi linh ở trên người hắn. Ngươi có bản sự, liền đi Dương gia tìm hắn. Dương Yên sao? Lão giả áo xám nhẹ gật đầu. Không hổ là người Dương gia, cướp bóc cũng cướp lớn lối như thế. Rất tốt, ngươi cũng thay thiếu gia nhà ta mang câu nói cho hắn, nói việc này, thiếu gia của chúng ta nhớ kỹ hắn. Nói xong, hắn cùng tên cường giả chí cảnh kia trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cứ đi như thế. Một bên, Lục Ly Ca kinh ngạc nói. Nếu không thì làm gì? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Hắn đương nhiên biết,
lão giả áo xám là muốn giết hai người bọn họ, nhưng giờ phút này, lão giả áo xám không dám. Bởi vì vừa rồi đám người lão giả áo tím đã chết toàn bộ, lão giả áo xám sợ, sợ chung quanh có cường giả Dương gia. Kỳ thật ở trong lòng lão giả áo xám, không phải sợ có cường giả Dương gia, mà là cảm thấy chung quanh nhất định có cường giả Dương gia, bởi vậy hắn mới lựa chọn lập tức rút đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Ly Ca, nói. Không có sao chứ. Lục Ly Ca lắc đầu nói. Mặc dù đánh không lại hắn, nhưng hắn muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Nói đến đây, hắn đánh giá Dương Diệp một chút, lại nói. Ngươi là làm sao giải quyết ba gia hỏa kia? Bí mật. Dương Diệp nói. Lục Ly Ca nhún vai, cũng không hỏi vấn đề này. Lại nói, ngươi cùng Dương Yên kia có phải có ân oán gì hay không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không phải hắn chết, chính là hắn chết. Lục Ly Ca ngây cả người, lắc đầu. Ta thay ra khỏa kia mặc niệm. Dương Diệp nói. Đi thôi, đi Vũ gia. Lục Ly Ca nhẹ gật đầu nói. Trước chữa thương một chút. Nửa canh giờ sau, hai người rời đi tại chỗ. Trên đường đi, Dương Diệp không ngừng hỏi Lục Ly Ca nghe ngóng sự tình hệ Ngân Hà. Từ trong miệng Lục Ly Ca, hắn đối với hệ Ngân Hà có chút lý giải đại khái. Ở hệ Ngân Hà trung thiên thế giới, có bát đại thế gia, theo thứ tự là Doanh gia, Vũ gia, Dương gia, Lý gia, Vương gia, Lục gia, Khô gia, cùng Tần gia. Bát đại thế gia hùng cứ hệ Ngân Hà trung thiên thế giới, ở trong hệ Ngân Hà trung thiên thế giới, mặc dù cũng có chủng tộc khác tỉ như yêu tộc, man tộc, nhưng mặc kệ cái tộc gì, đều không có mạnh mẽ như nhân tộc. Hệ Ngân Hà trung thiên thế giới, là nhân tộc mạnh nhất. Mà ở trong bát đại thế gia, mạnh nhất là Doanh gia, tiếp theo là Vũ gia cùng Dương gia, mà thần bí nhất là Khô gia. Còn thần bí chỗ nào, Lục Ly Ca chưa hề nói, dù sao hắn nói chỉ là rất thần bí. Khô gia, thần bí nhất, vai trò cũng thấp nhất, người trong gia tộc kia chưa từng đi ra gây chuyện, nhưng mặc kệ là Doanh gia, hay Dương gia danh xưng gia tộc điên, cũng sẽ không đi tùy tiện trêu chọc gia tộc này. Không chỉ như thế, ở trong đại thế gia, bao quát Doanh gia cùng Dương gia, cũng có mệnh lệnh không được chủ động trêu chọc người Khô gia, nếu như có thể nhường tử đệ Khô gia ba phần. Bởi vì mệnh lệnh này, khiến Khô gia lộ ra càng thêm thần bí. Ngoại trừ Doanh gia, Vũ gia cùng Dương gia còn có Khô gia thần bí gia, tứ đại thế gia còn lại, thực lực đều sàn sàn nhau. Kỳ thật phải nói, bát đại thế gia thực lực tổng hợp đều không kém nhiều. Cho dù là Doanh gia mạnh nhất, cũng không thể nói muốn diệt nhà ai cũng có thể diệt. Chính vì vậy, bát đại thế gia tầm đó mới có thể một mực bình an vô sự. Bởi vì ai cũng không dám tùy tiện bốc lên chiến tranh. Đương nhiên, nguyên nhân cũng là vì lợi ích không đủ, lúc lợi ích lớn hơn cái giá phát động chiến tranh, hệ Ngân Hà trung thiên thế giới sẽ không bình tĩnh. Đáng giá nói chuyện là, hệ Ngân Hà trung thiên vũ trụ rất lớn, lớn vô cùng, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Không có người biết, dù sao cho tới bây giờ, bát đại thế gia còn đang không ngừng khai thác. Không chỉ khai phá hệ Ngân Hà, có thế gia còn thăm dò hệ khác, vũ trụ khác, cũng không phải thăm dò, nên nói là chinh phục, cướp đoạt. Chinh phục, cướp đoạt. Đây chính là tôn chỉ cộng đồng của bát đại thế gia ở hệ Ngân Hà trung thiên vũ trụ. Phía trước là Nguyên Vũ Hệ. Đúng lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên nói. Nguyên Vũ Hệ. Nhìn tinh hệ phía xa, thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Bởi vì ở trong mảnh tinh hệ kia, hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại. Không chỉ như thế, mảnh tinh hệ này còn cho hắn một cảm giác, cái kia chính là cả tinh hệ phảng phất như một trận pháp to lớn. Diễn Vũ Trận. Đúng lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên nói. Mảnh tinh hệ này, là một trận pháp to lớn. Trận lớn như thế. Dương Diệp hỏi. Người nào bố trí? Vũ Mục. Lục Ly Ca nói, người sáng lập Vũ gia năm đó, cũng là một trong mấy người đã từng mạnh nhất hệ Ngân Hà trung thiên vũ trụ. Người này, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, nghe đồn năm đó bất kỳ công pháp võ kỹ gì, chỉ cần hắn nhìn một lần liền có thể lập tức học được, đồng thời còn có thể cải thiện, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, lại nói. Người biết điều này có ý vị gì sao? Ý nghĩa người khác cùng hắn giao thủ. Chỉ cần ngươi thi triển qua huyền kỹ, hắn liền có thể lập tức sao chép được, đồng thời lập tức cải thiện huyền kỹ của ngươi, dùng huyền kỹ của ngươi đến đánh bại ngươi. Yêu nghiệt. Dương Diệp trầm giọng nói. Nào chỉ là yêu nghiệt.
Lục Ly Ca nói. Năm đó, hắn nắm giữ 9 loại ý cảnh, hắn là trong lịch sử hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ, người lĩnh ngộ ý cảnh nhiều nhất. 9 loại ý cảnh. Hai mắt Dương Diệp nhắm lại, cái này đã khó mà dùng yêu nghiệt để hình dung. Bất quá An Nam Tĩnh cũng không kém, bởi vì hiện tại An Nam Tĩnh nắm giữ 6 loại ý cảnh, đồng thời dung hợp 6 loại ý cảnh, chỉ bất quá sau khi ý cảnh của nàng dung hợp, sẽ khó mà lại tăng lên. Nếu không, nếu như 6 loại ý cảnh của nàng cũng đạt đến quy nguyên cảnh, vậy thì không phải là kinh khủng, mà là vô cùng vô cùng kinh khủng. Khi đó, chỉ sợ hắn cũng không phải là đối thủ của An Nam Tĩnh. Lúc này Lục Ly Ca lại nói. Cuối cùng, hắn bế quan trăm năm, nghiên cứu võ kỹ thiên hạ, sau đó cải tạo võ kỹ, rất nhiều võ kỹ hiện tại, đều là trải qua hắn cải tạo. Có thể nói, một mình hắn, thôi động văn minh võ đạo của hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ. Cũng bởi vì hắn cống hiến, năm đó thế nhân đều tôn xưng hắn là Vũ Tổ. Vũ Tổ. Trong đầu Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một ý niệm, cái kia chính là, Vũ Tổ này cùng Tiêu Diêu Tử người nào càng yêu nghiệt, người nào lợi hại hơn một chút. Năm đó, thời đại kia, là thời đại của Vũ Gia. Lục Ly Ca lại nói. Thời đại kia, Vũ Gia mạnh nhất, mạnh đến thất đại thế gia còn lại không thể không liên thủ đến đối kháng Vũ Gia. Liên thủ đối kháng. Dương Diệp hỏi. Lục Ly Ca nhẹ gật đầu. Kỳ thật cái này rất bình thường. Nói như thế này, chỉ cần một nhà nào xuất hiện loại tuyệt thế yêu nghiệt vượt qua thời đại, vậy mấy đại thế gia còn dư lại quả quyết sẽ liên thủ đến đối kháng. Nếu không, mọi người rất có thể đều sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Dương gia cũng đã từng xuất hiện qua loại yêu nghiệt này chưa? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Lục Ly Ca nói. Không chỉ Dương gia các ngươi, bất kỳ thế gia nào cũng xuất hiện qua loại tuyệt thế yêu nghiệt này. Bát đại thế gia, sở dĩ có thể hùng bá hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ, là bởi vì đều từng xuất hiện loại tuyệt thế thiên tài này, ra một tuyệt thế thiên tài, chí ít có thể bảo đảo một gia tộc vạn năm không suy. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Không nói cái này, đi thôi, đi gặp đi nhìn kiếm gỗ cùng bia đá. Tốt. Lục Ly Ca nói xong. Cả người hắn đã tiêu thất ngay tại chỗ, Dương Diệp cũng lập tức đi theo. Nguyên Vũ Thành. Ở dưới Lục Ly Ca dẫn đầu, hai người tới Nguyên Vũ Thành. Nguyên Vũ Thành, là thành thị phồn hoa nhất Nguyên Vũ Hệ, cũng là thành thị nhân khẩu nhiều nhất Nguyên Vũ Hệ. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thời điểm nhìn thấy Nguyên Vũ Thành, Dương Diệp vẫn bị chấn động. Cực kỳ lớn. Nguyên Vũ Thành lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chỉ riêng tường thành cao khoảng chừng 500 trượng, về phần độ rộng, căn bản không nhìn thấy, dù sao dùng ánh mắt hắn là không nhìn thấy cuối cùng. Đừng chấn kinh. Lục Ly Ca đột nhiên nói. Cái này còn không là cái gì, nếu ngươi đi vũ giới, ở trong đó kiến trúc mới thật sự là dọa người. Vũ giới. Dương Diệp không hiểu. Lục Ly Ca nói. Là chỗ ở của người nhà họ Vũ, cái chỗ kia, không giống nơi này, người nào cũng có thể tới. Cái chỗ kia, người bình thường là không thể đi vào. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Người cái tên này, thật là người Dương gia. Vì cái gì hỏi như vậy? Dương Diệp nói. Lục Ly Ca nói. Bởi vì ta phát hiện, người đối với một ít chuyện của hệ Ngân Hà, không có chút hiểu biết nào. Mà coi như các người từ nhỏ bị ném ra ngoài lịch luyện, cũng không vô tri như thế a. Dương Diệp. Chấm. Lục Ly Ca. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm. Dương Diệp và Lục Ly Ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba tên nam tử đang đi tới. Khi thấy ba tên nam tử kia, Dương Diệp phát hiện, thần sắc của Lục Ly Ca âm trầm xuống. Rất nhanh, ba nam tử đi tới trước mặt hai người Dương Diệp, nam tử áo lam cầm đầu cười cười. Không nghĩ tới ở nơi này gặp được ngươi, nghĩ đến, ngươi hẳn là vì kiếm gỗ cùng bia đá mà tới a. Nói đến đây. Hắn đánh giá Lục Ly Ca một chút, sau đó nói. Cũng được, người bây giờ mới âm dương cảnh, nếu như không có luân hồi quả, muốn đạt tới luân hồi cảnh, ít nhất phải vài chục năm. Bất quá, luân hồi quả này, không dễ lấy như vậy a. Lục Nguyên, nói xong chưa? Lục Ly Ca lạnh lùng nói. Nói xong, có thể lăn. Làm càn. Lúc này, nam tử bạch bào bên phải Lục Nguyên phẫn nộ quát. Lục Ly Ca. Ngươi làm sao nói chuyện với Đường ca như vậy? Đường ca? Lục Ly Ca cười lạnh. Lục Lâm, ngươi nên rõ ràng,
hiện tại ta đã không phải người của Lục gia. Lục Nguyên lắc đầu. Ngươi hà tất phải như vậy? Chỉ cần ngươi nguyện ý cúi đầu, hướng gia tộc nhận sai, ngươi lập tức có thể trở về Lục gia, mà luân hồi quả kia cũng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa một mình ngươi ở bên ngoài, không có gia tộc duy trì, thành tựu, chung quy là có hạn. Đó là sự tình của ta. Lục Ly Ca lạnh nhạt nói. Hơn nữa Lục gia nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái không thiếu, không phải sao? Thôi được. Lục Nguyên nói. Việc này, sau này chúng ta lại nói. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Ta được tin tức, nghe nói ngươi cùng Lý gia Lý Thiên Cửu đoạt đại địa chi linh của vương gia, đại địa chi linh ở trên người ngươi sao? Lục Ly Ca cười lạnh một tiếng. Ta nói Lục Nguyên ngươi hôm nay sao giống như thay đổi một người, nguyên lai là vì đại địa chi linh. Lục Nguyên nói. Ta đang luyện chế một pháp bảo phòng ngự, đang cần một khí linh, ngươi cũng biết, pháp bảo phòng ngự. Đại địa chi linh thích hợp nhất. Ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, ngươi cho ta đại địa chi linh, ta đi gia tộc vì ngươi cầu một viên luân hồi quả, đồng thời thay ngươi cầu tình, để ngươi trở về Lục gia, như thế nào? Ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Lục Ly Ca lạnh lùng nói. Lục Nguyên, ngươi là cái đức hạnh gì ta còn không rõ ràng. Còn nữa, đại địa chi linh không có ở trên người ta, ở trong tay Dương gia Dương Yên thiếu gia, nếu ngươi có bản sự. Liền đi Dương ra tìm Dương Yên. Lục Nguyên nhìn Lục Ly Ca hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Đã không có, quên đi, chúc ngươi may mắn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp bên cạnh Lục Ly Ca, sau đó nói. Thủ hạ của Dương Yên thiếu gia, người tài ba rất nhiều a. Dương Diệp lắc đầu. Ta tính là gì, thiếu gia nhà ta mới thật sự là kỳ tài ngút trời, không, hắn là thiên tài vượt thời đại, chờ xem đi. Chờ hắn chân chính xuất hiện, các ngươi sẽ phát hiện, cùng hắn sinh ở cùng một thời đại, là bất hạnh cỡ nào. Lục Ly Ca. Chấm. Thật sao? Lục Nguyên nói. Nguyên lai Dương Yên thiếu gia ẩn tàng sâu như vậy, như thế để cho ta có chút hiếu kỳ. Ta rất chờ mong thời điểm hắn hiện ra. Cáo từ. Nói xong, ba người quay người rời đi. Cẩn thận một chút. Bên người Dương Diệp, Lục Ly Ca đột nhiên nói. Gia hỏa này không phải loại lương thiện, chớ nhìn hắn mặt ngoài hòa hòa khí khí, kỳ thật cũng là một người tâm ngoan thủ lạt. Hắn thường xuyên ưa thích làm sự tình chính là, một khắc trước vẫn xưng huynh gọi đệ với ngươi, sau một khắc khả năng sẽ từ sau lưng đâm ngươi một đao. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không xem thường những tử đệ thế gia này, những tử đệ thế gia này, mặc kệ trí thông minh hay thực lực, quả quyết đều không kém. Chúng ta đi thôi. Lục Ly Ca nói. Nhìn xem có thể phá giải bí mật kiếm gỗ cùng bia đá hay không. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, ở dưới Lục Ly Ca dẫn đầu, hai người tới trước một ngôi đại điện, lúc này ở trước đại điện, đã tụ tập rất nhiều người. Mà ở vị trí chính giữa cửa đại điện, lơ lửng một thanh kiếm gỗ cùng một tấm bia đá. Ánh mắt Dương Diệp trực tiếp rơi vào trên mộc kiếm, kiếm gỗ rất lớn, rộng khoảng chừng 40cm, chiều dài không sai biệt lắm chừng 2m. Đây là một thanh cự kiếm. Mà ở trên thanh cự kiếm kia, có hai hàng chữ, ánh mắt Dương Diệp rơi vào hàng chữ bên trái. Ngươi có thể từ bỏ kiếm sao? Từ bỏ kiếm. Dương Diệp sửng sốt. Có thể từ bỏ kiếm sao? Từ bỏ kiếm, nếu như từ bỏ, lấy cái gì đi cứu Tiểu Thiên? Lấy cái gì đi tham gia Dương gia thế tử chi tranh? Lấy cái gì đi đối kháng Dương Yên còn có Dương Bán Thanh? Lấy cái gì đến thủ hộ thân nhân của mình? Niệm đến tận đây, Dương Diệp đột nhiên hơi sợ. Sợ hãi không có kiếm. Bởi vì không có kiếm, ý nghĩa hắn sẽ mất đi rất nhiều thứ, ở trong đó, khả năng còn bao gồm mệnh của hắn. Dù sao, không có kiếm, hắn đừng nói giết cường giả trí cảnh, xem như giết luân hồi cảnh cũng có chút phí sức. Không thể buông tha kiếm. Đây chính là đáp án của Dương Diệp. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía hàng chữ thứ hai, khi thấy hàng thứ hai chữ. Dương Diệp trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Chỉ thấy phía trên viết. Người muốn lấy kiếm làm nô, thật tình không biết, người đã bị kiếm nô dịch. Bị kiếm nô dịch? Mình bị kiếm nô dịch sao? Dương Diệp để tay lên ngực tự hỏi. Đương nhiên, kiếm nơi này, chỉ là kiếm đạo. Ở hắn xem ra, hắn không có bị kiếm nô dịch, bởi vì hắn cảm thấy, là hắn nắm giữ kiếm, mà không phải kiếm nắm giữ hắn. Một thanh kiếm, sở dĩ mạnh. Đó là bởi vì người.
giống như hắn, sở dĩ kiếm của hắn mạnh, cũng không phải bởi vì kiếm, mà là bởi vì hắn. Kiếm, bởi vì người mà bất phàm. Đây là ý nghĩ của hắn. Nhưng mình có thể từ bỏ kiếm sao? Chuẩn xác mà nói, mình có thể từ bỏ kiếm đạo sao? Từ bỏ kiếm đạo, liền ý nghĩa mất đi rất nhiều thứ, thậm chí bao quát mạng của mình. Đáp án tự nhiên là không thể buông tha. Từ bỏ kiếm, sẽ mất đi rất nhiều thứ, nhưng kiếm không có mình, nó y nguyên vẫn là kiếm, nó y nguyên vẫn tồn tại. Đơn giản mà nói, mình không có thể không có kiếm, nhưng kiếm lại có thể không có mình. Đây chính là khác nhau. Người nào bị nô dịch, rõ ràng. Giữa sân, Dương Diệp gắt gao nhìn kiếm gỗ, đột nhiên hắn đi về phía kiếm gỗ. Lục Ly Ca ở bên cạnh hắn nhìn thấy một màn này, đầu tiên là ngây cả người, sau đó vội vàng ngăn ở trước mặt Dương Diệp, nói. Ngươi làm cái gì? Dương Diệp chỉ kiếm gỗ nơi xa, sau đó nói. Xấu tâm cảnh ta, diệt. Thanh âm rơi xuống, cả người Dương Diệp đã tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước kiếm gỗ, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Diệp một quyền đánh tới kiếm gỗ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Lục Ly Ca trong nháy mắt trắng bạch. Đại ca, không thể chơi như vậy, chúng ta sẽ bị chém chết. Nơi xa, thời điểm nắm đấm của Dương Diệp muốn đánh vào kiếm gỗ, một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Oanh! Theo một tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp bị đẩy lui trăm trượng. Một nam tử hoa bào xuất hiện ở trước kiếm gỗ, nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nhìn, không thể động. Dương Diệp vừa dừng lại, liền muốn xông lên lần nữa, mà lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên ngăn ở hắn trước mặt nói. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Đây là vũ gia, không thể làm loạn, ngươi tỉnh táo một chút a. Dương Diệp lắc đầu. Lời này phá tâm cảnh ta, nếu không trừ diệt, con đường tu hành của ta sợ là nửa bước khó đi. Đối với chúng ta mà nói, nhất niệm không thuận, tự nhiên chém chết. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, lần nữa vọt về phía kiếm gỗ. Lục Ly Ca ngây cả người, sau đó nói. Nhất niệm không thuận, tự nhiên chém chết. Đại ca, ngươi quá bá đạo. Nhìn thấy Dương Diệp vậy mà xuất thủ lần nữa, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, cũng không nghĩ tới có người dám ở vũ gia nháo sự. Nơi xa, nam tử hoa bào hai mắt híp lại, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe. Sau một khắc, hắn đấm ra một quyền. Mà Dương Diệp đi tới trước mặt hắn cũng đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh! Theo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp cùng nam tử hoa bào riêng phần mình lùi lại mấy trăm trượng. Nam tử hoa bào nhìn nắm đấm của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Trực kích ngũ tạng, lực lượng hồi chấn, quyền kỹ có chút ý tứ. Thanh âm rơi xuống, chân phải hắn nhẹ nhàng điểm mặt đất một cái, cả người nhất thời hóa thành khói xanh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bành! Dương Diệp còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị chấn đến hơn mấy trăm trượng, nhưng hắn vừa mới dừng lại, cả người lại lần nữa tiêu thất ngay tại chỗ. Bành bành bành! Thời điểm Dương Diệp tiêu thất, giữa sân lập tức vang lên từng âm thanh nổ vang. Bởi vì Dương Diệp cùng nam tử hoa bào tốc độ quá nhanh, rất nhiều người căn bản thấy không rõ, chỉ có thể nghe được từng âm thanh nổ vang. Lúc này mọi người đều hiếu kỳ Dương Diệp, dù sao người dám ở địa bàn vũ gia gây chuyện, chắc chắn sẽ không là người bình thường. Một bên, nhìn Dương Diệp cùng nam tử hoa bào kịch chiến, Lục Ly Ca ít hầu lăn lăn. Những người Dương gia này, liền không có một cái bình thường, tiếp tục đi theo hắn, đừng nói luân hồi quả, cái mạng này chỉ sợ cũng mất. Oanh! Lúc này, không gian chung quanh đột nhiên run lên kịch liệt. Sau đó Dương Diệp cùng nam tử hoa bào riêng phần mình lùi lại trọn vẹn ngàn trượng. Nhục thân bất tử bất diệt cảnh. Nam tử hoa bào nhìn lướt qua Dương Diệp. Ngươi là người phương nào? Dương gia, Dương Yên là thiếu gia ta. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Dương gia. Nghe được Dương Diệp nói, mọi người ở đây lập tức thoải mái, người Dương gia, tự nhiên là không kỳ quái. Dù sao người gia tộc này đều là người điên. Hơn nữa Dương gia cùng Vũ gia thực lực chênh lệch không nhiều, bởi vậy người Dương gia căn bản sẽ không sợ Vũ gia. Chỉ là mọi người không hiểu là, vì sao người Dương gia Dương Yên đến Vũ gia nháo sự. Dương gia, Dương Yên. Hai mắt nam tử hoa bào nhíu lại. Thiếu gia nhà các ngươi để ngươi đến Vũ gia ta gây chuyện. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào kiếm gỗ nói. Thiếu gia nhà ta nói,
chuôi kiếm gỗ này hắn muốn, cho nên để cho ta tới lấy. Ta khuyên người tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra, nếu không. Buồn cười. Nam tử hoa bào cười lạnh một tiếng. Dương Yên hắn là cái thá gì? Đừng nói hắn chỉ là một thiếu gia, coi như hắn là Dương gia thế tử, Vũ gia ta cũng ngồ không sợ hắn. Người không phạm ta, Vũ gia ta không phạm người, đã các ngươi người Dương gia tới tìm Vũ gia ta phiền phức, vậy hôm nay, cũng đừng trách Vũ gia ta tâm ngoan thủ lạt. Thanh âm rơi xuống, tay phải hắn điểm ra. Động hư chỉ. Vạch, trong chốc lát, vô số chùm sáng cỡ ngón tay màu trắng đột nhiên từ không gian bốn phía ác Dương Diệp xuyên ra ngoài, cuối cùng như mưa to bắn tới. Chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp liền bị những quang mang kia bao phủ lại. Nhìn những chỉ quang kia phóng tới, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, hắn bỗng nhiên oanh một cái. Tịch diệt băng thiên quyền. Quyền ra. Oanh. Trong nháy mắt, những chùm sáng kia toàn bộ ầm vang tiêu tán, không chỉ như thế, không gian chung quanh cũng ở thời khắc này chấn động kịch liệt, phảng phất như muốn sụp đổ, vô cùng dọa người. Nơi xa, nam tử hoa bào nhìn thoáng qua nắm đấm của Dương Diệp. Quyền kỹ không tệ, mạnh hơn quyền kỹ trước đó. Đến, tiếp ta một chiêu. Nói xong, hắn muốn động thủ, mà lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên ngăn ở trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Đã sớm nghe nói thiên tài Vũ gia cường đại, hôm nay, ta muốn tự mình mở mang kiến thức một chút. Ngươi! Dương Diệp có chút kinh ngạc nhìn Lục Ly Ca, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Lục Ly Ca lại đột nhiên xuất thủ. Lục Ly Ca nhìn hắn một cái, sau đó huyền khí truyền âm nói. Chờ một chút ta ngăn trở hắn, tốc độ ngươi nhanh một chút, nhớ kỹ, nhất định phải tốc độ, bởi vì chung quanh chỗ tối còn có cường giả Vũ gia, tốc độ ngươi không nhanh, cũng đừng nghĩ đánh nát kiếm gỗ. Nói xong, hắn trực tiếp rút đao vào tới nam tử hoa bào. Đao tu! Nam tử hoa bào nhìn thoáng qua Lục Ly Ca, sau đó tay phải hóa trưởng vỗ tới, trưởng ra, không gian ở trước mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, thoáng qua, một trưởng ấn hiện lên, sau đó đánh tới Lục Ly Ca. Nam tử hoa bào nhìn thoáng qua Lục Ly Ca, sau đó tay phải hóa trưởng vỗ tới, trưởng ra, không gian ở trước mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, thoáng qua, một trưởng ấn hiện lên, sau đó đánh tới Lục Ly Ca. Chém! Hai tay Lục Ly Ca nắm trường đao chạm xuống. Xùy! Một đạo đao khí dài đến trăm trượng từ trường đao trong tay Lục Ly Ca hiện ra. Oanh! Đao khí cùng trưởng ấn vừa mới tiếp xúc bỗng nhiên bạo tạc, trong chốc lát, vô số năng lượng khí lãng cùng đao khí điên cuồng bắn tung tóe. Mặc dù như thế, nhưng không gian chung quanh y nguyên không có vỡ vụn, chỉ bị những lực lượng kia chấn khuấy động mà thôi. Nam tử hoa bào muốn xuất thủ lần nữa, nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, sau đó quay đầu nhìn về phía vị trí kiếm gỗ, lúc này Dương Diệp đã xuất hiện ở trước kiếm gỗ. Làm càn! Nam tử hoa bào gầm thét, nói xong, hắn muốn tiến về phía vị trí kia. Không chỉ hắn, giờ phút này, bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại, những khí tức kia toàn bộ vọt về phía Dương Diệp. Cường giả trí cảnh. Trước kiếm gỗ, Dương Diệp lạnh nhạt nói. Kiếm nô dịch người, người nô dịch kiếm, cần gì phức tạp như vậy? Thanh âm rơi xuống, hắn đấm ra một quyền. Oanh! Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kiếm gỗ trước mặt Dương Diệp ầm vang vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, Lục Ly Ca ở một bên mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Lần này, đoán chừng là muốn ợ dám. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên tiếng kinh hô, đám người nhìn lại, chỉ thấy sau khi kiếm gỗ vỡ vụn, một đạo kiếm quang đột nhiên vọt ra, ngay sau đó, tiếng kiếm reo ngút trời. Nhìn thấy một màn này, nam tử hoa bào ngừng lại, mà bên cạnh Dương Diệp thì xuất hiện bốn lão giả, bất quá bốn lão giả không hề động thủ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ đến có thể như vậy. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía kiếm quang ở chân trời, đột nhiên đạo kiếm quang kia từ không trung điện xạ xuống, sau đó rơi vào trước mặt hắn, thoáng qua, kiếm quang tiêu tán, một thanh kiếm gỗ thật nhỏ xuất hiện ở trước mặt. Kiếm gỗ rộng hai ngón tay, dài ước chừng ba thước, hình dạng không khác cự kiếm trước đó, nhưng hình thể lại nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn kiếm gỗ, Dương Diệp híp mắt, thoáng qua, tay phải hắn vung lên, thu vào trong hồng mông tháp. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía nam tử hoa bào. Sự tình vừa rồi, là tại hạ lỗ mãng. Ta xin lỗi, chân thành xin lỗi. Ân, cái kia, trong nhà của ta còn có chút việc, cáo từ trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Dương Diệp tự nhiên không thể rời khỏi, bởi bốn tên cường giả chí cảnh đã ngăn ở trước mặt hắn. Dương Diệp cười ngượng ngùng. Các ngươi muốn thế nào? Theo chúng ta đi một chuyến đi. Lúc này, nam tử hoa bào đột nhiên đi tới nói. Ngươi quả quyết biết, đúng không? Dương Diệp cười khổ. Đương nhiên. Giết ra ngoài. Hắn chỉ có choáng váng mới có thể lựa chọn giết ra ngoài. Đây chính là nguyên vũ hệ. Chỉ cần hắn dám giết người, không cần phải nói, quả quyết sẽ có một đống lớn cường giả trí cảnh cùng cường giả luân hồi cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Trọng yếu nhất là, hắn cảm giác những người này, đối với hắn không có sát ý. Nếu không, không giết cũng phải giết. Đi thôi. Nam tử hoa bào nói xong, quay người muốn đi, mà đúng lúc này, trước ngực Dương Diệp đột nhiên lóe ra một đạo bạch quang, sau đó một nữ tử xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp lập tức sửng sốt, bởi vì nữ tử này chính là An Nam Tĩnh. Ngươi ra làm gì? Dương Diệp hỏi. Ánh mắt An Nam Tĩnh rơi vào trên tấm bia đá xa xa. Nó. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, ở cách đó không xa, lơ lửng một thạch bia dài hơn một trượng. Ở phía trên bia đá, chỉ có một chữ. Võ. Võ. Dương Diệp nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên đi về phía tấm bia đá kia. Nhìn thấy một màn này, nam tử hoa bào muốn xuất thủ, nhưng một lão giả ở bên cạnh hắn lại ngăn trở. Lão giả quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, trong mắt có vẻ kinh ngạc, rất nhanh, dường như phát hiện cái gì, kinh ngạc trong mắt hắn biến thành hưng phấn. Thông chi đại trưởng lão. Sau người một lão giả nhẹ gật đầu, thoáng qua, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nam tử hoa bào có chút ngẩn người, hắn nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, trong mắt có một tia nghi hoặc. Đúng lúc này, một lão giả áo gai đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, nhìn thấy lão giả áo gai, nam tử hoa bào vội vàng cung kính thi lễ. Gặp qua đại trưởng lão. Lão giả áo gai khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp nhìn về phía An Nam Tĩnh, khi thấy An Nam Tĩnh, trong mắt hắn xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, tia kinh ngạc biến thành kinh hỉ, thoáng qua, kinh hỉ lại biến thành ngưng trọng. An Nam Tĩnh bỏ qua đám người, nàng trực tiếp đi tới trước bia đá. Sau đó không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tấm bia đá kia. Một khắc đồng hồ trôi qua. Một canh giờ trôi qua. Hai canh giờ đi qua. An Nam Tĩnh vẫn nhìn chằm chằm tấm bia đá kia. Mà lúc này, giữa sân chỉ còn lại có Dương Diệp và Lục Ly Ca, còn có người Vũ Gia, người còn lại, đã bị đuổi đi toàn bộ. Nàng là ai? Bên người Dương Diệp, Lục Ly Ca hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. Người thân, Lục Ly Ca khẽ gật đầu. Nữ nhân này, có chút bất phàm. Đương nhiên, Dương Diệp nhẹ gật đầu, kỳ thật, thực lực chân chính của An Nam Tĩnh, hắn cũng không biết, bởi vì hắn còn không có nhìn thấy An Nam Tĩnh liều mạng qua. Bất quá hắn biết, thực lực của An Nam Tĩnh, chắc chắn sẽ không yếu, đặc biệt là lúc này đã tiếp nhận Thiên Thiên Đại Lục võ thần truyền thừa. Nàng muốn đứng tới lúc nào? Lục Ly Ca hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Không biết, thế nào? Lục Ly Ca đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa An Nam Tĩnh đột nhiên động. Cổ tay nàng khẽ động, liệt thiên xuất hiện ở trong tay nàng, sau đó trường thương nhẹ nhàng khẽ múa, lập tức, trên bia đá kia lại thêm một chữ. Đạo. Tăng thêm chữ võ lúc đầu, hiện tại trên tấm bia đá có hai chữ, võ đạo. Võ đạo. Mọi người đều sửng sốt, không hiểu ý nghĩa. Đúng lúc này. Xoạt xoạt. Giữa sân đột nhiên vang lên một thanh âm thanh thúy, ngay sau đó, bia đá kia nứt vỡ, bạch quang từ trong đó lướt ra, thoáng qua, bạch quang tiêu tán, một bóng người hư ảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn dung mạo bóng người hư ảo, ước chừng 30 tuổi, nhưng tóc của hắn lại tuyết trắng, mặc hoa bào, hai tay thả lỏng phía sau, hai mắt thâm thúy như vũ trụ mênh mông, hắn đứng ở chỗ kia, cho người cảm giác, như đối mặt vũ trụ tinh không, cho người cảm thấy nhỏ bé như bụi. Khi nhìn thấy bóng người hư ảo, mọi người Vũ Gia sắc mặt đại biến, ngay sau đó đám người Vũ Gia cùng nhau quỳ xuống, đồng thanh nói. Gặp qua lão tổ. Lão tổ. Một bên Dương Diệp ngây cả người, sau đó đánh giá trung niên nam tử kia, trước mắt là Vũ Tổ Vũ Mục. Lục Ly Ca ở bên cạnh Dương Diệp hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ đến ở nơi này lại nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết năm đó. Mặc dù chỉ là một tia hồn phách, hoặc là một tia tinh thần, nhưng này cũng là nhân vật trong truyền thuyết A.
Vũ Mục nhìn cũng không nhìn đám người Vũ gia, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trên người An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh không yếu thế chút nào nhìn thẳng hắn. Nhìn An Nam Tĩnh hồi lâu, Vũ Mục nhẹ gật đầu. Hậu bối Vũ gia ta, đều không như ngươi. Nghe được Vũ Mục nói, sắc mặt đám người Vũ gia có chút khó coi, nhưng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ở trong lòng người Vũ gia, Vũ Mục là tồn tại như thần. Lúc này, Vũ Mục lại nói. Võ đạo, nghĩ đến, ngươi đã hiểu ý nghĩa ta lưu lại tấm bia đá này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Từ giờ phút này, nhà đầu này chính là truyền nhân của ta, Vũ gia bất luận cấm địa gì, bất kỳ công pháp gì, bất kỳ võ học gì, bất kỳ tài nguyên gì, nàng đều có thể hưởng thụ. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, một bản cổ điển xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh. Võ học tâm đắc của ta, đối với ngươi hẳn hữu dụng. Nói xong, cả người hắn bắt đầu dần dần tiêu tán. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua cổ điển trong tay, sau đó nhìn Vũ Mục thi lễ. Đa tạ. Nơi xa, đại trưởng lão cùng người Vũ gia nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, cuối cùng ánh mắt rơi vào cổ điển trong tay An Nam Tĩnh. Dương Diệp phát hiện, lúc đại trưởng lão cùng người Vũ gia ánh mắt rơi vào trên cổ điển, trong mắt bọn họ vậy mà xuất hiện một tia điên cuồng, thậm chí còn nồ có một tia tham lam. Võ học tâm đắc của Vũ Tổ. Đối với người Vũ gia mà nói, là thần vật, có thể nói, thứ này một khi truyền đi, quả quyết sẽ có vô số cường giả đến cướp. Đừng nói người khác, lúc này người Vũ gia đã muốn đoạt. An Nam Tĩnh nhìn cổ điển trong tay một chút, sau đó nhìn về phía Vũ gia đại trưởng lão nói. Vật của Vũ gia, ta không cầm, đợi nhìn xong, trả lại Vũ gia. Nghe An Nam Tĩnh nói, người Vũ gia đầu tiên là ngẩn người, sau đó cuồng hỉ, mà đại trưởng lão thì lắc đầu, sau đó nói. Vị cô nương này, ngươi là truyền nhân của lão tổ cho ngươi vật này, đó chính là của ngươi. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói. Chỉ là lão phu có yêu cầu quá đáng, chính là hy vọng cô nương có thể để lão phu phục chế một phần, như thế nào? An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua cổ điển trong tay, sau đó nhẹ gật đầu. Có thể. Nghe vậy, thần sắc đại trưởng lão lập tức buông lỏng. Đa tạ. Nói xong, hắn dừng một chút lại nói. Cô nương, vừa rồi lão tổ nói, người cũng nghe được. Tộc trưởng đang bế quan, nhưng ta cam đoan với ngươi, lão tổ trước đó nói hết thảy, từ trên xuống dưới Vũ gia đều sẽ làm theo. Từ giờ trở đi, phía sau ngươi, chính là Vũ gia ta, mà Vũ gia ta, là hậu thuẫn lớn nhất của ngươi. An Nam Tĩnh sửng sốt, nàng nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, hiển nhiên, nàng cũng muốn tiến vào Vũ gia học tập võ kỹ, dù sao văn minh võ đạo của thế giới này, còn cao hơn Thiên Thiên Đại Lục rất nhiều rất nhiều. Đây là kỳ ngộ thuộc về An Nam Tĩnh, Dương Diệp đương nhiên sẽ không phản đối, lập tức nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhìn thấy Dương Diệp không phản đối, An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão nói. Tốt, mặc dù nàng hy vọng đi Vũ gia học tập tâm pháp cùng võ kỹ Vũ gia, nhưng nếu như Dương Diệp không đồng ý, nàng sẽ không chút do dự cự tuyệt. Bởi vì trong lòng nàng, Dương Diệp mới là trọng yếu nhất. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía lão giả sau lưng kia. Mang vị cô nương này đi diễn võ đường, nhớ kỹ, nàng có được quyền hạn tối cao. Vậy ta có thể đi hay không? Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Hắn cũng không phải đang nói đùa, hắn là thật muốn đi. Những võ kỹ kia của Vũ gia, quả quyết đều là cực kỳ lợi hại, trong đó, tuyệt đối có võ kỹ lợi hại hơn tịch diệt băng thiên quyền cùng nhất kiếm luân hồi. Ta cũng muốn đi. Một bên, Lục Ly Ca vội vàng nói. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp và Lục Ly Ca, sau đó vừa nhìn về phía An Nam Tĩnh. Mời. Dương Diệp. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta đi xem một chút, lúc đi gọi ta. Nói xong, nàng quay người đi theo lão giả kia rời khỏi. Sau khi An Nam Tĩnh đi, đại trưởng lão nhìn về phía Lục Ly Ca. Rời đi một cái, có thể. Lục Ly Ca vừa muốn nói chuyện, lúc này, đại trưởng lão đột nhiên vung tay phải lên, Lục Ly Ca trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp. Chấm. Đại trưởng lão nhìn về phía Dương Diệp, hắn đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nói. Người Dương gia. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão có chút trầm ngâm, lại nói. Nói thật, ta đối với người Dương gia là không có hảo cảm.
Dương Diệp nhìn thoáng qua đại trưởng lão, gia hỏa này không phải là muốn động thủ chứ. Nhưng, đại trưởng lão lại nói, năm đó Vũ gia ta đã đáp ứng vị kia, vật này, người có duyên thì được. Vật này, là một thanh kiếm, một thanh tuyệt thế thần kiếm, rơi vào trong tay kiếm tu, đối với kiếm tu mà nói, đó là như hổ thêm cánh. Nhưng nếu như ngươi lấy vật này, thì mang ý nghĩa phải gánh chịu một ít sự tình. Ngươi có bằng lòng hay không? Sự tình gì? Dương Diệp cảnh giác nói. Đại trưởng lão trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi thực muốn biết. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Đương nhiên. Đại trưởng lão nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không nói cho ngươi. Dương Diệp. Chấm. Không nói. Dương Diệp bị đại trưởng lão làm có chút mộng, đang muốn nói chuyện, lúc này đại trưởng lão đột nhiên nói. Chủ nhân thanh kiếm này, thân phận có chút đặc thù, người kế thừa kiếm của hắn, liền phải gánh vác lên trách nhiệm của hắn. Còn là trách nhiệm gì, hiện tại ngươi vẫn không cần biết, chờ ngươi chân chính đạt được chuôi kiếm này tán thành, ngươi tự nhiên là sẽ là trách nhiệm gì. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Dương Diệp tự nhiên minh bạch đạo lý này, hắn có chút trầm ngâm, sau đó nói. Tiếp thanh kiếm này, với ta mà nói, là chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Đại trưởng lão nói, người kế thừa kiếm này, một khi được nó tán thành, người sẽ thu được một thế lực thần bí tán thành. Nhưng cũng là chuyện xấu, bởi vì ngươi sẽ gánh vác lên một ít trách nhiệm. Nói đến Delhi, hắn dừng một chút, lại nói. Chủ nhân đời trước của thanh kiếm này, chết rồi, vì trách nhiệm kia mà chết. Chủ nhân đời trước của thanh kiếm này, mạnh mẽ không? Dương Cê Diệp hỏi. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Rất mạnh, tồn tại siêu việt chí cảnh. Dương Diệp. Chấm. Ngươi còn cần không? Đại trưởng lão hỏi. Dương Diệp nói. Vũ gia các ngươi đã sớm biết bên trong có thanh kiếm này, nhưng các ngươi lại không cầm, là bởi vì sợ sao? Đại trưởng lão lắc đầu. Đệ tử trong vũ gia ta, người muốn nó rất nhiều, rất nhiều. Nhưng ngươi hẳn minh bạch, có khi, không phải người tuyển kiếm, mà là kiếm chọn người. Chuôi kiếm này, nó lựa chọn ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Minh bạch. Đại trưởng lão nói. Cho nên, ngươi có muốn không? Muốn. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên muốn, nhiều khi, ta cũng tin tưởng duyên phận, ta đã gặp nó, mà nó lại lựa chọn ta, ta tin tưởng, đây chính là duyên phận. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nó có thể tăng lên sức chiến đấu của ta. Hiện tại hắn cần nhất là cái gì? Thực lực. Theo ám chi pháp tắc tăng lên, kiếm ý cùng sát ý dung hợp, mặc dù hắn có thể chém giết cường giả chí cảnh, nhưng đối với thế lực như Dương gia mà nói, còn xa xa không đủ. Hắn cần trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đại trưởng lão nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi không phải thủ hạ của Dương Yên, nếu như ta không đoán sai, ngươi cũng là một trong mấy vị thiếu gia kia của Dương gia, đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cười nói. Đại trưởng lão sẽ không đi mật báo chứ? Đại trưởng lão lắc đầu. Sự tình Dương gia các ngươi, ta sẽ không đi lẫn vào. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Nha đầu kia là gì của ngươi? Thê tử. Dương Diệp nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói là bằng hữu. An Nam Tính bị Vũ gia lão tổ coi trọng, không cần phải nói, toàn bộ Vũ gia quả quyết sẽ bồi dưỡng nàng, mà đối với loại thế gia này mà nói. Bồi dưỡng một người, người này, tốt nhất là người một nhà. Mà muốn biến thành người một nhà còn không đơn giản. Phương pháp đơn giản nhất là để An Nam Tĩnh gả vào Vũ gia. Dương Diệp cảm giác được, lão nhân trước mắt đã có loại suy nghĩ này. Cho nên, hắn nhất định phải hủy đi ý nghĩ kia, hắn cũng không muốn về sau ra sự tình cầu huyết ép cưới gì. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Minh bạch, như vậy chờ tộc trưởng xuất quan. Ta để tộc trưởng thu nàng làm nghĩa nữ, có thể thực hiện không? Tộc trưởng các ngươi lợi hại không? Dương Diệp vội hỏi. Hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ, một trong mấy người mạnh nhất. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Một trong mấy người mạnh nhất. Dương Diệp nói. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. An Nam Tính có loại núi dựa lớn này, về sau ở hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ, hoàn toàn có thể đi ngang a. Đại trưởng lão lại nói, Dương gia các ngươi thế tử chi tranh lập tức sẽ bắt đầu, nhưng mặc kệ là ngươi, hay nàng,
thực lực còn rất yếu, cho nên ta hy vọng nàng có thể trong đoạn thời gian này lưu tại Vũ gia, chờ thế tử chi tranh bắt đầu, nếu nàng muốn đi tương trợ ngươi, Vũ gia ta tuyệt đối không ngăn trở. Dương Diệp nhìn thoáng qua đại trưởng lão. Lão đầu, ta đột nhiên phát hiện, Vũ gia các ngươi rất thông tình đạt lý. Đại trưởng lão cười nói. Đối với ngươi mà nói, là chuyện tốt, không phải sao? Nói xong, hắn cong ngón búng ra, một trái cây đen xì xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Luân hồi quả, đối với ngươi hẳn có trợ giúp. Dương Diệp không có tiếp trái cây, mà hỏi. Vì cái gì? Vũ gia từ đầu đến giờ, thái độ đột nhiên biến tốt như vậy, không chỉ thông tình đạt lý, còn đưa trái cây, cái này thật sự là có chút khác thường. Đại trưởng lão cười nói. Thiện ý của Vũ gia ta, về phần nguyên nhân, cần gì so đo nhiều như vậy, ngươi cứ nói đi. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Có thể cho thêm hai cái không? Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cười nói. Đương nhiên có thể. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, lại hai trái cây xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp thu hồi ba trái cây, sau đó nhìn đại trưởng lão ôm quyền. Đa tạ. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó nói. Ở Vũ gia ta đột phá luân hồi cảnh, sẽ an toàn chút. Dương Diệp lần nữa ôm quyền. Đa tạ. Đột phá luân hồi cảnh, cũng không phải âm dương cảnh, đó là cần tinh thần lực cùng thần hồn tiến vào luân hồi thế giới. Dưới tình huống đó, bản thể hắn cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại Vũ gia nguyện ý vì hắn cung cấp sân bãi, chuyện này với hắn mà nói, tự nhiên là đại hảo sự. Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía nam tử hoa bào. Vũ Minh, mang vị tiểu huynh đệ này đi diễn võ các, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Vũ Minh nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Mời. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó cùng Vũ Minh quay người tiêu thất ở nơi xa. Sau khi Dương Diệp đi, sau lưng đại trưởng lão, một lão giả đột nhiên nói. Đại trưởng lão, vì sao ngươi khách khí với hắn như thế? Đại trưởng lão nhìn Dương Diệp rời đi hồi lâu, sau đó nói. Biết trước khi lão tổ tiêu thất nói với ta cái gì không? Hắn lệnh ta toàn lực lôi kéo người này. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, lại nói. Ánh mắt của lão tổ, sao mà cao xa, những thiên tài Vũ gia ta kia, bao quát Vũ Minh đã nửa bước chí cảnh, hắn cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng hắn lại coi trọng Dương gia thiếu gia chỉ là âm dương cảnh kia. Sau lưng đại trưởng lão, lão giả kia trầm giọng nói. Vì cái gì, ta không có nhìn ra kẻ này có gì bất phàm a? Hắn nào chỉ bất phàm? Đại trưởng lão nói. Kỳ thật, coi như lão tổ không nói, ta cũng sẽ lôi kéo hắn. Người có thể làm cho thần kiếm công nhận, thế nào lại là người bình thường? Đi thăm dò một chút, nhìn xem trong Dương gia mấy vị thiếu gia, vị nào là kiếm tu. Còn có, truyền lệnh, đệ tử Vũ gia ta không được lẫn vào Dương gia thế tử chi tranh, đã đứng đội cũng phải lập tức rút khỏi cho ta. Lão giả kia nhẹ gật đầu, lập tức quay người rời đi. Đại trưởng lão nhìn về phía nơi xa, nói khẽ. Lần này Dương gia thế tử chi tranh, có chút ý tứ a. Dương Diệp cũng không có đi diễn võ các, mà để Vũ Minh dẫn hắn tìm Lục Ly Ca. Không có sao chứ? Lục Ly Ca nhìn thấy Dương Diệp hỏi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó cong ngón búng ra, một luân hồi quả xuất hiện ở trước mặt Lục Ly Ca. Ngươi! Lục Ly Ca có chút ngẩn người, sau đó lại đẩy trái cây đến trước mặt Dương Diệp. Đây là Vũ gia đưa cho ngươi. Dương Diệp lắc đầu nói. Vũ gia cho ta ba trái. Đối với ngươi tốt như vậy. Lục Ly Ca kinh ngạc nói. Dương Diệp khoát tay áo. Không nói cái này, ngươi là muốn rời đi, hay theo ta đi Vũ gia đột phá luân hồi cảnh. Lục Ly Ca nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ta muốn trở về chuẩn bị một chút mới đột phá luân hồi cảnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cũng tốt, vậy ta cáo từ trước. Đúng rồi. Lục Ly Ca đột nhiên nói. Ngươi cái tên này, còn không biết tên ngươi à? Dương Diệp. Dương Diệp nói xong, quay người rời đi. Dương Diệp. Lục Ly Ca nao nao, lập tức nói. Ta làm sao chưa từng nghe qua? Chờ lấy, đại danh của ca, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ hệ ngân hà. Nơi xa, truyền đến thanh âm của Dương Diệp. Lục Ly Ca. Chấm. Ở dưới Vũ Minh dẫn đầu, Dương Diệp tiến vào vũ giới. Kỳ thật vũ giới cũng không phải rất lớn,
tương đương với một Nguyên Vũ Thành. Mặc dù không lớn, nhưng đây là địa phương cường giả nhiều nhất Nguyên Vũ hệ, cũng là chỗ an toàn nhất. Nơi này là chỗ ở của đệ tử Vũ gia, cũng là hạch tâm Vũ gia, bởi vậy, Dương Diệp ở địa phương này đột phá luân hồi cảnh, có thể nói là tuyệt đối an toàn, trừ khi có ba thế gia trở lên liên thủ. Bất quá, hiển nhiên sẽ không phát sinh loại sự tình máu chó này. Diễn võ các. Vũ Minh dẫn Dương Diệp tới trước một gian lầu các, sau đó nói. Trong khoảng thời gian này, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Đúng, đại trưởng lão để cho ta nhắc nhở ngươi, Dương gia các ngươi thế tử chi tranh còn một tháng nữa sẽ bắt đầu, ngươi đột phá luân hồi cảnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không sao, vẫn kịp. Vũ Minh nheo mắt. Ngươi biết ta đột phá luân hồi cảnh dùng thời gian bao lâu không? Dương Diệp lắc đầu. 3 năm. Vũ Minh nói. Dòng dã 3 năm, mà cuối cùng vẫn thất bại. Nếu như không phải đại trưởng lão, ta đã sớm treo. Ta muốn nói là, luân hồi cảnh, không có đơn giản như vậy, cho nên ngươi cuối cùng nên nghĩ rõ ràng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đa tạ nhắc nhở. Vũ Minh khẽ gật đầu. Ngươi yên tâm, coi như ngươi thất bại, cũng sẽ không lâm vào trong đó, đại trưởng lão sẽ ra tay tương trợ. Không nói nữa, chúc ngươi may mắn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi Vũ Minh đi, Dương Diệp tiến vào trong lầu, vừa mới bước vào đại môn, tràng cảnh trước mắt hắn biến ảo, rất nhanh, hắn đi tới một không gian hư vô. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mặc dù đối với Vũ gia có chút hảo cảm, nhưng hắn vẫn lưu lại một tay, cái kia chính là hai huyết khôi, thời điểm hắn tiến vào Hồng Mông Tháp, nếu như có người muốn ra tay với hắn, như vậy hai huyết khôi sẽ lập tức xuất thủ. Tâm phòng bị người không thể không có. Hồng Mông Tháp, trong tầng thứ 3. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, trong tay hắn, là một cái luân hồi quả. Nhìn luân hồi quả hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi. Luân hồi tiểu thiên, chờ ta. Dương Yên, Dương Bán Thanh, các ngươi cũng chờ ta. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp nuốt luân hồi quả xuống. Luân hồi. Cái gọi là luân hồi trên tâm cảnh. Ngươi, tựa như một khối thiết, yêu cầu thiên truy bách luyện, mới có thể bất phàm. Đối với người mà nói, tâm là hạch tâm. Trên tâm cảnh thăng hoa, sẽ để cho một người từ trong ra ngoài phát sinh lột xác về chất. Chỗ khác biệt giữa âm dương cảnh cùng luân hồi cảnh, ngay ở tâm cảnh. Mà muốn tăng lên tâm cảnh, liền cần trải qua nhân sinh bách thái, nói đơn giản một chút, là đạo tâm kiên cố. Mỗi người đều có đạo tâm của mình, nhưng theo thời gian trôi qua, tâm này có thể sẽ lặng lẽ phát sinh cải biến. Ví dụ như rất nhiều người ngay từ đầu có thể là muốn làm kiếm tu, nhưng theo hắn trưởng thành, đến cuối cùng, hắn khả năng lại không muốn làm kiếm tu, mà muốn làm đạo tu. Tuân thủ bản tâm, kiên cố bản tâm. Đây chính là luân hồi cảnh. Rất nhiều người ở thời điểm trùng kích luân hồi cảnh, sở dĩ thất bại, là bởi vì bọn hắn không cách nào tuân thủ bản tâm. Bản tâm dao động, bản tâm dao động, cái này ý nghĩa tín niệm của mình sụp đổ, tín niệm sụp đổ, vậy đả kích đối với một người, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Giống như một nam nhân nuôi nhi tử 20 năm, có một ngày vợ hắn đột nhiên nói cho hắn biết, đây không phải con của hắn. Giờ phút này, Dương Diệp đã tiến vào luân hồi. Trong luân hồi thế giới, có nhân sinh bách thái, có thất tình lục dục, có đủ loại dụ hoặc, đủ loại sinh ly tử biệt, nhưng đối với Dương Diệp mà nói, đây đều là mây bay. Bởi vì hắn là kiếm tâm thông minh. Trong luân hồi, mặc kệ đối mặt sự tình gì, tim của hắn đều giống như gương sáng, tín niệm không có nửa điểm dao động. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. 2 ngày sau. Hệ Ngân Hà, Yên Thanh Đại Lục. Yên Thanh Đại Lục, là thế giới phụ thuộc Dương gia, cũng là địa bàn của Dương gia nhị thiếu gia Dương Yên, có thể nói, nơi này chính là đất phong của Dương Yên. Yên Thanh Thành. Một ngày này, một nam tử áo bào xanh đột nhiên đi tới trước cửa Yên Thanh Thành, ở sau lưng hắn là ba lão giả. Nam tử áo bào xanh nhìn tường thành hồi lâu, đột nhiên hắn vỗ ra một trưởng ra, không gian trước mặt đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Bành! Nơi xa, tường thành Yên Thanh Thành dài đến mấy vạn trượng ầm vang sụp đổ, vô số khói bụi phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chân trời lại. Lớn mật! Đúng lúc này, trong Yên Thanh Thành đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ,
sau đó một cự thủ kình thiên đột nhiên đè ép xuống đỉnh đầu bốn người, trong nháy mắt, mặt đất dưới chân đám người nam tử áo bào xanh bắt đầu sụp đổ. Sắc mặt nam tử áo bào xanh không thay đổi, đưa tay vỗ ra một trường. Oanh! Bàn tay khổng lồ kia ầm vang nổ tung, ngay sau đó, nam tử áo bào xanh bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Bành! Mặt đất nứt ra mấy trăm trượng, không chỉ như thế, Yên Thanh Thành ở trước mặt bị một quyền này oanh thành hai nửa. Làm càn! Lúc này, theo một tiếng hét phẫn nộ vang lên, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên từ trong Yên Thanh Thành lướt ra, rất nhanh, ba lão giả xuất hiện ở trước mặt đám người nam tử áo bào xanh. Khi nhìn thấy nam tử áo bào xanh, sắc mặt ba lão giả kia biến đổi. Lão giả áo bào đen cầm đầu trầm giọng nói. Thất thiếu gia, người có ý tứ gì? Nam tử áo bào xanh trước mắt, chính là Dương gia thất thiếu gia, Dương Hình. Dương Hình thản nhiên nhìn lão giả áo bào đen. Đừng nói nhảm, để chủ tử ngươi đi ra. Lão giả áo bào đen trầm giọng nói. Thất thiếu gia nhà ta hắn không ở trong phủ, không biết thất thiếu gia tìm hắn có chuyện gì, ta. Không ở trong phủ. Dương Hình cười lạnh một tiếng, sau đó hắn bước ra một bước, đấm ra một quyền. Oanh! Nơi xa, Yên Thanh Thành trực tiếp nổ tung, trong lúc nhất thời, toàn bộ Yên Thanh Thành như địa chấn lắc lư kịch liệt, mà ở trong đó, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, vô số người điên điên bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người lão giả áo bào đen lạnh lẽo. Thất thiếu gia, đây là địa bàn của nhị thiếu gia, không phải địa bàn của thất thiếu gia, ngươi. Đúng lúc này, Dương Hình đột nhiên lại đấm một quyền. Oanh! Nơi xa Yên Thanh Thành chỉ còn lại không đến 1/3, một quyền chi uy, kinh khủng như vậy. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt lão giả áo bào đen lạnh lẽo, trong mắt lóe lên hàn ý, mà lúc này, Dương Hình đột nhiên nhìn về phía hắn. Thế nào, muốn giết ta? Lão giả áo bào đen gắt gao nhìn Dương Hình. Không dám. Dương Hình cười lạnh. Ta đếm 3 tiếng, sau 3 tiếng, nếu chủ nhân ngươi không xuất hiện, ta triệt để hủy đất phong của hắn. 1. Lão giả áo bào đen chậm rãi nắm chặt tay phải. Thất thiếu gia, tại hạ phụng mệnh trấn thủ giới này, nếu như ngươi xuất thủ, tại hạ không thể nói trước sẽ phạm thượng. Chỉ bằng ngươi. Khóe miệng Dương Hình nổi lên mỉa mai, sau một khắc, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Thời điểm tiêu thất, sắc mặt lão giả áo bào đen biến đổi, sau đó. Oanh! Lão giả áo bào đen bị đánh bay đến hơn mấy ngàn trượng, hắn vừa dừng lại. Trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm tinh huyết, không chỉ như thế, nhìn kỹ sẽ phát hiện, thân thể của hắn kỳ thật đã rách ra. 2. Lúc này, Dương Hình đột nhiên nói. Chủ tử ngươi không xuất hiện, ngươi liền bồi đại lục này tiêu thất đi. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lão thất, hôm nay là ăn thuốc súng sao? Hỏa khí lớn như thế. Nghe vậy, Dương Hình quay đầu nhìn về phía nơi xa. Cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử váy xanh, nữ tử nhìn hơn 20 tuổi, dáng người uyển chuyển, dung nhan tú lệ, ở trên mặt mang theo một cỗ hàn ý bức người. Người tới chính là Dương gia tam tiểu thư, Dương Đan Thanh. Dương Hình lạnh nhạt nói. Dương Yên đâu? Dương Đan Thanh đi tới trước mặt Dương Hình, sau đó nói. Có chuyện gì, nói với ta cũng giống như vậy. Nói đến đây. Khóe miệng nàng đột nhiên nổi lên cười lạnh quỷ dị. Thất đệ, hôm nay nếu ngươi không cho ta một giải thích hợp lý, không thể nói trước, hôm nay ngươi đi không ra Yên Thanh đại lục. Dương Hình cười lạnh một tiếng. Tam tỷ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi thật giống như còn không có năng lực này. Dương Đan Thanh đột nhiên vung tay phải lên, trong chốc lát, 5 lão giả xuất hiện ở phía sau nàng. 5 cường giả trí cảnh. Dương Đan Thanh nhẹ cười nói. Đương nhiên, ta biết thực lực của thất đệ ngươi, đừng nói 5 cường giả trí cảnh, dù lại đến 5 tên, cũng không giết được ngươi, nhưng mấy vị phía sau ngươi thì sao? Bọn hắn có thể đào tẩu sao? 2 mắt Dương Hình nhíu lại. Chúng ta thử một chút. Đương nhiên có thể. Dương Đan Thanh nói. Bất quá trước đó, ta muốn làm rõ một sự kiện. Thất đệ ngươi cùng chúng ta trước kia không có ân oán gì, nhưng hôm nay ngươi lại đột nhiên tới nơi này giết người lại đồ thành. Ta rất muốn biết vì cái gì. Vì cái gì? Thần sắc của Dương Hình đột nhiên có chút dữ tợn lên. Dương Đan Thanh, còn muốn giả vờ với ta. Nói xong, tay phải hắn vung lên,
hai cái đầu người rơi vào trước mặt Dương Đan Thanh. Không nên nói với ta, hai người này không phải người của các ngươi. Nhìn thấy hai đầu người kia, Dương Đan Thanh sầm mặt lại. Dương Hình, người có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Dương Hình lạnh lùng nói. Dương Đan Thanh, mặc dù thế tử chi tranh, để cho mọi người chúng ta biến thành đối địch, nhưng Dương Hình ta chưa từng chủ động trêu chọc các ngươi, mà các ngươi thì sao? Các ngươi vậy mà cho ta bỏ ngựa bắt phe, ta cho ngươi biết, hôm nay, nếu Dương Yên không giao ra đồ vật của ta, ta sẽ trước giết chết hắn. Hai mắt Dương Đan Thanh nhíu lại. Dương Hình, hai người này đúng là chúng ta phái đi, nhưng chúng ta chỉ phái đi xem xét, cũng không có chỉ thị bọn hắn làm cái gì, mà ta tin tưởng, dùng thực lực của hai người bọn họ, cũng không thể làm cái gì ngươi, không phải sao? Buồn cười. Dương Hình nói. Dương Đan Thanh, còn muốn ở chỗ này chăng? Ta chỉ hỏi một câu, đồ vật của ta, các ngươi đến cùng có trả hay không? Dương Đan Thanh nói. Ta cũng nói một lần, chúng ta không có lấy ngươi thứ gì. Cuối cùng, nhắc nhở ngươi một câu, chớ bị người sử dụng làm vũ khí. Không trả sao? Dương Hình nhẹ gật đầu, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, mà ở thời điểm hắn tiêu thất, Dương Đan Thanh cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Oanh! Đột nhiên, giữa sân vang lên tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, tựa như kinh lôi, thanh âm này trực tiếp chấn mấy vạn trượng không gian phát run. Oanh! Lại một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó Dương Đan Thanh cùng Dương Hình riêng phần mình lui trọn vẹn mấy ngàn trượng. Vừa mới dừng lại, Dương Hình liền muốn xuất thủ lần nữa, nhưng đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở chân trời vang lên. Thi đấu vị bắt đầu, trở về. Nghe được thanh âm này, khóe mắt Dương Hình có chút co giật, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời một chút, cuối cùng nhìn về phía Dương Đan Thanh xa xa. Chờ lấy, ngày thi đấu bắt đầu, ta là người đầu tiên giết các ngươi. Nói xong, hắn cùng ba người trực tiếp tiêu thất ở chân trời. Nơi xa, Dương Đan Thanh nhíu mày, lúc này một lão giả sau lưng nàng nói. Tiểu thư, chúng ta khả năng bị người hãm hại. Cha! Dương Đan Thanh nói. Lão giả nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, lão giả kia xuất hiện lần nữa ở sau lưng Dương Đan Thanh nói. Tiểu thư, chúng ta quả nhiên bị người hãm hại. Nói xong, hắn đưa cho Dương Đan Thanh một quyển trục. Dương Đan Thanh tiếp nhận quyển trục, nhìn lướt qua nội dung trên quyển trục, ánh mắt lập tức lạnh xuống, sau một khắc, ngọc thủ nàng bỗng nhiên dùng sức. Oanh! Quyển trục ầm vang vỡ vụn, hóa thành hư vô. Trong mắt Dương Đan Thanh lấp lóe sát ý. Lục Ly Ca, người áo đen, vũ gia. Mà đúng lúc này, một bóng mờ từ chân trời đánh tới, sau một khắc, một nam tử áo xám xuất hiện ở trước mặt Dương Đan Thanh không xa. Dương Đan Thanh nhíu mày. Vương Nham, người tới chính là Vương gia thiếu gia Vương Nham. Ánh mắt Vương Nham rơi vào trên người Dương Đan Thanh, sau đó nói, đại địa chi linh đâu? Dương Đan Thanh. Dương Đan Thanh trầm giọng nói, Vương Nham, người có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Hai mắt Vương Nham nhíu lại. Dương Đan Thanh, ca ca ngươi chạy đến địa bàn Vương gia ta đoạt đại địa chi linh Vương gia ta bồi dưỡng, đồng thời lớn tiếng nói muốn đại địa chi linh, có bản lĩnh liền đến Dương gia tìm hắn, hiện tại ta tới, ngươi lại hỏi ta có ý tứ gì? Dương Đan Thanh trầm giọng nói. Vương Nham, là có người đang hãm hại nhị ca ta, ngươi chớ bị người sử dụng làm vũ khí. Sử dụng làm vũ khí? Vương Nham cười lạnh một tiếng. Làm sao? Huynh muội các ngươi dám làm không dám chịu, đừng nói nhảm, để Dương Yên đi ra, ta vẫn muốn lĩnh giáo bản sự của Dương gia thiếu gia các ngươi một chút, hôm nay để cho ta được như nguyện, tốt chứ? Dương Đan Thanh nói, Vương Nham, việc này ngươi không cảm thấy có kỳ quặc sao? Nếu hai huynh muội ta thật sự đoạt đại địa chi linh, sao sẽ nói cho ngươi là chúng ta cướp? Còn nữa, hiện tại thế tử chi tranh sắp bắt đầu, nhị ca ta sao sẽ vô duyên vô cớ đi gây thù hằn bốn phía? Cái này phải hỏi nhị ca ngươi. Vương Nham gằn giọng nói. Dương Đan Thanh, lần này nhị ca ngươi không chỉ cướp đại địa chi linh của Vương gia ta, còn giết mấy cường giả trí cảnh của Vương gia ta. Ta cho ngươi biết, đừng nói nhị ca ngươi chỉ là Dương gia thiếu gia, coi như hắn là Dương gia thế tử, Vương gia ta cũng sẽ cùng hắn tính toán rõ ràng sổ sách này. Sắc mặt Dương Đan Thanh tái xanh. Vương Nham, cũng không phải hai huynh muội ta sợ ngươi, ta cho ngươi biết. Việc này đích xác là có người đang cố ý giá họa cho nhị ca ta, cho ta một chút thời gian, ta sẽ đích thân chụp người kia tới,
ta tin tưởng, Vương Nham ngươi cũng không muốn bị người khác sử dụng làm vũ khí. Tốt, Vương Nham nói, ta cho ngươi thời gian, nhưng ta nói trước, đến lúc đó nếu các ngươi không cho ta một cái công đạo, hừ, lúc đầu ta vô ý dính vào Dương gia thế tử chi tranh, nhưng các nếu ngươi không cho ta một cái công đạo, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, hắn quay người, thân hình run lên tiêu thất ở chân trời. Giữa sân, sắc mặt Dương Đan Thanh âm trầm đáng sợ, đã lớn như vậy, lần thứ nhất nàng cảm giác được biệt khuất. Tại chỗ, trầm mặc nửa ngày, âm thanh của Dương Đan Thanh đột nhiên lạnh lùng nói. Truyền lệnh, để Dương Sơn cùng Dương Thạch đi vũ ra một chuyến, không, ta đi cùng bọn hắn, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai ăn gan hùm mật báo, dám âm huynh muội chúng ta. Trong Hồng Mông Tháp, tu hành không tuế nguyệt, Dương Diệp tiến vào trong luân hồi đã hơn 5 tháng, đương nhiên, ở bên ngoài chỉ là đi qua nửa tháng mà thôi. Hơn 5 tháng, cả người Dương Diệp đã như hóa đá. Nhìn từ ngoài, hắn không có một chút biến hóa, không chỉ không có biến hóa, giờ phút này, khí tức toàn thân hắn đã tiêu thất, cả người phảng phất như không ở giữa phiến thiên địa này. Ở cách Dương Diệp không xa, là Hiểu Vũ Tịch và Tử Nhi, Tiểu Bạch. Khi biết Dương Diệp đột phá luân hồi cảnh, các nàng cũng đã bắt đầu thủ hộ. Nói không lo lắng là giả, dù sao sơ ý một chút, Dương Diệp khả năng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Trong ngực Tử Nhi, tiểu trảo của Tiểu Bạch chỉ Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tử Nhi, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Tử Nhi nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nói khẽ. Đừng lo lắng, hắn chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Tiểu Bạch gật đầu. Sau đó tiểu trảo nhẹ nhàng huy vũ một cái, dường như đang nói cái gì. Tử Nhi khe khẽ lắc đầu. Tạm thời không thể quấy nhiễu hắn, chờ hắn tỉnh, ở để hắn chơi với ngươi có được hay không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, đang muốn vung vẩy tiểu trảo, đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không chỉ nàng, giờ phút này Tử Nhi cùng Hiểu Vũ Tịch cũng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ở dưới các nàng nhìn soi mói, mí mắt Dương Diệp đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy. Thời gian dần trôi qua, con mắt Dương Diệp chậm rãi mở ra, ở trong mắt, trong bình tĩnh mang theo một tia tang thương. Tiểu Bạch hóa thành một đạo bạch quang bay đến trước mặt Dương Diệp, sau đó tiểu trảo ôm chặt lấy cổ Dương Diệp, không ngừng dùng đầu của mình chà sát lấy cái cằm Dương Diệp. Dương Diệp cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, trong mắt bình tĩnh như trước, bất quá rất nhanh, bình tĩnh trong mắt hắn dần dần có ba động, thời gian dần trôi qua, trong mắt biến thành nhu hòa. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Bạch. Sau đó nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch cùng Tử Nhi, mỉm cười. Trở về, thật tốt. Hiểu Vũ Tịch cùng Tử Nhi đi tới trước mặt Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch bắt lấy tay Dương Diệp, nói khẽ. Tỉnh lại liền tốt. Dương Diệp ôm Hiểu Vũ Tịch cùng Tử Nhi vào trong ngực, sau đó nói khẽ. Thật là tốt. Trong khoảng thời gian này, hắn ở trong luân hồi, trải qua sự tình thực sự rất nhiều. Cho dù hắn kiếm tâm thông minh, thời khắc tuân thủ bản tâm. Tâm cảnh vẫn phát sinh rất nhiều biến hóa. Lần này, hắn chân chính đã trải qua nhân sinh bách thái. Hiện tại, luân hồi cảnh. Hiểu Vũ Tịch nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Luân hồi cảnh. Kỳ thật, luân hồi cảnh cùng âm dương cảnh cũng không có gì khác nhau quá lớn. Khác biệt duy nhất là luân hồi cảnh về mặt tâm cảnh được tăng lên. Trừ cái đó ra, còn có một loại lực lượng, cái kia chính là luân hồi chi lực. Âm dương cảnh, là âm dương chi lực. Mà luân hồi cảnh thì là luân hồi chi lực. Bất quá luân hồi chi lực này, với hắn mà nói, tác dụng cũng không phải quá lớn, giống như âm dương chi lực. Bởi vì kiếm ý cùng sát ý của hắn, là muốn siêu việt luân hồi chi lực. Đây cũng là nguyên nhân sau khi hắn đến âm dương cảnh, vì cái gì rất ít khi dùng âm dương chi lực, cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. Đương nhiên, tấn thăng đến luân hồi cảnh, thực lực tổng hợp của hắn là đạt được tăng cường rất nhiều. Có thể nói, hiện tại coi như hắn không sử dụng kiếm, cũng có thể cùng cường giả trí cảnh chiến một trận. Mà dùng kiếm, coi như không cần ám chi pháp tắc, hắn cũng có nắm chắc chính diện đánh giết một cường giả trí cảnh. Nếu như chơi đánh lén, dưới tình huống xuất kỳ bất ý, cường giả trí cảnh bình thường chỉ sợ còn chưa kịp phản ứng, đầu đã rơi xuống đất. Tự tin. Đạt đến luân hồi cảnh, hắn tự tin trước nay chưa có. Đương nhiên, hắn sẽ không tự đại, phải biết. Hệ ngân hà này, yêu nghiệt vô số, loại cường giả có thể vượt giai khiêu chiến chỗ nào cũng có, tự đại, là tìm đường chết. Khỏi cần phải nói, hai huyết nhân trong thân thể kia, nếu như một đối một,
hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng, phải nói, thắng bại chia 3-7. Hắn 3. Bất quá, hắn lại có lực đánh một trận. Dương Diệp không có ra Hồng Mông Tháp, mà ở trong tháp bồi tiếp đám người Hiểu Vũ Tịch đùa giỡn 2 ngày. Tu luyện, trở nên mạnh mẽ mặc dù trọng yếu, nhưng người nhà càng trọng yếu hơn, hắn cũng không hy vọng bởi vì sự tình khác mà không để ý đến người nhà của mình. Ngày thứ 3, Dương Diệp đi tới tầng thứ 2. Bên giường tiểu thất, Dương Diệp trầm mặc không nói. Nguyên bản, ở dưới tiểu thiên hỗ trợ, tiểu thất có khả năng thức tỉnh, nhưng hiện tại tiểu thiên bị bắt. Đúng lúc này, ngón tay tiểu thất đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người, lập tức cuồng hỉ, hắn vội vàng bắt lấy tay tiểu thất, nói khẽ. Tiểu thất, tiểu thất. Nhưng tiểu thất lại không có trả lời. Dương Diệp lại hô vài tiếng, nhưng tiểu thất vẫn không có đáp lại. Thời gian dần trôi qua, nụ cười trên mặt Dương Diệp biến mất. Nửa canh giờ trôi qua, tiểu thất vẫn không có động tĩnh. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Tiểu thất, ta không biết ngươi có thể nghe được ta nói hay không, nhưng ta muốn nói cho ngươi, chúng ta đã đến hệ Ngân Hà. Ngươi, chờ ngươi đi ra tỉnh lại. Nói xong, hắn quay người đi tới trước lò luyện đan. Trong lò luyện đan, một đóa hỏa diễm vẫn thiêu đốt. Ngọn lửa này, chính là lục đinh thần hỏa. Nhìn hỏa diễm hồi lâu, trong mắt Dương Diệp lóe lên vẻ thất vọng, bởi vì lục đinh thần hỏa còn không có thức tỉnh. Lắc đầu, Dương Diệp quay người rời đi, mà thời điểm hắn muốn đi ra ngoài, đột nhiên một thanh âm ở trong sân vang lên. Đây là hệ Ngân Hà. Nghe được thanh âm này, Dương Diệp lập tức dừng bước, hắn quay người nhìn về phía lò luyện đan. Ngươi đã tỉnh. Thanh âm này, chính là thanh âm của lục đinh thần hỏa. Vừa tỉnh không bao lâu. Lục đinh thần hỏa nói. Dương Diệp nói. Thật có lỗi. Sở dĩ lục đinh thần hỏa ngủ say, cũng là bởi vì hắn, đối với chuyện này, tâm hắn hổ thẹn. Lục đinh thần hỏa nói. Xin lỗi thì không cần. Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta còn ở trong ngủ mê. Nói đúng ra, là ta phải cảm ơn ngươi. Ngươi nguyên bản ở trong ngủ mê. Dương Diệp hỏi. Ân. Lục đinh thần hỏa nói. Phải nói, ta bị phong ấn, mặc dù bây giờ cũng là bị phong ấn, nhưng hiện tại khác biệt trước kia ta ngay cả ý thức cũng bị phong ấn. Ngươi mở ra tầng này, trá hình giải trừ ý thức phong ấn của ta. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi lúc trước trợ giúp. Đúng, ta làm sao thả ngươi đi ra. Ngươi còn không thể. Lục đinh thần hỏa nói. Vì cái gì? Dương Diệp không hiểu. Ta không phải chủ nhân của tháp sao? Còn không tính. Lục đinh thần hỏa nói. Thực lực ngươi quá yếu, vẫn không cách nào chân chính nắm giữ nó, chờ ngươi chân chính nắm giữ nó, liền có thể thả ta ra. Vẫn quá yếu, biểu lộ của Dương Diệp có chút mất tự nhiên. Lúc này lục đinh thần hỏa lại nói. Kỳ thật, cũng không tính quá yếu. Ngươi bây giờ, đã sắp tiếp xúc đến, đạo. Đạo. Đó là cái gì? Dương Diệp không hiểu. Lục đinh thần hỏa nói. Về sau ngươi sẽ biết. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không có hỏi vấn đề này, dường như nghĩ tới điều gì, hắn lại hỏi. Đúng rồi, ta lúc nào có thể mở ra tầng tiếp theo? Hắn đã sớm muốn mở ra tầng thứ 4 Hồng Mông Tháp. Nhưng Hồng Mông Tháp vẫn luôn không có động tĩnh, cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Phải biết, mỗi mở ra một tầng Hồng Mông Tháp, hắn lấy được chỗ tốt cực kỳ to lớn, hơn nữa hắn cũng muốn biết, tầng tiếp theo đến tột cùng có đồ vật gì. Tầng tiếp theo. Lục đinh thần hỏa nói. Đúng vậy. Dương Diệp nói. Ngươi bây giờ liền có thể a? Lục đinh thần hỏa nói. Ngươi không biết. Dương Diệp. Ít hầu Dương Diệp lăn lăn, sau đó nói. Hiện tại có thể. Ân. Lục đinh thần hỏa nói. Kỳ thật, những số tầng Hồng Mông Tháp kia cũng không có hạn chế, sở dĩ ngươi không thể mở ra, là bởi vì nó cố ý gây nên. Dương Diệp tự nhiên biết, nó, này là chỉ người nào, lập tức nói. Vì cái gì? Lục đinh thần hỏa nói. Bởi vì thực lực của ngươi không đủ, trong tháp có thật nhiều đồ vật không phải đồ vật của thế giới này, những vật kia, vượt ra khỏi phạm trù của thế giới này, càng vượt ra khỏi thế giới này nhận biết. Thực lực không đủ, ngươi căn bản không có cách đi khống chế những vật kia. Tựa như ta, nếu như trước đó không phải nhục thân ngươi cường hãn đến trình độ nhất định,
người cưỡng ép mượn nờ lực lượng của ta, kết cục nhất định là hôi phi yên diệt. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Rõ chưa, nó không phải hạn chế ngươi, mà là bảo hộ ngươi. Bảo hộ. Dương Diệp trầm mặc, hắn không có hoài nghi lục đinh thần hỏa, mặc dù Hồng Mông Tháp không cùng hắn trao đổi qua, nhưng không thể phủ nhận, Hồng Mông Tháp một mực trợ giúp hắn. Lúc này, lục đinh thần hỏa lại nói. Nó lựa chọn ngươi làm chủ, có lẽ là bởi vì bất đắc dĩ, nhưng giờ đây ván đã đóng thuyền, hơn nữa ngươi thu được tán thành, cho nên nó chỉ biết trợ giúp ngươi, mà sẽ không hại ngươi. Nhưng ngươi cũng cần cố gắng trở nên mạnh mẽ, bởi vì thực lực ngươi bây giờ, còn chưa đủ chân chính nắm giữ nó, không chỉ không cách nào nắm giữ nó, càng không cách nào trợ giúp nó. Trợ giúp nó, có ý tứ gì? Dương Diệp không hiểu. Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Thời điểm nó bị tiểu thất của ngươi trộm ra, đã bị trọng thương, cho nên nó chỉ có thể phụ thuộc ở trên thân thể ngươi, dựa vào ngươi đến khôi phục thương thế của mình. Ngươi hẳn là cũng cảm nhận được, theo ngươi trở nên mạnh mẽ, nó cũng càng ngày càng mạnh, không phải sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu, xác thực, ban đầu Hồng Mông Tháp chỉ là một vòng xoáy nhỏ, mà bây giờ, Hồng Mông Tháp ngay cả cường giả trí cảnh cũng có thể trấn áp. Phải biết hai huyết nhân kia là viễn siêu cường giả trí cảnh, nhưng vẫn bị Hồng Mông Tháp ép gắt gao. Ngươi không phải muốn đi tầng tiếp theo sao? Hiện tại nhắm mắt cảm thụ một chút, cẩn thận cảm thụ một chút. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Nghe vậy, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, ước chừng năm hơi sau, hắn chậm rãi mở mắt. Ta đã biết. Nói xong, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Một hơi sau, Dương Diệp xuất hiện ở trước một cánh cửa, ở trên cửa kia, dán một phù lục kim sắc. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay Dương Diệp đưa tới phù lục, nhưng đúng lúc này, phù lục kia đột nhiên từ trên cửa trôi xuống, cuối cùng rơi vào trước mặt hắn. Két! Theo một tiếng vang vang lên, cánh cửa trước mặt Dương Diệp chậm rãi mở ra. Dương Diệp cũng không có đi vào, mà nhìn về phía phù lục trong tay, đúng lúc này, một cỗ khí tức tà ác đột nhiên từ trong cửa đánh ra. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi, hắn vội vàng thu hồi phù lục, sau đó hữu quyền bỗng nhiên oanh một cái. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn lui hơn ngàn trượng, vừa dừng lại, một vòng tiên huyết từ khóe miệng hắn tràn ra. Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đại môn, bên trong đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong này có người, hoặc là yêu thú. Trầm mặc hồi lâu, thân hình Dương Diệp run lên. Đi tới trước lò luyện đan ở tầng thứ hai, sau đó nói. Đó là vật gì? Hắn tự nhiên phải cẩn thận một chút, nói đùa, một đạo khí tức liền kích thương hắn, đồ vật bên trong sẽ đơn giản. Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Một cánh tay. Một cánh tay. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Ngươi xác định là một cánh tay. Xác định. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Biểu lộ của Dương Diệp có chút khó coi, bởi vì vừa rồi hắn bị một cánh tay đả thương. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn trầm giọng hỏi. Tay người nào? Một gia hỏa danh xưng chiến thần. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Kỳ thật, không phải danh xưng, hắn là chiến thần chân chính, từ xưa đến nay, đệ nhất chiến thần. Vậy tại sao tay hắn lại ở chỗ này? Dương Diệp nói. Bởi vì hắn chết. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Đinh Thần Hỏa, sau đó nói. Chiến thần cũng sẽ chết sao? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Chiến thần, không phải vô địch, hơn nữa hắn là chiến tử. Kỳ thật hắn muốn chạy trốn, thế giới kia của chúng ta, rất ít có người có thể giết hắn, nhưng hắn không có trốn, chiến đến một hơi cuối cùng. Dương Diệp nói. Vậy tại sao tay hắn lại ở chỗ này? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Chủ nhân ngẫu nhiên đạt được. Sau khi đạt được chủ nhân, lúc đầu muốn dùng đến luyện đan, nhưng còn chưa bắt đầu, liền phát sinh một chút sự tình, cuối cùng Hồng Mông Tháp bị tiểu thất trộm đi ra. Chủ nhân. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Đinh Thần Hỏa, không cần phải nói, chủ nhân trong miệng Lục Đinh Thần Hỏa, là lão giả đạo bào. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Biết vì cái gì ta biết ngươi có thể mở ra tầng thứ tư mà không nói không? Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Bởi vì, ngươi chỉ có lắp đặt cánh tay kia, mới có thể tiếp nhận lực lượng của ta, sau đó mang ta đi ra ngoài. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Lắp đặt cánh tay kia. Dương Diệp nói.
Ngươi xác định ta có thể được, ngươi xác định sẽ không ra vấn đề gì. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Sẽ không có vấn đề lớn gì, bởi vì thần hồn của chiến thần kia đã sớm tiêu thất, trong cánh tay kia không có thần hồn, chỉ có một chút ý chí bất khuất còn sót lại của hắn. Cái ý chí này, nếu như ngươi có thể kế thừa, chuyện đó đối với ngươi mà nói, là một đại hảo sự. Cái tay này lợi hại không? Dương Diệp lại hỏi. Rất lợi hại. Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Lực lượng của ta ngươi cũng đã được chứng kiến, nếu như ngươi có thể thay đổi cánh tay này, nó có thể hoàn toàn chịu đựng lực lượng của ta. Ngươi cảm thấy nó lợi hại không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi, lúc này Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Ngươi đi làm cái gì? Đổi tay A, C. Dương Diệp hưng phấn nói. Chờ ta đổi cánh tay này, ta liền trực tiếp giết tới Dương gia, còn tham gia thế tử chi tranh cọng lông. Không muốn chết liền đi cơ đổi đi. Lục Đinh Thần Hỏa lạnh nhạt nói. Nụ cười Dương Diệp cứng đờ. Có ý tứ gì? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Thân thể ngươi còn có chút yếu, hiện tại đi đổi, thân thể ngươi rất có thể không chịu nổi lực lượng của cánh tay này, cho nên ngươi nhất định phải chờ nhục thân mạnh mẽ một chút nữa mới có thể đi đổi cánh tay. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hiện tại nhục thân của hắn quả thật có chút yếu. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói. Đúng rồi, đổi tay, có phải mang ý nghĩa, ta phải chém đứt tay của mình hay không? Không cần. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Cái tay kia đã bị chủ nhân luyện chế qua, chỉ còn lại có máu và xương, cho nên người muốn đổi, chỉ cần hoán cốt cùng máu là được. Dù sao sự tình rất đơn giản. Đến lúc đó ngươi sẽ rõ ràng. Còn hiện tại, trước chớ đi. Mặc dù bây giờ nhục thân của ngươi miễn cưỡng có thể tiếp nhận lực lượng, nhưng lại rất nguy hiểm, vạn nhất không chịu nổi, tiểu tử ngươi liền chơi xong. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Cũng tốt. Như Lục Đinh Thần Hỏa nói, việc này ổn một chút tương đối tốt. Đúng rồi, có phải ngươi thu được một thanh kiếm gỗ hay không? Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Kiếm gỗ? Dương Diệp nao nao, lập tức nghĩ tới. Xác thực, thế nào? Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Chuôi kiếm này, không tầm thường. Nghe vậy, con mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, ánh mắt của Lục Đinh Thần Hỏa cực cao, có thể làm cho nó nói không tầm thường, không cần phải nói, chuôi kiếm này tuyệt đối là đại bảo bối A. Nghĩ đến cái này, Dương Diệp vội vàng cáo biệt Lục Đinh Thần Hỏa, sau đó trở lại tầng thứ nhất. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn tìm kiếm gỗ, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ chân trời xẹt qua. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh kiếm đang phi nhanh, mà ở trên chuôi kiếm này, có một tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này không phải người khác, chính là Tiểu Bạch. Dương Diệp đang muốn đi lên, đúng lúc này, đạo kiếm quang kia tốc độ đột nhiên nhanh hơn, tốc độ kiếm quang càng lúc càng nhanh, không đến nửa hơi, toàn bộ chân trời vậy mà đã bị kiếm quang bao phủ. Nhìn một cái, đều là kiếm quang, một khe hở cũng không có. Đây là tốc độ quá nhanh tạo thành. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp lập tức ngưng trọng lên, bởi vì hắn làm không được như vậy, phải nói tốc độ của hắn làm không được như vậy. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, sau đó một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, chuôi kiếm này, chính là thanh kiếm gỗ lúc trước, mà lúc này, Tiểu Bạch đang đứng ở trên kiếm gỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp vẫy vẫy chào, hiển nhiên là đang gọi hắn đi lên. Dương Diệp mỉm cười, muốn lên đi, nhưng đúng lúc này, kiếm gỗ đột nhiên run lên kịch liệt, sau đó một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến ngoài ngàn trượng. Ngoài ngàn trượng, Dương Diệp nhìn trước ngực mình, lúc này ở trước ngực hắn, có một vết kiếm dài đến mấy chục cm, kiếm thương cực sâu, sắp có thể nhìn thấy ngũ tạng. Nếu như vừa rồi không phải hắn phản ứng nhanh, khả năng đã bị đánh thành hai nửa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía kiếm gỗ, mà đúng lúc này, kiếm gỗ đột nhiên bắn nhanh ra như điện, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, muốn rời xa, nhưng kiếm gỗ đột nhiên ngừng lại, bởi vì hai móng vuốt của Tiểu Bạch đang gắt gao kéo lấy chuôi kiếm. Lúc này, Tử Nhi đột nhiên xuất hiện ở bên người Dương Diệp, nàng nhìn thoáng qua kiếm thương trước ngực Dương Diệp, nói khẽ. Không có sao chứ. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía kiếm gỗ. Kiếm này làm cái quỷ gì? Tử Nhi lắc đầu, sau đó nói. Không biết, ta chỉ biết nó chỉ cho phép Tiểu Bạch sờ nó.
Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, lúc này không biết Tiểu Bạch nói cái gì, chuôi kiếm dần dần bình tĩnh lại. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Tiểu Bạch, ngươi tránh ra. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, mặc dù không biết Dương Diệp muốn làm gì, nhưng vẫn vọt đến trên bờ vai Tử Nhi. Dương Diệp chậm rãi đi về phía kiếm gỗ, sau một khắc, một cỗ ý cảnh kinh khủng từ trong thân thể hắn bạo phát ra, cuối cùng ý cảnh bao phủ về phía thanh kiếm gỗ. Sát lục kiếm ý. Hắn muốn dùng sát lục kiếm ý chấn áp chuôi kiếm này. Lúc này, thanh kiếm gỗ ở xa xa đột nhiên khẽ run lên, sau một khắc. Một tiếng kiếm reo vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang lóe sáng. Ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp, sát lục kiếm ý trước mặt hắn bị phân thành hai, sau một khắc, thanh kiếm gỗ đã đi tới trước mặt hắn không đến nửa trượng. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, tâm niệm khẽ động, một đạo huyết quang lóe lên, sau đó một huyết khôi ngăn ở trước mặt hắn. Sau một khắc, hai nhân ảnh như diều đứt dây bay đi, cùng lúc đó, một cánh tay xuất hiện ở trên không trung, cuối cùng cánh tay từ không trung chậm rãi rơi ở trên mặt đất. Hai nhân ảnh bay ra, chính là Dương Diệp cùng huyết nhân, mà cánh tay rơi xuống đất, thì là của huyết khôi. Trước đó một kiếm kia, không chỉ có Dương Diệp không ngăn được, ngay cả huyết khôi cũng không có ngăn trở, không chỉ không ngăn được, ngược lại bị mất một tay. Sau khi một kiếm đánh bay Dương Diệp cùng huyết khôi, thanh kiếm gỗ cũng không có ý tử dừng tay, trên mũi kiếm, kiếm quang lấp lóe, muốn lần nữa xuất kiếm, đúng lúc này, Tiểu Bạch ở một bên giật mình, thân hình lóe lên, đi tới đằng sau kiếm gỗ, sau đó hai tiểu chảo gắt gao ôm chuôi kiếm. Bị Tiểu Bạch ôm lấy, thanh kiếm gỗ dần dần bình tĩnh lại, nhưng trên mũi kiếm y nguyên lóe ra kiếm quang, hiển nhiên nộ khí chưa tiêu. Nơi xa, Dương Diệp có chút mộng, vô cùng mộng. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới kiếm gỗ vậy mà kinh khủng như thế. Cái này thật chỉ là một thanh kiếm. Phải biết, thực lực của huyết khôi kia viễn siêu cường giả trí cảnh bình thường, nhưng cho dù là nó, vẫn không thể ngăn trở một kiếm kia. Nếu như vừa rồi là hắn tới chặn, khả năng cũng không phải rơi một tay đơn giản như vậy. Tử Nhi xuất hiện ở bên người Dương Diệp, sau đó nói khẽ. Không có sao chứ. Dương Diệp lắc đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về nơi xa, thanh kiếm gỗ cơ bản bình tĩnh lại, kiếm quang trên mũi kiếm cũng đã tiêu tán. Kiếm này khá quái dị. Tử Nhi nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, kiếm này, nào chỉ là quỷ dị, đơn giản là kinh khủng. Cường giả trí cảnh ở trước mặt nó, chỉ sợ căn bản không đáng chú ý. Một thanh kiếm còn mạnh hơn cường giả trí cảnh. Cái này nghe, thật làm cho người ta có chút khó có thể tin. Như vậy hiện tại. Vấn đề tới. Kiếm này lợi hại như vậy, còn có tính tình như thế, làm sao mới có thể để cho hắn sử dụng? Dựa vào Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp hẳn có thể trấn áp nó, nhưng sau khi ra ngoài thì sao? Không có Hồng Mông Tháp trấn áp, nếu kiếm này đột nhiên thí chủ, chỉ sợ hắn là ngăn không được. Mà để kiếm này cam tâm cho hắn sử dụng. Dương Diệp lắc đầu, phủ định ý nghĩ kia, kiếm này tính tình rất lớn, cam tâm để cho hắn sử dụng. Đó là không cần suy nghĩ, chỉ tạm thời là không cần suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Tử Nhi nói khẽ. Làm sao bây giờ? Dương Diệp nhìn về nơi xa, lúc này thanh kiếm gỗ đã triệt để bình tĩnh trở lại. Nhìn kiếm gỗ, trong mắt Dương Diệp dần dần ngưng trọng lên. Không cần phải nói, chuôi kiếm này lai lịch tuyệt đối không tầm thường, mà Vũ gia đại trưởng lão nói, lấy kiếm này, liền phải gánh vác lên một ít trách nhiệm. Nguyên bản. Hắn đối với trách nhiệm kia là chẳng thèm để ý, nhưng hiện tại hắn biết, cái trách nhiệm gì kia, chỉ sợ là chuyện cực kỳ khó giải quyết. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, không đi nghĩ những sự tình chưa có phát sinh kia nữa. Hắn nhìn thoáng qua kiếm gỗ bắt đầu mang theo Tiểu Bạch bay khắp nơi, trong mắt lóe lên vẻ đáng tiếc. Nếu như chuôi kiếm này có thể để cho hắn sử dụng, không cần phải nói, cắt chí cảnh tuyệt đối giống như thái thịt. Đáng tiếc là, chuôi kiếm này không nghĩa tới hắn. Kỳ thật, hắn vẫn có niềm tin trấn áp thanh kiếm này, mặc kệ là Hồng Mông Tháp hay kiếm vực, nhưng đối với kiếm, hắn vẫn có chút không muốn dùng mạnh, bởi vì lúc đối địch, kiếm là chiến hữu hắn tín nhiệm nhất, nếu như lúc kia, kiếm này đột nhiên phản chiến, vậy hắn thực xong rồi. Dương Diệp nhìn kiếm gỗ hồi lâu, sau đó nói. Lần sau tới tìm ngươi, lần sau đến, ngươi sẽ không dám đối với ta như vậy. Nói xong, hắn quay người thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Trong hiện thực, trong gian phòng,
Dương Diệp chậm rãi mở mắt, hắn nhìn lướt qua giữa sân, sau một khắc, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Ngoài cửa, ngươi thành công. Dương Diệp mới xuất hiện ở ngoài cửa, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên phải hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả này chính là Vũ gia đại trưởng lão. Thành công. Nghe vậy, đại trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, chỗ sâu trong đôi mắt lóe lên chấn kinh. Không đến nửa tháng. Trùng kích luân hồi cảnh, không đến nửa tháng thời gian, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bởi vì Vũ gia lão tổ, cũng là Vũ tổ Vũ Mục năm đó, ở thời điểm trùng kích luân hồi cảnh, cũng dùng một tháng A. Mà Dương gia thiếu gia trước mắt, vậy mà chỉ dùng không đến nửa tháng. Nửa tháng. Đại trưởng lão trầm mặc hồi lâu, mặt mày trầm thấp, trong đôi mắt lóe lên một tia sát ý. Mặc dù Vũ gia cùng Dương gia không phải thế gia đối địch, nhưng hắn không hy vọng Dương gia xuất hiện loại tuyệt thế yêu nghiệt kia, cái này không chỉ đối với thế gia khác bất lợi, đối với Vũ gia cũng bất lợi. Bởi vì một khi Vũ gia cùng Dương gia là địch, mà Dương gia có loại thiên tài này, như vậy đối với Vũ gia mà nói, tuyệt đối là một tai nạn. Bất quá rất nhanh, hắn thu lại sát ý trong lòng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Chúc mừng. Không có cân nhắc bao lâu, hắn lựa chọn lôi kéo. Bởi vì nếu như động thủ, cái giá quá lớn. Đầu tiên Dương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Dương gia có lẽ không cùng Vũ gia toàn diện khai triển, nhưng nhất định sẽ ngược sát thiên tài trẻ tuổi của Vũ gia. Tiếp theo là An Nam Tĩnh, hắn nhìn ra được, An Nam Tĩnh cùng Dương gia thiếu gia này quan hệ không ít, nếu như hắn động thủ, coi như An Nam Tĩnh không động thủ với Vũ gia, nhưng quả quyết sẽ căm thù Vũ gia. Nói tóm lại, nếu như hắn xuất thủ, tệ lớn hơn lợi. Dương Diệp nhìn thoáng qua đại trưởng lão, sau đó nói. Đa tạ, còn xin tiền bối dẫn ta đi gặp thê tử của ta. Nàng cũng đang muốn gặp ngươi, đi theo ta. Đại trưởng lão nói xong, quay người lóe lên, tiêu thất ở nơi xa. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo hắc quang đi theo. Diễn võ trường. Diễn võ trường là địa phương đệ tử Vũ gia luận bàn tỉ thí, toàn bộ sân bãi vô biên vô hạn, không gian chung quanh càng có vài chục trận pháp gia trì, trừ cái đó ra, còn có cường giả trên trí cảnh gia trì, có thể nói, nơi này xem như một kích toàn lực của cường giả trí cảnh, cũng khó mà làm bị thương mảy may. Trong diễn võ trường, chỉ có hai người này chính là An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp. Luân hồi cảnh, An Nam Tĩnh nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi thì sao? An Nam Tĩnh nói. Còn không có, bất quá chẳng mấy chốc sẽ tới. Dương Diệp. Chấm. Tay An Nam Tĩnh khẽ động, liệt thiên xuất hiện ở trong tay nàng. Chân chính đến đánh một trận. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Được. Giờ phút này hắn vừa tăng lên tới luân hồi cảnh, cũng đang muốn tìm người đến luyện một chút, sau đó nhìn xem thực lực mình đến loại trình độ nào. Mà An Nam Tĩnh cũng thế. Nàng tiếp nhận truyền thừa, sau đó lại ở Vũ gia nghiên cứu võ đạo tâm đắc của Vũ Tổ, hiện tại thực lực tổng hợp của nàng cũng tăng lên rất nhiều, nàng cũng đang muốn tìm người đến luyện một chút. An Nam Tĩnh muốn động thủ, đúng lúc này Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa nói. Đại trưởng lão, có thể giữ bí mật không? Trầm mặc một cái chớp mắt, nơi xa đột nhiên truyền đến thanh âm của đại trưởng lão. Yên tâm, hôm nay cuộc tỉ thí của các ngươi tuyệt sẽ không truyền đến trong tai người thứ tư. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ta sẽ nghiêm túc. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Ta cũng vậy. Thanh âm rơi xuống, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Sau một khắc, một đạo thương mang kim sắc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Giữa sân, tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên trời. Ngay sau đó, kiếm quang trực tiếp bổ vào thương mang. Âm thanh nổ vang. Theo tiếng nổ vang vang lên, thương mang cùng kiếm quang ầm vang nổ tung, sau đó một cỗ khí lãng kinh khủng trong nháy mắt lan tràn ra ngoài mấy vạn trượng. Mà lúc này, một đạo thương mang đột nhiên từ bên trái kích xạ tới, ven đường những nơi đi qua, khí lãng tựa như giấy mỏng bị xé nứt thành hai nửa, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang đột nhiên từ bên phải bắn nhanh ra, chỗ kiếm quang đến, khí lãng bị vỡ nát thành hư vô. Cứ như vậy, thương mang cùng kiếm quang dùng phương thức ngang ngược nhất ở trên không trung chạm vào nhau. Vừa mới tiếp xúc, giữa sân tựa như kinh lôi nổ vang, toàn bộ mặt đất cùng không gian chung quanh run lên kịch liệt. Ngay sau đó,
kiếm quang cùng thương mang lần nữa ầm vang vỡ vụn, cả hai bạo phát ra năng lượng lập tức hóa thành sóng khí khuếch tán. Bất quá, khi những khí lãng này đi tới trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, đều bị một cỗ lực lượng vô hình chấn thành hư vô. Giữa sân, hai người liếc nhau, sau một khắc, hai người đồng thời tiêu thất. Thanh âm kim thiết giao kích vang lên, lúc này Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cách xa nhau không đến nửa trượng, trường thương trong tay An Nam Tĩnh đâm thẳng mặt Dương Diệp, bất quá bị kiếm của Dương Diệp ngăn cản. Yên lặng một cái chớp mắt, An Nam Tĩnh đột nhiên buông lỏng trường thương trong tay ra, sau đó nàng vọt tới trước, người trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó đấm ra một quyền, nhanh như chớp giật, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, giơ kiếm bổ xuống. Mà thời điểm hắn giơ kiếm đánh xuống, tay trái của An Nam Tĩnh đột nhiên duỗi ra, sau đó nắm chặt liệt thiên đâm về phía trước, một thương này, đâm thẳng mặt Dương Diệp. Trong lòng Dương Diệp giật mình, kiếm lúc đầu muốn đi bổ An Nam Tĩnh vội vàng móc nghiêng. Kiếm chặn thương, nhưng nắm đấm cuối cùng An Nam Tĩnh lại trực tiếp đánh vào trước ngực hắn, thời điểm nắm đấm của nàng vừa chạm đến trước ngực Dương Diệp, quyền đột nhiên hóa trưởng, sau đó chấn động mạnh về phía trước một cái. Theo một tiếng trầm đục vang lên, cả người Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng, vừa mới dừng lại, khóe miệng của hắn tràn ra một vòng đỏ thẫm, cùng lúc đó, ở vị trí trước ngực móp méo vào. Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Sáo lộ có chút sâu a. Thanh âm rơi xuống, một cỗ ý cảnh đột nhiên từ trong thân thể hắn bạo phát ra. Sát lục kiếm ý. Nơi xa, An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Đến thật đi. Nói xong, nàng bước ra một bước, trong chốc lát, một cỗ ý cảnh kinh khủng từ trong cơ thể bừng lên. Khi nhìn thấy ý cảnh này, xa xa sắc mặt Dương Diệp đột nhiên thay đổi. Cùng lúc đó, một thanh âm khiếp sợ đột nhiên vang lên. Sáu loại ý cảnh, sáu loại ý cảnh quy nguyên cảnh, sáu loại ý cảnh quy nguyên cảnh dung hợp. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm này run lên. Sáu loại ý cảnh quy nguyên cảnh. Một bên Dương Diệp cũng ngây người, phải biết, nguyên lai ý cảnh của An Nam Tĩnh chỉ là niết bàn cảnh, mà bây giờ, ý cảnh của An Nam Tĩnh đã biến thành quy nguyên cảnh, hơn nữa còn là sáu loại ý cảnh quy nguyên cảnh dung hợp. Lão Thiên! Giờ phút này Dương Diệp xấu hổ muốn chết, phải biết, hắn mới hai loại ý cảnh A, mà An Nam Tĩnh lại có sáu loại. Lúc này Vũ gia đại trưởng lão cũng xuất hiện ở giữa sân, nhìn chằm chằm vào An Nam Tĩnh, ở trong mắt là hưng phấn, là kích động, còn có một tia đáng tiếc. Hắn biết An Nam Tĩnh có sáu loại ý cảnh, nhưng khi đó ý cảnh của An Nam Tĩnh chỉ là niết bàn cảnh cùng quy nguyên cảnh, đó là hai loại khái niệm. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được vì cái gì lão tổ nhà mình sẽ nói thế hệ trẻ tuổi Vũ gia đều không bằng An Nam Tĩnh. Không bằng, thực không bằng. Có thể nói, nếu như An Nam Tĩnh sớm đến Vũ gia 10 năm, không cần, chỉ cần 3 năm, ba vị trí đầu của thế hệ trẻ tuổi hệ Ngân Hà, tất có An Nam Tĩnh. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. An cô nương, ngươi, theo ta được biết, trước đó ý cảnh của ngươi đều chỉ là niết bàn cảnh, vì sao hiện tại ý cảnh của ngươi biến thành quy nguyên cảnh? Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, Vũ gia đại trưởng lão hỏi, cũng là hắn muốn biết. An Nam Tĩnh có chút trầm ngâm, sau đó nói. Nhìn tâm đắc của Vũ gia tiên tổ, lòng có cảm giác, cho nên tăng lên. Dương Diệp. Chấm. Đại trưởng lão biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên, nhìn tâm đắc một chút, sau đó liền đến quy nguyên cảnh. Cái tâm đắc kia, hắn cũng nhìn, mặc dù cảm ngộ rất nhiều, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đây chính là siêu cấp thiên tài cùng thiên tài bình thường khác nhau. Lúc này, An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Tiếp tục. Dương Diệp nhìn về phía đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi đại trưởng lão rời đi, An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Cẩn thận! Nói xong, ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng chấn động, trường thương trong tay tựa như một đạo thiểm điện kim sắc bắn nhanh ra. Liệt thiên gia chỉ sáu loại ý cảnh quy nguyên cảnh. Những nơi liệt thiên đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, không chỉ như thế, dùng liệt thiên làm trung tâm, phương viên mấy ngàn trượng vậy mà run lên từng đợt, ở vị trí trung tâm nhất vậy mà dần dần rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Dương Diệp nghiêm túc lên, không dám khinh thường, hắn tâm niệm khẽ động, trường kiếm trong tay lơ lửng ở bên người, mà hắn thì chậm rãi nắm chặt hữu quyền, sau một khắc, hắn bỗng nhiên oanh một cái. Tịch diệt băng thiên quyền. Quyền ra,
một cỗ lực lượng kinh khủng mang theo khí tức tịch diệt từ trên nắm tay Dương Diệp tràn ra. Tiếng oanh minh vang vọng cả diễn võ trường, giờ khắc này, toàn bộ diễn võ trường run lên kịch liệt, phảng phất như động đất. Mà lúc này, xa xa An Nam Tĩnh đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã ở sau lưng Liệt Thiên, sau đó chân trái nhẹ nhàng điểm một cái, cả người nhất thời bay lên không, chân phải đá mạnh Liệt Thiên một cái. Liệt Thiên lập tức hóa thành một vệt kim quang bắn nhanh ra như điện, tốc độ cực nhanh, Dương Diệp còn chưa kịp phản ứng, Liệt Thiên đã đi tới trước mặt hắn trong đó, ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp đánh không gian chung quanh hắn rách tả tơi. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tay hắn duỗi ra, kiếm lập tức bay đến trong tay, cùng lúc đó, một thanh cổ sao xuất hiện ở trong tay trái, kiếm vào vỏ, sau một khắc, Dương Diệp rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. 10 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật điệp ra. Sau khi đạt đến luân hồi cảnh, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, với hắn mà nói, hắn đã có thể điệp ra 10 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, bất quá đây cũng là cực hạn của hắn. 10 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật điệp ra mạnh bao nhiêu, Dương Diệp không biết, hắn cũng rất chờ mong, bất quá hắn lập tức liền có thể biết. Một tiếng kiếm reo vang vọng, kiếm quang chợt lóe lên. Chỗ kiếm quang đến, không gian rạn nứt. Giữa sân, trường thương cùng kiếm quang kia đụng vào nhau. Thương kiếm run lên kịch liệt, sau một khắc, An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp phân biệt xuất hiện ở sau lưng Liệt Thiên cùng trường kiếm. Bất quá An Nam Tĩnh nhanh hơn một chút, An Nam Tĩnh đưa tay nắm chặt Liệt Thiên, sau đó thuận thế đâm một cái, lúc Dương Diệp nắm kiếm, hắn chỉ có thể thuận thế cản ở trước mặt. Cả người Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng, mà lúc này, mũi chân của An Nam Tĩnh nhẹ nhàng điểm một cái, sau một khắc, giữa sân trực tiếp xuất hiện từng An Nam Tĩnh, những An Nam Tĩnh này, toàn bộ là tàn ảnh của nàng, đáng sợ nhất là, những tàn ảnh này đều giống như thực chất. Mà lúc này, bản thể của An Nam Tĩnh đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó Liệt Thiên trong tay nàng quét ngang. Lần này Dương Diệp không có đi cản, mà một kiếm đâm tới phần bụng của An Nam Tĩnh. Lấy thương đổi thương. Nếu như là người khác, chiêu này của hắn là lấy mạng đổi mạng, nhưng đối với An Nam Tĩnh, hai người bọn họ quả quyết sẽ không thực đánh chết đối phương, thật muốn đến thời khắc nguy hiểm, mặc kệ là hắn hay An Nam Tĩnh, đều sẽ dừng tay. Sở dĩ hắn lựa chọn lấy thương đổi thương, là vì không có cách nào khác, bởi vì ý thức chiến đấu của An Nam Tĩnh quá mạnh. Cũng chỉ hắn kiếm tâm thông minh, miễn cưỡng có thể cận thân đối kháng An Nam Tĩnh, nếu như đổi lại người khác, đoán chừng sớm đã bị giết chết mấy trăm lần. Phải biết, mặc dù An Nam Tĩnh không có thi triển võ kỹ gì, nhưng chiêu thức của nàng càng đáng sợ hơn võ kỹ. Chiêu chiêu chí mạng. Nhìn thấy Dương Diệp dùng phương thức lấy thương đổi thương, An Nam Tĩnh nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra, sau một khắc, một cỗ ý cảnh kinh khủng từ trong cơ thể nàng bừng lên, lúc cỗ ý cảnh này xuất hiện, kiếm thế của Dương Diệp lập tức bị ép. Ngừng, mà lúc này, An Nam Tĩnh vào tới trước, sau đó một quyền đánh vào ngực Dương Diệp. Theo một tiếng trầm đục vang lên, Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại, mà lúc này, tay An Nam Tĩnh đột nhiên nắm lấy Liệt Thiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó đâm về phía trước, nhanh như bốn lôi. Cũng may lúc này, Dương Diệp đã kịp phản ứng, kiếm vào vỏ, sau đó rút kiếm chạm, đúng lúc này, Liệt Thiên trong tay An Nam Tĩnh tốc độ đột nhiên nhanh hơn, đồng thời có chút chách xuống, mũi thương của Liệt Thiên đánh vào trên chuôi kiếm của Dương Diệp. Cái này khiến kiếm của Dương Diệp còn chưa rút ra, đã bị một cỗ cự lực chấn đến hơn ngàn trượng. Sau một khắc, An Nam Tĩnh lần nữa bắn nhanh ra như điện. Nơi xa, ánh mắt của Vũ gia đại trưởng lão rơi vào trên người Dương Diệp, trong mắt có một tia tán thưởng. Bởi vì hắn thấy, Dương Diệp có thể ở trong tay An Nam Tĩnh chống đỡ lâu như vậy, đã là vô cùng khó được. Dù sao An Nam Tĩnh có được 6 loại ý cảnh, kỳ thật hắn thấy. An Nam Tĩnh kinh khủng nhất còn không phải 6 loại ý cảnh quy nguyên cảnh, mà là ý thức chiến đấu. Ý thức chiến đấu của An Nam Tĩnh, ngay cả hắn cũng có chút tim đập nhanh. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn tán thưởng Dương Diệp, bởi vì mặc dù Dương Diệp bị ý thức chiến đấu của An Nam Tĩnh áp chế, nhưng hắn thủy chung có thể ương ngạnh chống cự, đồng thời thỉnh thoảng làm ra phản kích. Bất quá theo đại trưởng lão, Dương Diệp bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến âm thanh trầm đục, đại trưởng lão đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy xa xa Dương Diệp bị An Nam Tĩnh chấn đến hơn 2.000 trượng. Bất quá lần này, An Nam Tĩnh không có thừa thắng xông lên, mà ngừng lại. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Không ra át chủ bài sao?
Dương Diệp nhìn tay phải của mình một chút, lúc này tay phải của hắn đã hoàn toàn mất đi chi giác, An Nam Tĩnh không chỉ có ý thức chiến đấu mạnh, tốc độ cùng lực lượng của nàng cũng mạnh đến làm cho người giận sôi, đặc biệt là nàng khống chế lực lượng, càng mạnh kinh khủng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, cười nói. Cứ như vậy đi, được không? Hắn đương nhiên là có át chủ bài, lá bài tẩy này dĩ nhiên chính là ám chi pháp tắc thêm nhất kiếm luân hồi, còn có kiếm vực, đặc biệt là kiếm vực, đừng nhìn An Nam Tĩnh có 6 loại ý cảnh quy nguyên cảnh, nhưng kiếm vực của hắn đồng dạng có thể dễ dàng trấn áp. Mặc dù hắn biết An Nam Tĩnh cũng có át chủ bài, hắn cũng muốn nhìn át chủ bài của An Nam Tĩnh, nhưng hắn không muốn để cho át chủ bài của mình và An Nam Tĩnh bại lộ ở trước mặt Vũ gia. Át chủ bài bại lộ, vậy thì không gọi át chủ bài. Vạn sự lưu lại thủ đoạn. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu nói. Tốt. Hiển nhiên, nàng minh bạch ý tứ của Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Ta muốn đi Dương gia, đi cùng ta không? An Nam Tĩnh có chút trầm ngâm, sau đó nói. Người đi trước, ta còn có một chiêu chưa học được. Dương Diệp nao nao, lập tức hỏi. Chiêu gì? An Nam Tĩnh nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy ta đi trước, ngươi bảo trọng. An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta nhất định đến. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Ân. Nói xong, hắn không dừng lại, quay người tiêu thất ở nơi xa. Sau khi Dương Diệp đi, đại trưởng lão xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh, sau đó nói. An cô nương, tộc trưởng muốn gặp ngươi, ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về nơi xa, kinh ngạc nói. Hắn vậy mà đích thân đến. Dương Diệp không có lưu lại nguyên vũ hệ, còn có nửa tháng là Dương gia thế tử chi tranh bắt đầu, thời gian của hắn đã còn thừa không nhiều lắm. Rất nhanh, Dương Diệp ra nguyên vũ hệ, nhưng hắn vừa rời nguyên vũ hệ, đi vào trong tinh không, hai lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy hai lão giả này, sắc mặt Dương Diệp dữ tợn lên, bởi vì hai người này chính là hai người lúc trước đi thiên thiên đại lục giết hắn, bắt đi linh hồn của Tiểu Thiên, cũng chính là hai cái này. Hai người này chính là Dương Sơn cùng Dương Thạch. Ánh mắt Dương Sơn rơi vào trên người Dương Diệp. Đến, để cho ta đoán xem, ngươi là người của vị thiếu gia nào, thất thiếu gia, tứ thiếu gia, hay là... Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Đến, đoán xem ngươi chừng nào thì chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 119.